nhưng là bởi vì cùng loại thiên đạo phòng tối ảnh hưởng, hắn cùng A Thập Lục tiến vào Kim Liên thế giới về sau, lại đem vị kia lái thay đại thúc bộ dáng đem quên đi. Chỉ có vòng tay không gian bên trong quyển kia kim cương thần phạt đại thủ ấn chứng kiến lấy Tống Thư Hàng kinh lịch vừa rồi cũng không phải là hư ảo. Lúc này, Bạch Tiền Bối chính đạp không mà đi, quan sát đến một tòa bảo tháp 9 tầng. Cái này bảo tháp cùng phía dưới cự hình bệ đá đều là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, là bị Nho Gia thuận lợi thu nhập Kim Liên thế giới hai cái mảnh vỡ một trong. Thư Hàng, ngươi qua đây nhìn xem, cái này bảo tháp cùng bên ngoài thiên đình mảnh vỡ khác nhau ở chỗ nào không? Bạch Tiền Bối lên tiếng nói, hắn tựa hồ phát hiện cái gì. Tống Thư Hàng sẽ tới, đưa thay sờ sờ bảo tháp. À, ta làm sao luôn cảm giác cái này bảo tháp, cùng trước đó khối kia viễn cổ thiên đình mảnh vỡ ở giữa so ra, thiếu một chút cái gì. Tống Thư Hàng một bên sờ lấy bảo tháp, một bên nghi ngờ nói. Quả nhiên ngươi cũng có loại cảm giác này. Bạch Tiền Bối gật đầu nói. Bên trên Hằng Hỏa Chân Quân nhãn tình sáng lên. Bạch Tiền Bối cùng Thư Hàng tiểu hữu tìm ra nguyên nhân. Bạch Long tỷ tỷ cũng chui ra, hoàn toàn chính xác thiếu một chút đồ vật. Hình dung như thế nào tốt đây? Đúng, cái này bảo tháp cho nàng cảm giác, tựa như là khối kia bị chuyển rời đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong, bị liếm lấy mấy lần thiên đình mảnh vỡ đồng dạng. Để cho ta tới thử một chút, nhìn xem hắn đến cùng có thay đổi gì. Tống Thư Hàng hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên tay tam thập tam thú tổ hợp pháp khí quyền sáu đầu ngón tay bộ phận mở ra, đầu ngón tay của hắn dán tại trên bảo tháp. Đồng thời, thân thể của hắn tản ra, hóa thành ngụy bất hủ sương mù hình thức. Xem xét viễn cổ thiên đình mảnh vỡ cần thiết trả ra đại giới khẳng định rất lớn, dù sao niên đại xa xưa, Tống Thư Hàng cũng có chuẩn bị tâm lý, hắn cắn chặt răng. Đợi đã, Thư Hàng, ngươi muốn thi triển cái kia kỳ quái xem xét pháp thuật. Ta trước đem cái này bảo tháp tin tức nói cho ngươi, dạng này ngươi thương hại có thể ít một chút. Bạch Long tỷ tỷ nói. Nàng biết Tống Thư Hàng có cái mỗi lần thi triển đều muốn phun máu tinh thần gấp 10 lần đau nhức xem xét pháp thuật, mà nếu như biết trước liên quan tới xem xét vật phẩm đại bộ phận tin tức, tại đã biết điều kiện càng nhiều điều kiện tiên quyết, nơi dám định trả ra đại giới cũng sẽ càng nhỏ. Bạch Long tỷ tỷ đã từng là thiên đình Kim Long Thủy Tổ, đối thiên đình bên trong phần lớn kiến trúc đều có chỗ hiểu rõ. Đặc biệt là cái này bảo tháp, tại thiên đình bên trong cũng là khắp nơi có thể thấy được đồ vật. Nhưng là, trễ. Tại Bạch Long tỷ tỷ mở miệng kêu to thời điểm, Tống Thư Hàng đã không kịp chờ đợi thi triển xem xét bí pháp, đại giới thanh toán. Huyết dịch biến thành sương mù từ trên người hắn phun ra ngoài, hướng lên phía trên phiêu giật, ngạnh sinh sinh tại đỉnh đầu hắn phun ra một đóa màu đen cây nấm trạng tiểu vân. Tống Thư Hàng miệng đều đang run rẩy, Bạch Long tỷ tỷ. Lần sau nếu như có thể nói, xin sớm điểm nhắc nhở ta. Cùng dữ liệu đồng dạng, xem xét viễn cổ thiên đình mảnh vỡ thống khổ đẳng cấp phi thường cao, thân thể đau run rẩy, chỉ có thể tận lực chịu đựng. Bạch Long tỷ tỷ, ai sẽ nghĩ đến người thi triển loại này kịch liệt đau nhức pháp thuật thời điểm, mày cũng không nhăn một chút, dùng như thế không kịp chờ đợi. Làm tựa như người rất ưa thích dùng pháp thuật này đồng dạng. Đang khi nói chuyện, xem xét bí pháp tin tức hiện lên ở Tống Thư Hàng trong đầu. Mất đi tư nhuận thiên lý tháp, viễn cổ thiên đình dùng để viễn trình giám sát ngoại địch sử dụng bảo tháp, là thiên đình hệ thống phòng ngự không thể chia cắt một bộ phận. 8 vạn tòa thiên lý tháp phân bố tại viễn cổ thiên đình các ngõ ngách, vì thiên đình cung cấp an toàn bảo đảm, thiên lý tháp nguyên hình vì Kim Long Thủy Tổ thiết kế vạn lý cảm ứng bảo tháp, trên cơ sở đó gọt đi bộ phận công hiệu sau sản xuất hàng loạt phiên bản. Bởi vì gãy mất cùng viễn cổ thiên đình ở giữa liên hệ, theo tuế nguyệt trôi qua, hắn mất đi thiên đình tư nhuận, biến thành phổ thông thiên đình kiến trúc mảnh vỡ. Tống Thư Hàng. Hắn quay đầu ngưỡng vọng Bạch Long tỷ tỷ. Lúc này Bạch Long tỷ tỷ, tràn đầy lịch sử vận vị. Bên người đại lão từng cái đến đầu đều như vậy đại, cuối cùng sẽ tại trong lúc lơ đãng toát ra bọn hắn đi qua trong 5 tháng tranh vanh. Đánh cược lấy được thần công bí tịch là trong nhà đại hải quy tiền bối bản chép tay, từ cái gì đều có thể bán đại lão nơi đó thay cái thiên đình mảnh vỡ kết quả là công đức xà mỹ nhân hang ổ, trước kia hắn mạo hiểm cổ mộ đều là cửu châu nhất hào quần bên trong thất tu tiền bối một tay chế tạo, là số lượng tu một mạch truyền thừa. Hiện tại, tiện tay xem xét cái viễn cổ thời đại thiên đình mảnh vỡ, hắn người thiết kế ngay tại bên cạnh tung bay. Cho Bạch Long tỷ tỷ đưa trà. Bạch Long tỷ tỷ. Cái này thiên lý tháp chế tạo chi phí có cao hay không? Tống Thư Hàng đột nhiên lên tiếng hỏi.
Hắn đang chuẩn bị tại bản thân hạch tâm thế giới chế tạo thùng sắt phòng ngự, cái này thiên lý tháp là viễn cổ thiên đình phòng ngự hệ thống bên trong trọng yếu một vòng, mà nguyên án người thiết kế ngay tại bên người, tốt như vậy điều kiện cũng không thể lãng phí. Chế tạo chi phí không cao, Bạch Long tỷ tỷ nói, mỗi tòa bảo tháp nhiều nhất đầu nhập 10 khối cửu phẩm linh thạch giá trị, liền có thể kiến tạo ra được. Tống Thư Hàng cái kia 1m8 hổ khu đột nhiên chấn động, 10. 10 khỏa cửu phẩm linh thạch. Hắn trong đầu đổi một chút, 10 khỏa cửu phẩm linh thạch tương đương 100 khỏa bát phẩm, 1000 khỏa thất phẩm, 1 vạn khỏa lục phẩm, 10 vạn khỏa ngũ phẩm. Mà ngũ phẩm linh thạch, chính là tu sĩ giới thường dùng nhất loại. 10 vạn ngũ phẩm linh thạch, mức quá mức khổng lồ. Ngoại trừ lần kia hướng Bạch Tiền Bối mượn tiền một không gian pháp khí linh thạch bên ngoài, Tống Thư Hàng liền rốt cuộc không có sợ qua mức khổng lồ như vậy linh thạch số lượng. Không có ưu đãi đánh gãy sao? Tống Thư Hàng hỏi. Đây chỉ là nguyên vật liệu giá cả. Bạch Long tỷ tỷ bình tĩnh nói. Tống Thư Hàng, ta sẽ tận lực kiếm tiền. Ủng hộ, Bạch Long tỷ tỷ khích lệ nói, nam nhân muốn kiếm tiền là chuyện tốt, chỉ cần không đi bàng môn tà đạo con đường, đã làm cho cổ vũ. Cái này tháp danh tự là thiên lý tháp sao? Bạch Hạc chân quân bu lại, nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, sau đó đem bản thân giám định kết quả, miêu tả một lần. Hằng Hỏa chân quân nghe qua về sau, suy tư chốc lát nói cách khác, tòa này thiên lý mảnh vỡ cùng bên ngoài mảnh vỡ cùng so sánh, khác nhau ngay tại ở hắn mất đi nguyên thiên đình tư nhuận về sau, tại tuế nguyệt trôi qua bên trong, có một loại nào đó đồ vật biến mất. Sở dĩ, hắn mới có thể bị kim liên thế giới dung hợp, không bị bài xích. Như vậy, theo tuế nguyệt tan biến mất đồ vật là cái gì? Ta có cái đề nghị, Bạch Long tỷ tỷ nói, chúng ta lại đi ra. Đem cái kia thiên đình mảnh vỡ chuyển vào kim liên thế giới thử nhìn một chút nhìn. Bạch Tiền Bối bình tĩnh gật đầu, đồng ý. Hiển nhiên, hắn cùng Bạch Long tỷ tỷ đều đã nhận ra chi tiết, cũng làm ra giống nhau phỏng đoán. Kém chút liền quên đi, Tống Thư Hàng vội vàng nói, khối kia thiên đình mảnh vỡ bây giờ đang ở ta hạch tâm thế giới bên trong. Trước đó ta cùng A Thập Lục bị một vị đại lão đạo hữu giữ chặt, hàn huyên vài câu về sau. Đối phương đem thiên đình mảnh vỡ đưa vào đến ta hạch tâm thế giới, để cho ta đưa nó trở vào đến kim liên thế giới làm thí nghiệm. Đại lão là ai? Hằng Hỏa chân quân nhíu mày hỏi. Tống Thư Hàng nắm vuốt mi tâm, không nhớ gì cả. Ký ức nhận lấy ảnh hưởng. Là vị kia lái thay sư phó. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói, trí nhớ của ta cũng nhận được ảnh hưởng, là cùng loại thiên đạo phòng tối hiệu quả. Hằng Hỏa chân quân trong lòng hơi động. Hắn cũng lập tức nghĩ tới Nho Gia 13 kiếp tiên đứng đầu. Bạch Tiền Bối, chúng ta lại đến hợp tác đem thiên đình mảnh vỡ rời ra ngoài đi. Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối phân thân, hừm, Thư Hàng. Thư Hàng, vừng ơi mở ra. Công đức xà mỹ nhân đột nhiên bật đi ra, sau lưng Tống Thư Hàng bày ra Bạch Hạc lưỡng xí tư thế phía trước Thư Hàng hai chữ là Bạch Tiền Bối thanh âm, phía sau vừng ơi mở ra là TV thanh âm đoạn ngắn. Công đức xà mỹ nhân hiện tại loạn dựng đài từ bản lĩnh càng ngày càng mạnh, lời kịch tổ hợp vì tâm sở dục, trôi chảy vô cùng. Ngay sau đó, tạo hóa tiên tử toát ra, nàng hôm nay trạng thái không tốt, chậm một bước, cấp dậm chân, Tống A Đần A Đần. Tống Thư Hàng, liền Bạch Tiền Bối lời kịch đều đoạt. Bạch Tiền Bối đưa tay nhéo nhéo cái cằm, cảm giác rất thú vị, chính là như vậy, vừng ơi mở ra. Tống Thư Hàng dở khóc dở cười. Đem hạch tâm thế giới mở ra. Tiên tử, lúc này hẳn là phải phối hợp trên cửa đá mở ra ầm ầm thanh âm. Tâm ma xích tiêu kiếm đề nghị. Công đức xà mỹ nhân hơi sững sờ, nàng chỉ cắt lời kịch, nhưng không có chặn lại mở cửa âm thanh. Ầm 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 tạo hóa tiên tử dùng tay phối âm. Mặc dù học không giống, nhưng có chút ít còn hơn không. Tống Thư Hàng hai tay tìm tòi, nắm lên hai vị bì bì tiên tử, quả thực là đưa các nàng lấp trở về. Bạch Tiền Bối nhảy vào đến hạch tâm thế giới, một lát sau lại nhảy ra ngoài. Hắn tay áo nhẹ nhàng vung lên, khối kia thiên đình mảnh vỡ bị chuyển di đi ra, đáp xuống kim liên thế giới trên đất trống. Thiên đình mảnh vỡ an tĩnh nằm. Lần này, kim liên thế giới không tiếp tục bài xích hắn. Tống Thư Hàng thông qua hạch tâm thế giới cùng kim liên thế giới cộng minh, cũng không có lại cảm ứng được hắn buồn nôn. Hằng Hỏa chân quân, a. Vì cái gì lần này liền thành công rồi? Vấn đề ở chỗ nào? Khối này thiên đình mảnh vỡ, chính là tại Tống Thư Hàng tiểu hữu hạch tâm thế giới bên trong nằm một lát,
lại bị chuyển ra liền có thể lưu tại Kim Liên thế giới. Chẳng lẽ Thư Hàng tiểu hữu hạch tâm thế giới có chứng nhận công năng, đi qua hạch tâm thế giới chứng nhận về sau thiên đình mảnh vỡ, mới có thể bị Kim Liên thế giới tiếp nhận. Quả nhiên giống như ta nghĩ, Bạch tiền bối nói. Bạch Long tỉ tỉ gật đầu, nói bổ sung, thiên đình mảnh vỡ tại Thư Hàng hạch tâm thế giới thời điểm, đã mất đi một ít gì đó. Mà vật kia chính là Kim Liên thế giới không thể tiếp nhận. Đã mất đi về sau, Kim Liên thế giới liền không lại bài xích thiên đình mảnh vỡ. Hằng Hỏa Chân Quân nghi hoặc nhìn về phía Tống Thư Hàng. Tiền bối đừng nhìn ta. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay, ta cái gì cũng không biết. Thư Hàng tiểu hữu, chúng ta muốn hay không thử hợp tác một chút. Hằng Hỏa Chân Quân nói. Nếu như đây là 13 kiếp tiên đứng đầu vị kia, mời Tống Thư Hàng giúp làm thí nghiệm, Nho Gia nguyện ý phối hợp. Nho Gia cần dùng thiên đình mảnh vỡ mở rộng Kim Liên thế giới. Coi như đã mất đi vật gì đó. Thiên đình mảnh vỡ mở rộng Kim Liên thế giới công năng sẽ không biến mất, đối Nho Gia tới nói như vậy đủ rồi. Ích, ích, cảm tạ mấy vị đạo hữu vì thu trò chuyện viết, hát khúc chủ đề, ta đem ca sửa sang lại, chú ý nãi kỵ công chúng hào, thánh kỵ sĩ truyền thuyết, điểm mở lịch sử ghi chép liền có thể nghe được muội tử thanh âm ngọt ngào. Ha! Hợp tác, ta khẳng định là không có vấn đề, Tống Thư Hàng thành khẩn nói, nhưng là, ấn Bạch Long tỷ tỷ thuyết pháp. Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ tại đi vào ta hạch tâm thế giới lúc, sẽ có một số đồ vật bị ta hạch tâm thế giới liếm đi. Hiện tại, chúng ta cũng không biết cái này bị liếm đi đồ vật đến cùng là cái gì, vạn nhất là phi thường quý giá đồ vật. Tiền bối ngươi cũng biết, ta là thật không thường nổi tiền. Hằng Hỏa Chân Quân cười ha ha một tiếng. Tống tiểu hữu gần nhất phi thường thiếu linh thạch sự, hắn cũng thoáng có hiểu biết. Mặc kệ bị liếm đi đồ vật là cái gì, chúng ta đều có thể tiếp nhận. Hằng Hỏa Chân Quân nói, cùng Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới đồng dạng, dưới tình huống bình thường Kim Liên thế giới muốn trưởng thành, cần hấp thu đặc biệt năng lượng, mới có thể để cho thế giới diện tích không ngừng khuếch trương. Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới khẩu vị tốt hơn, bất kể là linh thạch vẫn là cửu u tà năng, chỉ cần là tinh khiết năng lượng, hắn bình thường đều ai đến cũng không có cự tuyệt, ăn liền có thể tiêu hóa. Mà Kim Liên thế giới khẩu vị rất kén ăn. Hắn muốn khuếch trương chỉ có thể thông qua hấp thu cửu u tà ma năng lượng tiến hành thăng cấp. Nho Gia trước kia đều là thông qua săn giết cửu u tà ma, dùng tà ma thân thể làm Kim Liên trưởng thành nuôi phần. Nhưng quá trình này, phi thường chậm chạp, mà lại, tà ma cũng không phải dã thú, thậm chí bọn chúng cũng tại phản săn giết Nho Gia đệ tử. Có thể nói, Nho Gia Kim Liên thế giới mỗi một tấc đất diện tích khuếch trương, đều là Nho Gia đệ tử dùng máu cùng sinh mệnh liều tới. Chính vì vậy, Hằng Hỏa Chân Quân tại thông qua Tống Thư Hàng, hiểu rõ đến viễn cổ thiên đình mảnh vỡ tác dụng lúc, mới có thể mừng rỡ như điên viễn cổ thiên đình mảnh vỡ phi thường đặc thù, bọn chúng có thể cưỡng ép nhét vào hạch tâm thế giới hoặc Kim Liên thế giới, sau đó thẻ đến tiểu thế giới khu vực biên giới, cưỡng ép khuếch trương thế giới địa bàn. Tựa như lấp biển tạo địa. Nho Gia hiện tại cần, chính là thiên đình mảnh vỡ mở rộng Kim Liên thế giới diện tích công hiệu. Huống chi, ngoại trừ cái kia đồ vật bị liếm đi bên ngoài, thiên đình mảnh vỡ cái khác công năng đều không có biến mất. Hằng Hỏa đạo hữu muốn hay không cùng cái khác Nho Gia thư viện thành viên, hảo hảo câu thông một chút. Miễn cho cái khác Nho Gia đệ tử có khác biệt ý kiến. Bạch tiền bối phân thân nhắc nhở. Hằng Hỏa Chân Quân mỉm cười, đưa tay lộ ra một cái thánh nhân Nho Văn phù văn, đây là từ Nho Gia thánh nhân tự tay lưu lại Nho Văn, cùng thiên đế đế văn là cùng loại tính chất lực lượng. Trải qua nhiều lần hạo kiếp về sau, từ thánh nhân tự tay viết xuống Nho Văn phù văn, tại Nho Gia bảo lưu lại tới số lượng đã không nhiều. Bây giờ, bọn chúng bình thường làm trọng yếu tín vật sử dụng. Trên thực tế, tại mời Tống Thư Hàng tiểu hữu tới hỗ trợ trước đó, Nho Gia các phái các nhà phụ huynh đã tập thể thương thảo qua, cũng tại Kim Liên thế giới cùng viễn cổ thiên đình mảnh vỡ xử lý phương án bên trên, cho ta quyền hạn lớn nhất. Hằng Hỏa Chân Quân giải thích nói. Dùng người thì không nghi ngờ người, nghi người thì không dùng người. Mặt khác, Thư Hàng tiểu hữu gần nhất rất thiếu linh thạch, lần này vất vả phí, ta cho ngươi quy ra thành linh thạch như thế nào? Tục là tục chút, Hằng Hỏa Chân Quân lại bồi thêm một câu. Nho Gia viễn cổ thiên đình mảnh vỡ số lượng khá là khổng lồ, chỉ là vận chuyển liền phải mấy ngày thời gian. Vất vả phí khẳng định là không thiếu được. Lúc đầu Hằng Hỏa Chân Quân còn đang suy nghĩ lấy phải dùng cái gì thích hợp bảo vật, xung làm Tống Thư Hàng vất vả phí. Hiện tại xem ra, nhất tục linh thạch ngược lại là lựa chọn tốt nhất.
Đại tục tức đại nhã, càng tục càng tốt. Tống Thư Hằng cảm giác Hằng Hòa tiền bối câu nói này, là hôm nay hắn đã nghe qua êm tai nhất một câu. Bạch đạo hữu đâu, ngươi có cái gì muốn đổ vật sao? Hằng Hòa chân quân lại xoay đầu lại nhìn về phía bạch tiền bối phân thân. Đến lúc đó vận chuyển quá trình bên trong, rất nhiều nơi còn cần bạch tiền bối hỗ trợ. Hắn tại Kim Liên thế giới sự kiện xử lý bên trên, có quyền hạn lớn nhất. Đã như vậy, tại quyền hạn phạm vi bên trong, hắn đương nhiên muốn cho bạn tốt mình chuẩn bị nhất thân mật lễ vật. Bạch tiền bối phân thân suy tư thật lâu. Hắn phát hiện mình thật sự không thiếu thứ gì. Vậy liền đến lúc đó cho ta một khối viễn cổ thiên đình mảnh vỡ đi. Bạch tiền bối nói đến lúc đó có thể đem ra cắt lấy chơi, chơi chán còn có thể ném Tống Thư Hằng hạch tâm thế giới bên trong đi. Không có vấn đề, đến lúc đó bạch đạo hữu tại vận chuyển quá trình bên trong nhìn thấy ưa thích viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, liền có thể lấy đi. Bất luận lớn nhỏ, Hằng Hòa chân quân bảo đảm nói. Bạch tiền bối nghiêm túc nói, vậy ta liền đợi đến chọn lớn nhất cái kia một khối. Tuyệt đối không có vấn đề, còn có A Thập Lục tiểu hữu, người vất vả phí muốn cái gì đồ vật. Hằng Hòa chân quân lại hỏi. Tô thị A Thập Lục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, ta cũng có phần. Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười, coi như người có chút nhãn lực, tốt ha, đến lúc đó nếu có ta có thể giúp đỡ địa phương, ta cũng sẽ hết sức tương trợ. A Thập Lục, người một mực tuyển một kiện ưa thích đồ vật đi. Cái kia, ta cũng phải một khối viễn cổ thiên đình mảnh vỡ đi. Tô thị A Thập Lục nói. Hằng Hỏa chân quân, cứ quyết định như vậy đi, ta đi để cho người ta đem thiên đình mảnh vỡ chuyển di tới, đến lúc đó chúng ta đồng tâm hiệp lực, đưa nó giải quyết. À, ta đây, một bên Bạch Hạc chân quân rốt cục nhịn không được nói, kỳ thật ta cũng có thể trợ giúp. Bạch Hạc đạo hữu, ngươi không phải không khí sao? Hằng Hỏa chân quân cười ha hả nói. Bạch Hạc chân quân, có tin ta hay không mổ ngươi a? Đừng tưởng rằng ngươi nhiều đọc qua mấy năm sách, liền có thể như thế hiếp đáp ta à? Tống Thư Hằng cùng các tiền bối từ Kim Liên thế giới bên trong đi ra lúc, phát hiện vị kia không nhớ được mặt đạo hữu đã biến mất không thấy đương nhiên, cũng có thể là cũng không có biến mất, chỉ là xen lẫn vào trong đám người. Dưới sự chỉ huy của Hằng Hỏa chân quân, Nho Gia bắt đầu sử dụng các loại thủ pháp, đem viễn cổ thiên đình mảnh vỡ chuyển di tới. Kỳ thật thấy cảnh này, lái thay đại thúc cũng không cần đi lên hỏi thăm thí nghiệm kết quả là ở trước mắt. Tống Thư Hằng cùng bạch tiền bối phân thân liền đứng ở Kim Liên thế giới chỗ lối vào. Nho Gia đệ tử bắt đầu từ nhỏ đến lớn, ấn trình tự đem thiên đình mảnh vỡ vận chuyển tới. Những cái kia thể tích không lớn thiên đình mảnh vỡ, có thể trực tiếp thông qua bạch tiền bối tụ lý càn khôn mang theo chứa vào đến Tống Thư Hằng hạch tâm thế giới. Đi qua hạch tâm thế giới liếm một lần chứng nhận về sau, bạch tiền bối giả bộ lấy thiên đình mảnh vỡ trực tiếp từ hạch tâm thế giới đi ra, trực tiếp tiến vào Kim Liên thế giới, đem đi qua hạch tâm thế giới nhận chứng viễn cổ thiên đình mảnh vỡ chuyển rời đến Kim Liên thế giới. Kim Liên thế giới bên trong Nho Gia đệ tử tiếp nhận viễn cổ thiên đình mảnh vỡ, đưa nó đưa vào đến Kim Liên thế giới biên giới, cưỡng ép khuếch trương Kim Liên thế giới. Đối mặt một số thể tích quá to lớn thiên đình mảnh vỡ lúc, Nho Gia bản thân liền còn có áp xúc thủ đoạn. Bọn hắn có thể trước đem những thứ này thiên đình mảnh vỡ áp xúc đến thích hợp lớn nhỏ, lại từ bạch tiền bối tụ lý càn khôn chứa tiến vào Tống Thư Hằng hạch tâm thế giới, lặp lại phía trên trình tự. Cả cái quá trình tựa như dây chuyền sản xuất đồng dạng trôi chảy. Theo đại gia phối hợp càng ngày càng ăn ý về sau, vận chuyển thiên đình mảnh vỡ hiệu suất cũng trở nên càng ngày càng cao. Từng khối thiên đình mảnh vỡ đi qua chứng nhận về sau, thành công bị Kim Liên thế giới tiếp nhận, trở thành Kim Liên thế giới một bộ phận. Hằng Hỏa chân quân trên mặt hiện ra nụ cười ấm áp. Hiện tại, duy nhất cần lo lắng địa phương, là bạch đạo hữu khâu. Loại này lặp lại, nhàm chán sự tình, không biết bạch đạo hữu có thể kiên trì bao lâu. Một khi hắn đột nhiên cảm giác không thú vị. Hằng Hỏa chân quân hiện tại chỉ có thể kỳ vọng bạch đạo hữu hào hứng có thể tiếp tục thời gian dài hơn. Nhưng ở kỳ vọng đồng thời, Hằng Hỏa chân quân trong lòng lại ẩn ẩn có loại tội ác cảm giác để bạch đạo hữu một mực tái diễn loại này buồn tẻ, tái diễn sự tình, cảm giác là tại phung phí của trời. Mặt đơ trạng thái bạch tiền bối phân thân, kiên nhẫn trình độ hoàn toàn vượt qua Hằng Hỏa chân quân dự đoán. Mặt trời lặn, mặt trăng lên. Mặt trăng lặn, mặt trời lên. Sáng sớm tiến đến. Ngày 20 tháng 11, thứ tư. Bạch tiền bối lại nhưng tái diễn một kiện khô khan sự tình.
dài đến suốt cả ngày. Muốn nghỉ ngơi một lát sao? Bạch Hạc Chân Quân lên tiếng hỏi. Đợi thêm một lát, Bạch Tiền Bối trả lời. Hắn tựa hồ tại vận chuyển thiên đình mảnh vỡ cùng tại hạch tâm thế giới, kim liên thế giới ở giữa không ngừng nhảy vọt quá trình bên trong, đào móc đến niềm vui thú. Tống Thư Hàng yên lặng ngồi xổm ở nho ra kim liên thế giới lối vào, trong tay bưng lấy quyển kia kim cương thần phạt đại thủ ấn, lặp đi lặp lại nhanh chóng lật qua lật lại, thừa cơ học tập môn này đại thủ ấn công pháp. Vận chuyển thiên đình mảnh vỡ quá trình bên trong, tác dụng của hắn chính là mở ra hạch tâm thế giới. Sau đó liền không có hắn chuyện gì. Hạch tâm thế giới liếm một khối lại một khối thiên đình mảnh vỡ về sau, phát sinh một chút biến hóa. Tỷ như, nhập khẩu biến lớn một số. Mà lại, hắn tiêu hóa lần trước hấp thu cửu u tà năng tốc độ tăng nhanh không ít. Cả cái hạch tâm thế giới, biến càng thêm củng cố. Đặc biệt là nhét vào tới thiên đình mảnh vỡ, cùng hạch tâm thế giới ở giữa càng thêm dung hợp, trong lúc mơ hồ nhiều hơn một loại ăn ý cảm giác. Hừm, càng ngày càng có đầu mối. Cái này lúc, Bạch Tiền Bối phân thân hài lòng gật đầu. Bạch Tiền Bối phát hiện cái gì? Tô Thị A Thập Lục hỏi. Ta tại thử nghiệm cải tiến tụ lý càn khôn, từ hôm qua đến bây giờ, ta đối với nó tiến hành 19 lần cải tiến. Bạch Tiền Bối nhẹ nhàng lắc lắc tay áo của mình, trả lời. Tống Thư Hàng trừng to mắt nhìn qua Bạch Tiền Bối, lại cúi đầu nhìn về phía mình trong tay bản này rốt cục miễn cưỡng xem hiểu kim cương thần phạt đại thủ ấn. Đột nhiên có loại học cặn bã bị học bá nghiền ép cảm giác. Mà lại, tại cải tiến tụ lý càn khôn cùng tại hai cái tiểu thế giới ở giữa nhảy vào thời điểm, trong đầu ta lại có cái pháp thuật mới sáng ý. Bạch Tiền Bối nói. Dứt lời, hắn tay trái ấn tại một khối còn không đi qua thu nhỏ thiên đình mảnh vỡ bên trên, in dấu xuống một cái phù văn. Thu, Bạch Tiền Bối khẽ quát một tiếng. To lớn thiên đình mảnh vỡ, được thu vào trong tay áo. Tiếp lấy Bạch Tiền Bối tay phải nhấn một cái, trực tiếp thăm dò vào đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong. Âm âm, bị tay áo trái thu vào tới thiên đình mảnh vỡ, thông qua tay áo phải trực tiếp chuyển rời đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới. Ở cái này trên cơ sở, hẳn là còn có thể tiến hành một số cải tiến. Bạch Tiền Bối nói, Thư Hàng, một hồi đem ngươi quyển kia tụ lý càn khôn cho ta, ta thay ngươi sửa chữa một chút. Bạch Tiền Bối uy vũ, Tống Thư Hàng nói. Bạch đạo hữu có phát hiện ưa thích thiên đình mảnh vỡ sao? Bên cạnh Hằng Hỏa Chân Quân hỏi. Ôi chao, quên chú ý, cải tiến công pháp quá đầu nhập, trong lúc nhất thời quên chọn lựa ưa thích mảnh vỡ. Được rồi, liền khối này đi. Bạch Tiền Bối tiện tay đặt tại xuống một miếng thiên đình mảnh vỡ bên trên. Tống Thư Hàng ngẩng đầu hướng mảnh vụn này nhìn lại. Trên đó viết viễn cổ văn tự. Tống Thư Hàng thử giải đọc, cái gì? Ma cung tới. Tâm ma động, Bạch Long tỷ tỷ nói. Tâm ma động, cùng tâm ma có liên quan thiên đình mảnh vỡ sao? Tống Thư Hàng nhanh chóng cầm trong tay quyển kia kim cương thần phạt đại thủ ấn thu hồi, tinh thần tỏa sáng. Tâm ma là hắn gần nhất hơi chú ý nội dung. Nói không chừng chỉ là âm đọc đồng dạng, không phải ngươi cho rằng cái kia tâm ma. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối đạo thân vì một con tâm ma, Tống Thư Hàng gần nhất say mê dụng tâm ma làm đồ ăn, để nó tâm hoảng. Ha ha, cái kia để cho ta đi xem xét hạ lai lịch của nó. Tống Thư Hàng đưa tay phải ra, ấn hướng khối này thiên đình mảnh vỡ. Nương tay đè đến một nửa lúc, hắn đột nhiên ngừng lại. Tống Thư Hàng xoay đầu lại nhìn về phía sau lưng, Bạch Long tỷ tỷ, trong tay ngươi có thể có quan hệ với cái này tâm ma động tình báo. Nhân loại thế nhưng là sinh vật có trí khôn, không thể đồng thời rơi tại cùng một cái hố. Trước đó đã bởi vì tình báo nguyên nhân. Hố qua một lần, lần này Tống Thư Hàng đương nhiên muốn hấp thụ giáo huấn. Bạch Long tỉ tỉ duỗi ra móng vuốt nhỏ, gãi khuôn mặt của mình, cái này tâm ma động, ta còn thực sự không có ấn tượng, kỳ quái. Nàng tiền thân là viễn cổ thiên đình Kim Long Thủy Tổ, cả cái thiên đình bên trong hơi có chút danh khí cung điện cùng kiến trúc, nàng đều có ấn tượng. Chí ít cũng đều từ đồng bạn trong miệng, từng nghe nói. Giống tâm ma động loại này nghe vào liền rất đặc thù địa phương. Nàng lại nhưng một chút ấn tượng đều không có. Nhưng lại có thể khẳng định mảnh vụn này chính là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ. Chẳng lẽ là trước kia cái nào thiên đình ra hỏa, âm thầm bố trí bí mật phòng tối. Hoặc là viễn cổ thiên đình mảnh vỡ bị người hai lần ra công qua. Bạch Long tỷ tỷ suy đoán nói. Vậy ta xem xét một chút thử một chút.
Tống Thư Hàng nói bạch tiền bối tùy ý điểm trúng thiên đình mảnh vỡ, mặc dù không phải lớn nhất một khối, nhưng 8/9/10 rất chân quý, lại hoặc là đúng lúc là bạch tiền bối muốn đổ vật. Thử một chút đi, lần này ta không giúp được ngươi. Bạch Long tỷ tỷ nói. Bạch tiền bối cũng nhẹ gật đầu. Tống Thư Hàng hít sâu, làm tốt chống cự thống khổ chuẩn bị. Sau một khắc, thân thể của hắn sương mù hóa, đưa tay đặt tại thiên đình mảnh vỡ phía trên. Xem xét bí pháp kích hoạt. Oanh! Tống Thư Hàng nổ. Nổ nhưng nhanh lắm, dây nổ. Ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Lần này xem xét đại giới cực kỳ thảm trọng, nếu như không có sương mù hóa thân, Thư Hàng hậu quả sợ rằng sẽ thiết tưởng không chịu nổi. Phải chết, phải chết. Đau nhức đau nhức đau nhức. Cái kia nổ tung lên sương mù một lần nữa tụ lại, hóa thành hình người. Ngươi cũng quá liều mạng a. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói, dùng lấy vì xem xét một cái thiên đình mảnh vỡ, đánh đến để cho mình tự bạo trình độ. Không phải, Xích Tiêu Kiếm tiền bối. Thân thể là chính ta khống chế khuếch tán ra tới. Vừa rồi dám định thống khổ đạt đến ta có thể chịu được điểm tới hạn, thế là ta trực tiếp đem sương mù thân thể khuếch tán ra đến, dạng này có thể giảm bớt thống khổ, đồng thời ta cưỡng ép kết thúc xem xét bí pháp quá trình. Tuy thứ này đến đầu rất lớn, cảm giác, coi như ta chịu nỗ lực trọng thương đại giới, đều không thể đưa nó tất cả tin tức dám định ra tới. Tống Thư Hàng ngụm lớn hít khí lạnh. Bạch Long tỉ tỉ thở phào nhẹ nhõm nói, người khói mù này hóa thân, thật đúng là thực dụng. Cảm giác tựa như là bất tử thân yếu hóa bản đồng dạng. Có hắn, ta mới dám to gan sử dụng xem xét bí pháp. Tống Thư Hàng cười ha ha nói, nhưng cười hai tiếng liền tạm ngừng, thống khổ như sóng biển từng lớp đánh tới, tiếng cười của hắn đều thẻ thành cười thảm. Bạch tiền bối phân thân đưa tay theo trên người Tống Thư Hàng, trong tay hắn có quang mang nhàn nhạt liên tục lập lòe. Dưỡng đao thuật, Xích Tiêu Kiếm tiền bối lập tức liền nhận ra cái này quang mang nhàn nhạt. Bạch Thành ý nghĩ này diệu a. Tống Thư Hàng thi triển xem xét bí pháp về sau, thanh toán thống khổ đại giới, trực tiếp tác dụng tại trên tinh thần, trong linh hồn. Một phát nhập hồn, mà dưỡng đao thuật sảng khoái cảm giác, không chỉ có tác dụng tại nhục thân bên trên, càng tác dụng tại linh hồn cùng tinh thần trên sự kích thích. Có lẽ dưỡng đao thuật vừa vặn có thể hóa giải Tống Thư Hàng xem xét bí pháp tác dụng phụ. Điều kiện tiên quyết là Tống Thư Hàng thân thể có thể tiếp nhận dưỡng đao thuật. Kinh điển Tống thị kêu thảm. Có thể nghe ra, đây là tuyệt đối tiếng kêu thống khổ, cũng không phải là vừa đau lại thoải mái cách gọi, giữa hai bên vẫn là thoáng có chút khác biệt. Bạch tiền bối thu về bàn tay, xem ra dưỡng đao thuật đối Thư Hàng xem xét bí pháp vô hiệu. Xì xì không có việc gì, loại trình độ này thống khổ, ta rất nhanh liền có thể vượt qua. Tống Thư Hàng vỗ bộ ngực của mình, thống khổ sẽ chỉ làm người càng thêm kiên cường. Để cho người ta nội tâm cũng nhận được trưởng thành. Lời tuy như thế, nhưng cũng phải nhìn thống khổ đẳng cấp. Ta cảm thấy trên người ngươi loại thống khổ này đẳng cấp, sẽ chỉ làm người sụp đổ. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Có dám định ra tin tức tới sao? Bạch Long tỉ tỉ hỏi. Nhất định, liều lên thân thể tan ra thành từng mảnh đại giới, cuối cùng có chút thu hoạch. Tống Thư Hàng nói. Xem xét bí pháp lấy được tin tức phù hiện ở trong đầu hắn. Tâm ma động, viễn cổ thời đại, thiên đế âm thầm nghiên cứu tâm ma phòng thí nghiệm bí mật. Theo thiên đình sụp đổ thời điểm, tâm ma động hóa thành mảnh vỡ, rơi xuống nhân gian. Tâm ma trong động, đã từng tồn trữ lấy liên quan tới tâm ma nghiên cứu tư liệu, hiện đã bị tiêu hủy, ngoại trừ thiên đế bên ngoài, lại không người biết thành quả nghiên cứu. Sau đó, liền không có. Lần này xem xét bí pháp là Tống Thư Hàng bản thân cưỡng ép cắt đứt. Sở dĩ xem xét phản hồi tới được tin tức không đủ hoàn chỉnh. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vuốt vuốt phiên cầu sương mù đầu, hắn hiện tại vẫn như cũ duy trì sương mù hình thức, sợ bản thân một đổi về nhục thân hình thức trực tiếp sẽ đau ngã xuống đất, trước tiên cần phải chậm rãi. Đây là thiên đế phòng thí nghiệm bí mật, là nàng đã từng nghiên cứu tâm ma địa phương. Tống Thư Hàng trả lời. Viễn cổ thời đại, thiên đế liền tay nghiên cứu tâm ma. Mà lại, rất có thể có một ít thành quả nghiên cứu điểm ấy, từ trên thân Vũ Nhu Tử có thể đoán ra được. Trước đó không lâu, Vũ Nhu Tử nhất thời hưng khởi, muốn đem tâm ma của mình rút ra, biến thành hóa thân. Sau đó nàng liền bắt đầu nghiên cứu tâm ma. Mà theo Vũ Nhu Tử bản thân miêu tả, tại nàng nghiên cứu tâm ma hóa thân thời điểm, liền từ linh quỷ nơi đó từng chiếm được không ít tin tức hữu dụng. Đúng là có những tin tức này làm cơ sở,
nàng mới có thể đem tâm ma hóa thân cho nghiên cứu ra được. Mà nàng linh quỷ bị thiên đế cưỡng ép cho mượn đi, nói cách khác những cái kia liên quan tới tâm ma nghiên cứu tin tức, là từ thiên đế nơi đó chảy ra. Ha ha, quả nhiên là thiên đế âm thầm làm bí động. Không có cái khác tin tức rồi, Bạch Long tỷ tỷ nói. Xem xét cho ra tình báo chỉ có nhiều như vậy. Bất quá, ta cho rằng khối này thiên đình mảnh vỡ sẽ không đơn giản như vậy. Tống Thư Hàng cười hắc hắc. Xem xét bí pháp bỏ ra như vậy lớn đại giới, cái kia giám định đồ vật bên trong, khẳng định ẩn giấu đi chỉ đại giới tin tức hoặc vật phẩm. Nói không chừng, trong này còn cất giấu tâm ma, trầm niên tâm ma, nhất định rất mỹ vị. Tống Thư Hàng nói, có thể để nhiều năm đồ vật, đều là đồ tốt. Tỷ như nữ nhi hồng, một ít rượu đỏ cùng tuyết bích. Nếu như bên trong thật sự có trầm niên tâm ma, ta cảm giác bị ăn sạch người lại là ngươi. Tống Thư Hàng đỉnh đầu, có một đầu dài đến 7 mét ngốc mao xông ra là Sở Các Chủ một đầu tóc dài. Sở Các Chủ một đầu tóc dài, tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu dáng vẻ thướt tha mềm mại dãy giụa, theo gió lắc lư. Năm xưa đồ vật ngoại trừ có thể sẽ càng mỹ vị hơn bên ngoài, cũng sẽ biến càng thêm lợi hại. Sở Các Chủ tóc dài lên tiếng nói. Tống Thư Hàng sau lưng, một mặt mặt đơ bạch tiền bối, tay nhỏ dục dịch ngóc đầu dậy. Ánh mắt của hắn chăm chú nhìn Thư Hàng đỉnh đầu đầu này chập chờn tóc dài, rất muốn đưa nó rút ra. Thừa dịp đầu này tóc dài cùng Tống Thư Hàng giao lưu thời khắc, bạch tiền bối thân hình khẽ động, xuất thủ như điện chụp vào đầu này tóc dài. Sở Các Chủ tóc dài siêu một chút rụt trở về, lại từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu một vị trí khác xông ra, bạch thánh, làm gì đâu. Bạch tiền bối bình tĩnh lắc đầu, lùi ra phía sau đến vị trí cũ, ánh mắt tiếp tục khóa chặt Tống Thư Hàng đỉnh đầu ngốc mao. Tùy thời mà động. Sở Các Chủ cảm giác bị chằm chằm rất không được tự nhiên, cái kia dài đến 7 mét tóc dài rút về một đoạn, lại rút về một đoạn. Càng co lại càng ngắn. Khục, Hằng Hỏa tiền bối, Nho gia có tiến vào cái này mảnh vỡ trông được qua sao? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, chuyển di bạch tiền bối lực chú ý. Tất cả tại Nho gia trong tay thiên đình mảnh vỡ, chúng ta đều kiểm tra qua một lần, khối này khẳng định cũng sẽ không ngoại lệ. Nhưng nếu như là thiên đế ở bên trong ẩn giấu đi đồ vật, chúng ta kiểm trắc không ra cũng rất bình thường. Hằng Hỏa chân quân trả lời, dù sao cũng là bị thế nhân lấy ra cùng Nho gia thánh nhân đánh đồng tồn tại. Tống Thư Hàng, vậy chúng ta có thể vào xem không? Khối này thiên đình mảnh vỡ đã là bạch đạo hữu đồ vật. Hằng Hỏa chân quân nói. Bạch tiền bối phân thân xoay đầu lại, vậy liền vào xem. Kỳ thật, người muốn làm tâm ma thức ăn lời nói. Sở là cái tốt tài liệu, cái này lúc, đỉnh đầu đầu kia Sở Các Chủ tóc dài đột nhiên lên tiếng nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, trợn mắt hốc mồm. Sở mới thật sự là trầm niên tâm ma, từ Bích Thủy Các bị hủy diệt một ngày kia trở đi, liền quấn quanh ở trong nội tâm của ta. Mà lại, nàng hiện tại là trường sinh giả cấp bậc cảnh giới, nói cách khác, đây là trường sinh giả cấp nguyên liệu nấu ăn. Sở Các Chủ tiếp tục nói. Thật có lỗi, Sở tiền bối. Ta còn muốn sống lâu 2 năm, Tống Thư Hàng nghiêm túc trả lời. Hắn, Tống mỗ nhân, cho dù chết cũng phải chết nặng như Thái Sơn, tuyệt đối không dễ dàng lãng phí phục sinh cơ hội. Tống, Sở Các Chủ tiếp tục nói, làm người phải có mục tiêu, làm một nhóm yêu một nhóm. Đã lựa chọn làm tiên chủ, cái kia mục tiêu liền muốn thiết lập là mạnh nhất tiên chủ, trường sinh giả cấp bậc nguyên liệu nấu ăn, mới là tiên chủ mục tiêu cuối cùng. Sở tiền bối. Người hôm nay là thế nào? Tống Thư Hàng cẩn thận hỏi, người sẽ không lại sinh ra mới tâm ma à? Nếu không tại sao phải một mực giật dây hắn đi ăn Sở? Người hôm nay dục vọng cầu sinh rất mãnh liệt nha. Sở Các Chủ tóc dài, đột nhiên phát ra tiếng cười. Tống Thư Hàng. Có khách nhân đến, Sở Các Chủ chậm rãi nói, khách nhân không mời mà tới. Địch nhân, Tống Thư Hàng hỏi nhưng là, coi như địch nhân đến. Cùng ngươi giật dây ta ăn Sở Các Chủ có quan hệ sao? Nghe được Sở Các Chủ cảnh cáo, ở đây tất cả mọi người, cấp tốc tiến vào trạng thái chiến đấu. Nơi này chính là Nho gia nội địa, là Kim Liên thế giới chỗ, là bây giờ Nho gia nơi quan trọng nhất. Nếu như bị địch nhân trực tiếp xâm nhập nơi này, cũng không phải chuyện đùa. Hắc hắc hắc, không nghĩ tới Nho gia bên trong còn ẩn giấu đi thứ đồ tốt này. Trong hư không, có một cái to khỏe thanh âm vang lên. Thanh âm này mang theo nồng đậm giọng mũi, cái này khiến to khỏe thanh âm lộ vẻ có chút khả ái. Sau đó, một cái không gian thông đạo hiển hiện,
là cửu phẩm kiếp tiên cánh cửa không gian. Chỉ là tại Nho Gia phòng ngự thủ đoạn áp chế xuống, cái này cánh cửa không gian thành hình vô cùng chậm. Hằng Hỏa Chân Quân, cửu u khí tức. Nho Gia cùng cửu u tà ma là chân chính tử địch quan hệ, song phương tương hỗ đi săn, lẫn nhau dám thị lấy đối phương. Mỗi khi Nho Gia có đại động tác lúc, cửu u tà ma tổng là có thể được đến một số manh mối cùng tin tức, trái lại cũng thế. Nhưng cái này cửu u tà ma, trực tiếp tại Nho Gia nội địa bên trong mở không gian thông đạo. Cái này tự tin liền mạnh phi thường, nếu như không phải nhất thời nóng não, vậy chính là có vạn toàn chuẩn bị, có thể bảo chứng toàn thân mình trở ra. Kẻ đến không thiện, Bạch Tiền Bối động tác nhanh nhất, hắn lách mình xuất hiện tại không gian chi môn bên trên, hai tay nhất trà sát, ép hướng cái này cánh cửa không gian. Oanh! Cuồng bạo tiếng nổ mạnh vang lên, cái này cánh cửa không gian cùng thông đạo trực tiếp bị dẫn bạo. Nho Gia thánh nhân thân truyền tuyệt kỹ không gian áp xúc bạo tạc bí pháp. Đây là lần trước Nho Gia chi hành lúc, Bạch Tiền Bối tại đỉnh ngược lại Vạn Thư Sơn, thánh tịch chỉ ở bên trong lấy được bí pháp. Là Nho Gia thánh nhân nghiên cứu ra được, chuyên môn vì đối phó những cái kia dùng không gian thủ đoạn cận thân kẻ tập kích thủ đoạn. Bí pháp này hiệu quả, tự cùng tên nó đồng dạng, có thể trực tiếp đem không gian áp xúc, bạo phá. Hiệu quả siêu quần bạt tủy. Bị phá hủy không gian thông đạo bên trong, truyền ra một trận thống khổ tiếng rên rỉ. Liền xem như cửu phẩm kiếp tiên phía trên cường giả, miễn cưỡng ăn không gian áp xúc bạo tạc bí pháp, cũng phi thường khó chịu. Không gian thông đạo sụp đổ. Nhưng đối phương không hề từ bỏ, lại một đường mới không gian thông đạo chậm rãi ngưng tụ thành hình nhưng cùng trước đó đồng dạng, tại Nho Gia nội địa trận pháp ảnh hưởng dưới, cánh cửa không gian cùng thông đạo hình thành quá trình bị áp chế. Bạch Tiền Bối lại là một cái lắc mình, hai tay nhất trà sát, ép hướng không gian thông đạo. Oanh! Liền cùng đánh chuột đất đồng dạng, Tống Thư Hàng nói. Thời điểm then chốt, Bạch Tiền Bối vĩnh viễn là như thế đáng tin. Thư Hàng, một hồi ngươi tới. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng, Bạch Thánh là cho ngươi đi thử một chút thực lực của đối phương sâu cạn. Sở các chủ tóc dài một bên lắc lắc, một bên trả lời. Đang khi nói chuyện, không gian kia thông đạo lần nữa hiển hiện. Đầu sắt, không đánh vỡ nam tường tuyệt không quay đầu. Bạch Tiền Bối thân hình lóe lên, nắm lên Tống Thư Hàng, thân hình lại lóe lên, xuất hiện tại không gian kia thông đạo bên cạnh. Cường giả giám định thuật, Tống Thư Hàng mắt trái sáng lên, một đạo quang mang đánh vào đến không gian thông đạo bên trong. Phiến hơi thở sau. Không phản ứng, không tiếng kêu, không ổn, chỉ sợ là cường giả tuyệt thế, Tống Thư Hàng nói. Bạch Tiền Bối hai tay lại nhất trà sát. Oanh! Không gian thông đạo lại bị nổ. Sở các chủ nói, không phải cường giả tuyệt thế, chỉ là đối phương mở thông đạo, người lại không chui vào. Giảo hoạt! Kha 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 kha, cái kia tiếng cười lại tại trong hư không vang lên. Sau một khắc, có không gian chi môn tăng vọt ra, một khỏa loài gấu đầu cùng tay gấu từ cánh cửa không gian bên trong đột nhiên gạt ra. Mở ba lần cánh cửa không gian. Hắn đã bắt được Nho Gia áp chế không gian năng lực khiếu môn, nhất cử đột phá. Lần này xem ngươi còn thế nào dẫn bạo không gian, tay gấu vung vẩy, chỉ Bạch Tiền Bối, đến A, lại đến A. Cường giả giám định thuật, Tống Thư Hàng không chút do dự lại đưa một phát tình thương của mẹ. 3. Vô dụng, bá nho huyền ma, chỉ là mang thai, không chút nào ảnh hưởng đến ta. Loài gấu đầu cười gằn nói. Cường giả tuyệt thế. Đầu năm nay có thể miễn dịch cường giả giám định thuật nhiều người như vậy. Ta thế nhưng là có thể một hơi hoài 10 bào thai, mà lại mang thai quá trình đều không bị ảnh hưởng, thậm chí đem 10 cái hài tử đều sinh ra tới liền có thể trực tiếp lên chiến trường bá chủ. Đầu gấu đắc ý nói. Tống Thư Hàng. Đáng sợ, đây là tiên thiên miễn dịch cường giả giám định thuật khủng bố thể chất. Tống Thư Hàng phi thường bội phục vị này cửu u thế giới phương bá chủ. Sau đó. Hắn đưa lên một cái phôi thai ngưng thị biểu thị kinh ý. Mắt phải sáng lên, phôi thai ngưng thị thuận lợi rơi vào nửa người kẹt tại không gian thông đạo tà ma hùng trên người. Tà ma hùng trên thân xuất hiện một mảnh như rễ cây đường vân, tại trên đỉnh đầu nó, sinh ra một đóa thất thải hoa nhỏ, theo gió chập chờn, dáng vẻ thướt tha mềm mại, giống như Tống Thư Hàng đỉnh đầu ngốc mao. Phốc Bạch Long tỉ tỉ nhịn không được cười ra tiếng. Gió thổi qua, thất thải hoa nhỏ rớt xuống. Tại niệm lực dẫn dắt bên dưới, đóa này thất thải hoa nhỏ thuận lợi bay tới Tống Thư Hàng trong tay.
Ngươi đối ta thân thể làm cái gì? Tà ma hùng trừng mắt Tống Thư Hàng luôn cảm giác trên người mình, tựa hồ thiếu đi thứ gì, nhưng là hắn trong lúc nhất thời lại phát giác không ra đến ngọn nguồn thiếu đi cái gì. Tống Thư Hàng tiếp được thất thải hoa nhỏ ngưng làm một hạt giống. Cường giả giám định thuật giai đoạn thứ hai, Tống Thư Hàng chậm rãi nói, phôi thai ngưng thị. Mặc dù không biết phôi thai ngưng thị đến cùng là bí thuật gì, nhưng tà ma hùng bản năng cảm giác, đây không phải cái gì tốt đồ chơi. Hắn thân hình dùng sức thoáng dẫy giụa, từ không gian thông đạo bên trong chui ra vô luận bị bá Tống Huyền Thánh lấy đi là vật gì, chỉ cần đoạt lại liền tốt. Cửu phẩm cửu u tà ma, cửu u giới một phương bá chủ, tên thật của nó không cách nào biết được. Hắn là một số gấu thần ma thần nguyên hình, đặc điểm là cường đại năng lực tái sinh, gần như không chết tăng thêm hắn cường hoành nhục thân. Hằng Hỏa Chân Quân nhận ra cái này tà ma hùng lai lịch, báo ra tình báo của nó. Bạch Tiền Bối tiến lên một bước, ngăn tại tất cả đạo hữu trước mặt. Nơi xa, Nho Gia đệ tử trong đám người, một vị nam tử trung niên bình tĩnh nhìn qua cái này tà ma đại hùng. Là vị kia lái thay đại thúc. Hắn liếc mắt liền nhìn ra, cái này tà ma đại hùng bản thân có được cửu phẩm cấp cảnh giới, nhục thân cường đại, rất khó đối phó. Mà lại trên người nó còn có càng kinh khủng ma vật ký sinh, loại này cường đại ma vật, đã có thể xứng được với ma thần xưng hào. Cái kia ma thần tiềm phục tại tà ma đại hùng thể nội, cả hai hình thành cộng sinh quan hệ. Một khi cái này ma thần phối hợp với tà ma hùng cùng một chỗ bộc phát, lực chiến đấu của nó sợ rằng sẽ thẳng bức trường sinh giả cảnh giới. Ta lần này, về Nho Gia là chính xác, lái thay đại thúc ám đạo. Bây giờ Nho Gia, đã không phải là lúc trước cái kia thánh nhân tại thế, trấn áp chư thiên vạn giới Nho Gia. Nho Gia kinh lịch nhiều lần hạo kiếp, 13 kiếp tiên tử thương hơn phân nửa. Đệ tử tinh anh chết hiểu, dẫn đến Nho Gia cường giả đỉnh cao xuất hiện một cái nghiêm trọng thực lực tuyệt tự cấp độ. Trước mắt, Nho Gia thậm chí ngay cả đối kháng chính diện cái này tà ma hùng lực lượng đều không có, nhiều nhất chỉ có thể tế ra thánh nhân lưu lại bảo vật, đối kháng cái này tà ma hùng. Lái thay đại thúc nhẹ nhàng nắm chặt nắm đấm, hít sâu một hơi. Lúc đầu hắn lưu lại, là chuẩn bị phòng bị viễn cổ thiên đình. Bởi vì hắn từ đồng bạn nơi đó đạt được một số tin tức. Viễn cổ thiên đình người sống sót để mắt tới Nho Gia trong tay những thứ này thiên đình mảnh vỡ, muốn đưa chúng nó thu về. Sở dĩ hắn chạy tới, chuẩn bị tùy thời ngăn lại thiên đình người sống sót, ngăn cản thiên đế thu hồi thiên đình mảnh vỡ, không cho đương kim thiên khôi phục trạng thái. Không nghĩ tới trên đường, liền cửu u tà ma cũng đâm một tay gấu. Thật coi ta Nho Gia mềm yếu có thể bắt nạt, ai cũng muốn đến dẫm một cước. Lái thay đại thúc trong lòng kìm nén không được sát ý. Trên người khí thế bắt đầu tăng lên, chuẩn bị xuất thủ. Thư Hàng, mượn kiếm. Bạch Tiền Bối nói. Xích Tiêu kiếm tiền bối có thể chứ? Tống Thư Hàng hỏi. Không đợi Bạch Tiền Bối trả lời, tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối đã phi thường phối hợp, vui à bay đến Bạch Tiền Bối trong tay. Bạch Tiền Bối bắt lấy tâm ma Xích Tiêu kiếm, trên tay quang mang lóe lên, liên tiếp chính là ba phát dưỡng đao thuật. Ôi ôi ôi, chính là loại cảm giác này. Cái này Bạch Đạo Hữu. Chúng ta hợp tác vui vẻ. Tâm ma Xích Tiêu kiếm cười ha ha nói. Tống Thư Hàng. Thiên nhiên đệ lục thánh, bạch thánh. Tà ma đại hùng cúi đầu nói, ngươi không phải ta đúng. A tay. Thân hình của hắn bị đánh bay ra ngoài, trùng điệp ngã nhào trên đất. Đó căn bản không phải bát phẩm huyền thánh tốc độ cùng lực đạo. Tà ma đại hùng thân hình trên không trung nhanh nhẹn lăn một vòng, ổn định thân hình, là ta xem thường ngươi, bạch thánh. Hừm. Không quan hệ, ta sẽ không ngại. Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói. Kiếm quang lắc một cái, hắn trực tiếp thông qua không gian thiên phú lách mình tại tà ma đại hùng bên cạnh thân, chủ động tiến công. Bạch Tiền Bối không gian năng lực thuộc về thiên phú, thi triển ra không có cửu phẩm kiếp tiên loại kia mãnh liệt không gian ba động, phòng bị càng thêm khó khăn. Mượn nhờ không gian thiên phú, Bạch Tiền Bối tâm ma Xích Tiêu kiếm, trong thời gian ngắn quả thực là đem tà ma đại hùng công kích hoàn toàn ngăn lại. Hằng Hỏa Chân Quân bắt đầu liên hệ Nho Gia tiềm thu mấy vị phụ huynh, mời bọn họ bằng nhanh nhất tốc độ mang theo thánh nhân để lại bảo vật chạy tới. Tống Thư Hàng nhẹ nhàng vặn vẹo cổ, Sở các chủ, chúng ta cũng tới đi. Ba đòn, ta hiện tại năng lượng nhiều nhất toàn lực ba đòn. Sở các chủ nhẹ giọng trả lời. Lời hứa cùng chờ đợi thiên tử, bình thiên quan bên trong năng lượng khôi phục bao nhiêu? Tống Thư Hàng ở trong lòng hỏi. Công đức xà mỹ nhân chui ra thân đến.
lắc đầu lần trước một chút năng lượng cuối cùng tại cửu phẩm thiên kiếp bên trong tiêu hao sạch sẽ. Mình thiên quan bên trong năng lượng có thể tự động chậm rãi khôi phục, nhưng khôi phục không nhanh như vậy. Cái kia, ta cho Sở tiền bối chế tạo cơ hội, tranh thủ đem ba đòn uy lực phát huy đến lớn nhất. Tống Thư Hàng nói. Hắn đưa tay tại bản thân đan điền vị trí vỗ, linh hồ bên trong hai bộ tam thập tam thú tổ hợp pháp khí bay ra. Bạch tiền bối bộ kia tổ hợp pháp khí, gần nhất một mực lưu tại Tống Thư Hàng linh hồ bên trong ôn dưỡng, không có thu hồi đi. Vĩnh bất hãm lạc thánh thành, trung yên thánh kiếm. Sau đó, tổ hợp, hủy diệt vạn vật cự nhân. Tống Thư Hàng một hơi đem tam thập tam thú tổ hợp pháp khí mạnh nhất hình thái kích phát ra tới. Ầm ầm, thống khổ, điên cuồng, tuyệt vọng, không cam lòng khí tức, từ nơi này cương thiết cự nhân trên thân hiện ra tới. Cự nhân ngửa mặt lên trời gào thét. Tại Tống Thư Hàng khống chế bên dưới, hai bộ tổ hợp pháp hóa thành một chỉ 20 thước cao cự nhân mạnh nhất hình thái là 60 mét, nhưng này cái hình thái tiêu hao quá lớn, đối Tống Thư Hàng thân thể gánh vác cũng rất lớn. Tại cự nhân đỉnh đầu, một đầu 7 mét tóc dài thẳng đứng xuống tới. Đó là Sở các chủ tóc dài, đang chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời chuẩn bị khởi xướng tiến công. Bạch tiền bối, ta đến giúp ngươi. Tống Thư Hàng thanh âm tại cự nhân nắm tay phải bên trong phát ra. Cương thiết cự nhân khoát tay, nắm tay phải tựa như bạo đạn đồng dạng đánh bay đi ra. Hung hăng đâm vào tà ma cự hùng thân thể cao lớn bên trên. Nắm tay phải bên trong Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Đây là cương thiết cự nhân học chiêu thức mới. Lần trước hắn đều không có dạng này tiến công qua a. Xoát! Sở các chủ tóc dài ngưng tụ thành một chùm, tựa như trường thương đồng dạng, theo sát phía sau đâm vào tà ma cự hùng trên người. Trực tiếp phá vỡ hắn nhục thân phòng ngự, trên người nó đâm ra cái lỗ thủng. Ba đánh một à, hắc, tà ma cự hùng không sợ chút nào, hắn lớn tiếng gào thét sau đó phát ra một cái tín hiệu. Hắn lần này cũng có một cái giúp đỡ. Mà lại, lần này hắn trực tiếp xâm nhập nho ra nội địa, chính là vì khảo thí một chút vị này mới giúp đỡ thành ý cùng thực lực. Tín hiệu vừa ra, cánh cửa không gian mở ra. Một con chân ngọc từ đó bước ra. Chân nhỏ như ngọc tuyết trắng, đệm hơi cao, đường cong yêu mỹ, xanh nhạt ngón chân thoa màu hồng phấn sơn móng tay. Ngay sau đó, một vị người mặc quần màu đen thiếu nữ, từ cánh cửa không gian bên trong bước ra, vừa rồi. Trong lúc mơ hồ nghe được có người nói muốn ăn ta. Đồng dạng là tại nho ra nội địa mở không gian thông đạo, vị này váy đen thiếu nữ tại mở ra thông đạo lúc, liền lộ vẻ thư giãn thích ý. Váy đen thiếu nữ duỗi lưng một cái. Trên bờ eo buộc lên cái viên kia trứng bổ câu lớn Minh Châu, lập lòe tỏa sáng, tuyệt đối là giá trị liên thành bảo vật. Người cuối cùng tới, Sở đạo hữu. Tà ma hùng cười ha ha một tiếng, mời đạo hữu giúp ta một chút sức lực, cùng ta cùng một chỗ hợp lực, đem mấy tên này xử lý. Mặc dù chỉ là mấy con bát phẩm tiểu côn trùng, nhưng bóp lại ngoài ý muốn có chút cấn tay. Vừa bị cương thiết cự nhân bắn ra đi, còn chưa kịp tới thu hồi nắm tay phải bên trong, ẩn giấu Tống Thư Hàng. Cái trước dám nói như vậy với ta đại lão, đã bị ta đỗi phát nổ. Ha ha ha, váy đen thiếu nữ nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay hất lên bản thân cái kia trưởng đến đầu gối tóc dài tung bay, ta nói qua, lần sau gặp mặt liền muốn vặn xuống đầu của ngươi, ta một mực nói lời giữ lời. Nắm đấm bên trong ẩn tàng Tống Thư Hàng quay đầu chung quanh, sau đó chỉ bản thân, vặn đầu của ta. Không phải đâu. Ta không phải đã đưa ngươi một cái vân tước tử tiền bối đầu sao? Ngươi không phải đối đầu mới cũng rất hài lòng sao? Vì cái gì còn muốn vặn đầu của ta? Gọi ta ba ba, cái này lúc, Tống Thư Hàng trong đầu đột nhiên vang lên một thanh âm. Thanh âm này tràn đầy uy nghiêm. Tống Thư Hàng, là tiên tử, nàng lại ra. Sở tiền bối, không phải mới vừa ta đang nói chuyện, ta không có muốn làm ngươi ba ba ý tứ. Lại một thanh âm vang lên. Lần này là Tống Thư Hàng thanh âm của mình. Cái này hai đoạn thanh âm, đều là trực tiếp tại Tống Thư Hàng trong đầu về bá, ngoại nhân không cách nào nghe được. Đây là công đức xà mỹ nhân đang nhắc nhở Tống Thư Hàng, đã từng hắn cùng Sở các chủ ở giữa phát sinh qua chuyện cũ. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên, thật lâu không nói. Vân Tước Tử đạo hữu. Không đúng, bạch tiền bối hiếu kỳ nhìn qua cái này váy đen thiếu nữ. Thiếu nữ hai đầu lông mày. Mơ hồ có mấy phần huyền nữ môn vân tước tử bộ dáng, nhưng nhìn kỹ phía dưới, tướng mạo của nàng càng giống là một người khác.
Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới bên trong, chỉ còn lại có một cái đầu Sở Các Chủ. Sở đạo hữu, cùng lên đi, Tà Ma Đại Hùng gần giọng nói. Không có vấn đề, giống như trước đây, để cho chúng ta tiếp tục kề vai chiến đấu đi. Sở Các Chủ chân thành nói, trong mắt của nàng, tràn đầy tính công kích. Tại cửu u thế giới trong khoảng thời gian này, Sở Các Chủ trên người đến cùng xảy ra chuyện gì? Siêu cương thiết cự nhân vung tay lên, cái kia bắn đi ra nắm tay phải, một chút bay trở về, một lần nữa lắp ráp trở về. Đánh bay ra ngoài nắm đấm, có thể thu hồi đến, thế nhưng là thưởng thức. Cương thiết cự nhân tiến vào trạng thái chiến đấu. Ta đối phó cái kia Bạch Thánh, người đối phó Bá Tống Huyền Thánh. Tà Ma Hùng quát, đem bọn hắn làm a rơi a. Sau một khắc, Tà Ma Đại Hùng lại bị đánh bay. Lần này, hắn bay cự ly cao hơn, càng xa. Hơn. Hắn thân thể cao lớn trên không trung không ngừng cuồn cuộn lấy, hùng mao không nứt rời rơi, có máu tươi màu đen từ hắn khóe miệng phun ra, mơ hồ tựa hồ còn có răng gấu vung ra. Cả cái hình ảnh, nhìn lấy đều đau nhức. Là Sở Các Chủ đột nhiên xuất thủ. Màu đen cửu u tà ma huyết dịch nhỏ xuống trên mặt đất, ẩn chứa trong đó tà năng thật nhanh ăn mòn đại địa. Cửu phẩm kiếp tiên cấp tà ma huyết dịch, mỗi một giọt đều là kịch độc, nếu như không thêm vào xử lý hóa. Mảnh này mặt đất rất có thể sẽ trở thành tuyệt địa. Cái này lúc, Kim Liên thế giới tự chủ mở ra, có cùng loại Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới sợi rễ từ Kim Liên trong thế giới bay ra, cắm rễ đang bị ăn mòn trên mặt đất, trong nháy mắt liền đem dòng máu màu đen hấp thu không còn, liền bị ăn mòn mặt đất đều bị đánh bao cuốn đi. Tống Thư Hàng trên người hạch tâm thế giới cũng không yếu thế, đồng dạng dọc theo sợi rễ, đem những cái kia hùng mao đều dính trụ cuốn đi. Đối tu sĩ tới nói rất nhức đầu tà ma ô nhiễm, ở chỗ này lại ngay cả đóa bọt nước đều lật không nổi tới. Tà Ma Đại Hùng thật vất vả ổn định thân hình. Ánh mắt của nó gắt gao nhìn chằm chằm váy đen thiếu nữ. Khảo thí mới giúp đỡ thành ý cùng thực lực nhiệm vụ, hoàn thành một nửa. Thành ý xem ra là không có, thực lực là hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của nó. Cái này hoàn toàn không phải kiếp tiên cấp lực lượng, một kích này bên trong mang theo trường sinh giả đạo cùng pháp tắc. Là trường sinh giả cấp bậc kinh khủng tồn tại. Nhưng nó không nghĩ ra, thân là cửu u tà ma, nàng vì sao lại trợ giúp nhân loại tu sĩ tới đối phó bản thân. Không đạo lý a. Tống Thư Hàng thân hình, từ cương thiết cự nhân nắm tay phải bên trong nhảy ra, rơi vào Tô Thị A Thập Lục cùng Bạch Tiền Bối bên người. Đồng thời, Sở Các Chủ ngáp, đi vào Tống Thư Hàng bên người, duỗi ra tay nhỏ, nhẹ nhàng sờ lên đầu của hắn tựa như là đang sờ dưa hấu. Nhìn xem dưa hấu có phải hay không chín. Tống Thư Hàng não tóc lạnh, Sở Tiền Bối, thương lượng một chút, đừng vặn đầu. Các ngươi vừa rồi tại thương lượng làm sao ăn hết ta? Sở Các Chủ hỏi ngược lại. Không có chuyện, loại này tàn nhẫn sự tình, ta làm sao có thể làm được? Tống Thư Hàng nhanh chóng đáp hắn cảm giác, trước đó Sở Các Chủ bản thể giật dây hắn, là muốn hố hắn. Hừm, ta có đầu mới. Đầu của ngươi ta hiện tại cũng không có hứng thú. Sở Các Chủ bình tĩnh nói, dứt lời nàng lại quay đầu nhìn về bên trên Tô Thị A Thập Lục, nói, sở dĩ, ngươi không cần khẩn trương. Tô Thị A Thập Lục. Bạch Long tỉ tỉ mỉm cười, trên thực tế, chúng ta cũng không có khẩn trương. Hừm, cũng đúng, Sở Các Chủ nhẹ gật đầu, lại đối Tống Thư Hàng nói, ta đoạn thời gian trước tại cửu u thế giới dạo chơi thời điểm, gặp được Hùng Vương. Sau đó... Vừa vặn nghe được bọn chúng muốn đi trước Nho Gia gây sự, trong lúc đó còn nghe được bọn chúng nhắc qua Thiên Đình mảnh vỡ cùng Bá Tống Huyền Thánh danh từ, thế là ta liền theo tới xem một chút. Bởi vì đối Hùng Vương kế hoạch bên trong dính đến Bá Tống Huyền Thánh có chút để ý, thế là nàng liền nghĩ biện pháp trở thành Hùng Vương đồng bạn, nhìn xem hắn đến cùng muốn làm gì. Lại nói tiếp, liền xuất hiện trước mắt một màn này. Thân là cửu u tà ma, người vậy mà lại đối một cái nhân loại tu sĩ cảm thấy hứng thú. Điểm ấy thật sự vượt qua ta dự kiến. Xa xa Tà Ma Đại Hùng nói. Hắn không có thừa cơ thông qua cánh cửa không gian rời đi, vẫn như cũ lưu tại nguyên địa, không biết hắn đang tính toán cái gì. Sở Các Chủ, ta là giữa đường xuất gia. Tà Ma Đại Hùng. Ta trước kia là nhân loại, hoặc là nói là tâm ma, sau đó tu luyện có thành tựu, cuối cùng bởi vì một điểm trùng hợp, mới chuyển hóa thành cửu u tà ma trạng thái. Sở Các Chủ rất kiên nhẫn giải thích nói. Tà Ma Đại Hùng, sở dĩ, người cùng cái này nhân loại là quen biết đã lâu. Tống Thư Hàng nhìn không được nói, liền xem như sinh trưởng ở địa phương cửu u tà ma,
kỳ thật cũng có thể cùng nhân loại trở thành hảo bằng hữu. Chuột hamster tà ma cùng hắn tình cảm liền rất không tệ. Cửu U chúa tể bạch tiền bối vẫn là hắn cường lực ngoại viện. Im ngay, không có khả năng tồn tại như thế tự cam đọa lạc cửu U tà ma. Tà ma đại hùng nói. Dứt lời, hắn giơ cao hai chảo của chính mình, bày ra một cái kinh khủng hùng pháp động tác, ra đi, ma già, thời điểm chiến đấu đến. Không tốt, giấu ở trong đám người lái thay đại thúc thầm kêu không ổn. Cái này tà ma hùng là muốn đem ký sinh thể nội ma thần chi lực triệu hoán đi ra, nếu để cho hắn cùng ma thần chi lực kết hợp, tình thế liền sẽ biến vô cùng phiền phức. Tuyệt đối không thể để cho tà ma hùng đem thể nội ký sinh ma thần triệu hoán đi ra. Nếu không, lực chiến đấu của nó đem trực tiếp nhảy lên đến tiếp cận trường sinh giả cấp độ. Đến lúc đó đánh nhau sẽ phi thường hao tổn tâm trí, không cẩn thận sẽ đối với nhau ra nội địa tạo thành to lớn phá hư. Xem ra, nhất định phải xuất thủ, ngăn lại cái này tà ma hùng. Lúc này, bại lộ đã không cách nào tránh khỏi. Hống 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 hống, a, à, tà ma hùng tại hống giống giống kêu nửa ngày về sau, phát hiện cái vấn đề lớn. Dĩ vãng chỉ cần suy nghĩ khẽ động, liền sẽ phối hợp với hắn xuất hiện, ký sinh tại trong cơ thể nó ma già lực lượng, lần này lại tạm ngừng. Căn bản không có đáp lại hắn, cũng không còn phối hợp hắn. Xảy ra chuyện gì rồi? Tà ma hùng một mặt mộng bức loại chuyện này, hắn cũng là lần thứ nhất gặp gỡ. Đối diện cũng là một mặt mộng bức. Dù sao tà ma hùng bày ra hùng phát tư thế, nhìn tựa như là muốn phát đại chiêu đồng dạng. Tất cả mọi người chuẩn bị kỹ càng phòng ngự thủ đoạn, nhưng cái này tà ma hùng gào khan nửa ngày, nửa điểm phản ứng đều không có. Song phương đều có chút xấu hổ. Là kỹ năng sử dụng thất bại sao? Tống Thư Hàng nói. Có thể là chịu đến nho gia phòng ngự trận pháp ảnh hưởng. Tâm ma xích tiêu kiếm nói dù sao nơi này là nho gia nội địa, thánh nhân địa bàn. Ai cũng không biết năm đó trấn áp đương thời, treo lên đánh chư thiên vạn giới thánh nhân, có thể hay không lưu lại cái gì khắc chế đẳng cấp cao tà ma thủ đoạn. Thậm chí nói không chừng là nho gia âm thầm có cao nhân xuất thủ. Hắn cùng Bạch Long, đều trong đám người mơ hồ cảm ứng được một cái khí tức cường đại. Hống 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 tà ma hùng lại giống to một lần, điên cuồng triệu hoán thể nội ma già lực lượng. Muốn cho hắn cơ hội sao? Hắc hắc hắc, tâm ma xích tiêu kiếm nói, hắn nhìn rất cố gắng dáng vẻ chỉ đùa một chút, chúng ta thừa cơ đổi chết hắn đi. Thân là thuần huyết tâm ma, nó nhất cử nhất động tự nhiên sẽ phù hợp thân phận của mình. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, bỏ đá xuống giếng loại chuyện này, mới là tâm ma muốn làm sự tình. Chờ một chút. Dù sao làm qua ta một đoạn thời gian đồng bạn, sở dĩ cho hắn một cái hiện ra bản thân cơ hội đi. Sở các chủ nói, ta có thể cam đoan sẽ không để cho hắn dẫn xuất đại phiền toái, vô luận hắn làm sao bộc phát, ta đều có thể bảo chứng trước tiên trùy bạo hắn. Tâm ma xích tiêu kiếm. Người phải hay không là chi giả tâm ma? Đạo hữu đã nói như vậy, chúng ta đương nhiên cũng không có lý do để phản đối. Vậy liền chờ một chút đi, Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng ngẩng đầu vọng thiên. Luôn cảm giác cái này tà ma hùng, ngoài ý muốn có chút đáng thương. Cho nên nói, đồng đội lựa chọn thật sự phi thường trọng yếu. Bởi vì có đầy đủ thời gian phát lực, lại dắt cuống họng kêu nửa ngày về sau, tà ma hùng thể nội ma già lực lượng rốt cục đáp lại nó kêu gọi. Nhưng là, ma già lúc này đáp lại lực lượng của nó, tựa như là từ khô cạn nhánh cây bên trong cứng rắn gạt ra một tia lượng nước. Khô khốc đáng thương, khiến cho trong lòng người chua chua. Tà ma hùng, ma già, ngươi làm sao? Ta không biết, lực lượng của ta không hiểu thấu bị rút sạch, lập tức toàn bộ rút sạch, ta chưa từng có giống như bây giờ kinh lịch. Ký sinh tại tà ma hùng thể nội ma thần yếu ớt nói. Loại cảm giác này, tựa như là hắn bị giết một lần, sau đó một lần nữa phục sinh cảm giác. Thân là đặc thù ký sinh hình ma vật, chỉ cần bị ký sinh sinh vật còn chưa chết. Ma già liền có thể thông qua chủ ký sinh lực lượng phục sinh. Loại này tồn tại phương thức, tiếp cận với công đức quang yếu hóa bản. Tại sao có thể như vậy? Tà ma hùng trong lòng phun lên một loại muốn xong cảm giác. Hắn có chút cúi đầu, nhìn qua Tống Thư Hàng. Đột nhiên, nó nghĩ tới rồi một cái khả năng, là ngươi. Tống Thư Hàng. Thì ra là thế, không nghĩ tới ngươi lại nhưng đã sớm trên người ta động tay chân. Ta xem thường ngươi. Thiên nhiên đệ nhất thánh, bá tống huyền thánh. Tà ma hùng chỉ Tống Thư Hàng, trầm giọng nói.
Tống Thư Hàng đã từ mộng bức bên trong khôi phục lại, khóe miệng của hắn dương lên, lộ ra một loại hết thảy đều ở ta trong lòng bàn tay mỉm cười, mặc dù không biết tà ma hùng nói là cái gì, nhưng hắn biết, chính mình cái này thời điểm, chỉ cần mỉm cười là có thể. Chỉ cần anh Tuấn mỉm cười, hết thảy đều không cần nói. Còn lại, tà ma hùng nhìn lấy khuôn mặt tươi cười của hắn, liền có thể đem nội dung cốt truyện não bổ hoàn tất. Cái này ván đầu tiên, ta nhận, tà ma hùng nói, nhưng chờ ta lại đến thời điểm, chính là các ngươi hủy diệt lúc. Dứt lời, hắn đột nhiên hướng về sau vào tới, mở ra cánh cửa không gian chạy trốn. Cửu U tà ma từ trước tới giờ không xính cái dũng của thất phu. Hắn nhất định phải ngay lập tức đem nho ra động tác, báo cáo nhanh cho chúa tể đến lúc đó, chỉ cần dẫn dắt chúa tể một sợi lực lượng tới, đều có thể triển nát bá Tống Huyền Thánh. Phong tỏa hắn không gian, Tống Thư Hàng truyền âm cho vị tiền bối. Không cần, trốn vừa vặn, một hồi đánh nhau, ta càng phóng khoáng. Sở các chủ chậm rãi trả lời, ta bích thủy các tại không gian thông đạo một chỗ khác chờ lấy hắn. Tống Thư Hàng, còn có cái này thao tác. Đang khi nói chuyện, tà ma hùng đã chui vào không gian thông đạo, biến mất không thấy gì nữa. Ta đi đưa nó trùy bạo, lại mang về. Sở các chủ lại đối Tống Thư Hàng đỉnh đầu mốc mau nói, đầu của ta, đem lực lượng của ngươi cho ta mượn đi. Trước đó nàng liền nhắc qua, tà ma hùng là tại cùng mấy cái cửu u tà ma thương lượng đi nho ra gây sự kế hoạch, sở dĩ, tà ma hùng còn có cái khác đồng bạn. Nàng cần sở các chủ bản thể hỗ trợ. Ta hiện tại năng lượng tồn trữ không nhiều, nhiều nhất 3 đòn. Sở các chủ trả lời. Đầy đủ, sở các chủ nói nàng và lực lượng cùng sở các chủ lực lượng, kết hợp với nhau mới là các nàng thực lực chân chính, đem lực lượng giao cho ta đi. Thế là, Tống Thư Hàng trên đầu lại tăng thêm 2 cây dài 7 mét ngốc mao. Hết thảy 3 cây thật dài ngốc mao, trên không trung chập chờn. Sở các chủ khẽ vươn tay. Cái này 3 cây ngốc mao rơi vào trong tay nàng. Nàng nắm lên cái này 3 cây dài 7 mét tóc, hướng trên đầu mình cắm xuống, sau đó nàng và Tống Thư Hàng phất phất tay, mở ra không gian thông đạo, đồng dạng biến mất không thấy gì nữa. Sở các chủ cùng tà ma hùng đến cũng vội vàng, đi vậy vội vàng. Bạch tiền bối đưa tay, đem xích tiêu kiếm đưa trả cho Tống Thư Hàng, lại không hiểu thấu nói, không sai biệt lắm. Thứ gì không sai biệt lắm? Tống Thư Hàng hỏi. Năng lượng của ta, còn thừa không nhiều lắm. Bạch tiền bối phân thân chỉ bản thân, tiếp đó, ta muốn tiết kiệm tiêu hao. Bạch tiền bối khổ cực, chuyện kế tiếp liền giao cho chúng ta đi. Tống Thư Hàng nói. Liền xem như không có năng lượng bạch tiền bối, cũng có thể tạo được hộ thân phù hiệu quả. Chỉ cần hắn không tiêu tán, dù là hắn chỉ là đứng tại chỗ ngẩn người, đều có thể đưa đến ổn định quân tâm tác dụng. Thiên đình mảnh vỡ tâm ma động. Tống Thư Hàng mấy người. Tiến vào bên trong. Trước đó bị tà ma hùng cắt ngang, mấy người đều không tới đến thăm dò cái này tâm ma động. Tuy nơi này, cho ta một loại phi thường không thoải mái cảm giác. Tâm ma xích tiêu kiếm treo ở Tống Thư Hàng sau thắt lưng, lên tiếng nói. Tiến vào trong động một khắc này, hắn từ đáy lòng tuôn ra từng cơn ớn lạnh. Nơi này, đối tâm ma tràn đầy ác ý. Bạch Long ánh mắt của tỷ tỷ tại tâm ma động bên trong dò xét một vòng. Không có phát hiện vật có giá trị. Hằng Hỏa chân quân, Bạch đạo hữu, người bên kia có cái gì phát hiện không? Bạch tiền bối phân thân lắc đầu, đáng tiếc, lúc này nếu là bản thể tại liền tốt. Như thế, hắn có thể nắm lấy bản thể vung một vòng, vung ra cái nào liền hướng cái nào đào, nhất định có thể đào được đồ vật. Hắn thân là phân thân, mặc dù cũng có được cường đại vận khí. Lại không cách nào giống bản thể như thế, xung làm hình người tầm bảo cơ. Dù sao bản thể là độc nhất vô nhị. Bạch tiền bối, ngươi lại muốn hố bản thể a? Tống Thư Hàng nói ngươi làm như vậy, hội thương tổn khi đến một cái bạch tiền bối phân thân. Bạch tiền bối phân thân một mặt bình tĩnh, không có việc gì, dù sao đến lúc đó xui xẻo là kế tiếp phân thân, không có quan hệ gì với ta. Tống Thư Hàng, kế tiếp bạch tiền bối phân thân sẽ khóc. Thật không có biện pháp, liền cắt miếng đi. Bạch tiền bối phân thân nói. Vô luận cái này tâm ma động bên trong ẩn giấu đi thứ gì, chỉ cần đem tâm ma động cắt miếng, cái kia ẩn tàng đồ vật liền không chỗ che thân. Dù sao khối này tâm ma động mảnh vỡ đã là hắn đồ vật, cắt hỏng cũng không có quan hệ. Tống Thư Hàng, vẫn là chờ một chút đi. Cái này tâm ma động ngay cả ta xem xét bí pháp đều xem xét không ra cụ thể tin tức đến, tuyệt đối giá trị phi phàm.
Cứ như vậy cắt cảm giác quá đáng tiếc, thật đến cuối cùng cũng không có biện pháp, cắt nữa không muộn. Nếu không, chúng ta đem Tống Thư Hàng bắt lại vung một vòng ném ra đi, vận khí của hắn không phải chung cắt sao. Nói không chừng cũng có thể tạo được tầm bảo công hiệu. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm đề nghị. Tống Thư Hàng liên tục khoát tay, ta cũng không phải Bạch Tiền Bối, ta cũng không có chức năng này. Vô dụng, Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói, Tống Thư Hàng chung cắt đã là chuyện của ngày hôm qua, chúng ta vận chuyển thiên đình mảnh vỡ dùng một ngày. Hôm nay hắn, chỉ sợ đã không có chung cắt khí vận. Tống Thư Hàng, ta thật vất vả trăng cắt khí vận, chuyện gì cũng không làm, liền quá hạn. Vậy ta hôm nay là cái gì khí vận? Bạch Tiền Bối, nếu không lại cho ta đến một quẻ. Tống Thư Hàng quay đầu nói. Chung cắt có hay không tục phí công năng? Nếu như không có, đổi thành thứ cát, hạ cát cái gì cũng được a. Hôm nay không có xem bói tâm tình, Bạch Tiền Bối phân thân lắc đầu, không có biện pháp, xem ra chỉ có sử dụng cuối cùng thủ đoạn. Thư Hàng, người qua đây. Tống Thư Hàng cẩn thận hỏi, Tiền Bối ngươi sẽ không thật sự muốn ném ta đi. Bạch Tiền Bối phân thân bình tĩnh nói, ném ngươi còn không bằng ta tự ném mình. Dứt lời, hắn một tay lấy Tống Thư Hàng vồ tới. Sau đó Bạch Tiền Bối phân thân đưa tay từ không gian pháp khí bên trong lấy ra một bình màu tím đen dược thủy trạng vật thể, mở to hai mắt. Tống Thư Hàng, đây là cái gì? Nước nhỏ mắt, Bạch Tiền Bối trả lời. Tống Thư Hàng, Bạch Tiền Bối ngươi cũng đừng hù ta, nước nhỏ mắt có loại màu sắc này, đen phát tím, ai dám hướng trong mắt nhỏ a? Ngươi liền trong mắt đều thường xuyên móc, còn sợ nhỏ mấy giọt nước nhỏ mắt. Bạch Tiền Bối trả lời. Tiền Bối giảng tốt có đạo lý. Màu tím đen dược thủy tại Bạch Tiền Bối khống chế bên dưới, nhỏ vào đến Tống Thư Hàng trong mắt trái, hắn trong mắt trái trang vẫn là nho gia thánh nhân chi nhãn. Gần nhất, tạo hóa tiên tử một mực không có giúp Tống Thư Hàng đem con mắt đổi lại, thánh nhân chi nhãn vẫn trang tại hắn trong hốc mắt. Theo chất lỏng màu tím than nhỏ vào hốc mắt, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy mắt trái một trận thanh lương, phi thường hưởng thụ. Đồng thời, nho gia thánh nhân chi nhãn bị chủ động kích hoạt. Tại cái này thánh nhân chi nhãn bên trong, vạn vật không chỗ che thân. Có cảm giác gì không? Bạch Tiền Bối hỏi. Tống Thư Hàng, ta cảm giác ta hiện tại, có thể dùng thánh nhân con mắt thi triển xong bào thai ngưng thị. Bạch Tiền Bối. Người cái này trong mắt vẫn là móc rơi tương đối tốt. Lại nói, Bạch Tiền Bối trong tay người thứ này đến cùng là cái gì? Tống Thư Hàng dùng thánh nhân chi nhãn. Tại tâm ma động bên trong từng tấc tìm tòi. Thật là nước nhỏ mắt, Bạch Tiền Bối trả lời, nhớ kỹ đây là ta một vị yêu tinh tộc hảo hữu tổ truyền bí pháp. Đúng, các nàng là đồng tử yêu tinh, chính là trong mắt trạng tiểu yêu tinh, rất khả ái. Có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận thức một chút. Tống Thư Hàng, thôi được rồi. Hắn bây giờ đối với trong mắt dị ứng. Có tìm tới đầu mối sao? Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm hỏi. Còn không có, kỳ quái. Ta đem chọn cái tâm ma động đều quét một lần, cũng không có phát hiện bất kỳ vật gì. Thật chẳng lẽ đang có giá trị, chính là tâm ma động bản thân, mà không phải tâm ma động bên trong ẩn giấu đi bảo bối gì. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói. Bạch Long tỷ tỷ nghe vậy, suy tư nói, nếu là tâm ma động, muốn hay không tìm mấy cái bị tâm ma quấn thân tu sĩ, đưa vào trong động đi thử một chút. Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối chính là tâm ma, ta cái bóng bên trong còn có da đen Vũ Nhu Tử. Hai vị đều không có đặc biệt gì phản ứng. Tống Thư Hàng nói. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, vẫn là thoáng có chút phản ứng. Ta liền cảm thấy nơi này, đối với ta tràn đầy ác ý, hy vọng có thể nhanh lên từ nơi này rời đi. Kỳ thật, Xích Tiêu Kiếm đạo hữu cùng da đen Vũ Nhu Tử kỳ thật đã coi như là tâm ma biến dị thể, bọn chúng thậm chí ngay cả công đức chi quang cũng không thế nào e ngại, không thể lấy làm chuẩn. Bạch Long tỷ tỷ nói, sở dĩ. Chúng ta cần tìm một cái vừa lúc bị tâm ma quấn thân tu sĩ, đem thuần chính nhất tâm ma, đưa vào cái này tâm ma động bên trong, đến thí nghiệm cái này tâm ma động công năng. Ta vừa vặn nhận biết một cái sắp độ kiếp tiểu tu sĩ, trên người hắn liền quấn quanh lấy tâm ma. Tại ta đến nho ra trước đó, hắn trả hết cửa bái kiến ta tới. Tống Thư Hàng xoa cằm nói. Bất quá tiểu tử kia rất có lễ phép, bắt người ta đương vật thí nghiệm không có lợi. Ngoại trừ tiểu tử kia bên ngoài. Đúng, ta còn có cái rất tốt vật thí nghiệm a. Thư Hàng, trong tay chúng ta hẳn là còn có cái công tử hải. Tô Thị A Thập Lục đồng thời nhắc nhở. Ta cũng vừa đúng nghĩ đến hắn.
Tống Thư Hàng cười ha ha một tiếng. Sau đó hắn vẫy tay, từ hạch tâm thế giới bên trong, đem bị trói buộc công tử hải hóa thân chuyển di đi ra. Công tử hải hóa thân ở vào trạng thái hôn mê. Bởi vì chỉ là cỗ hóa thân, giết chết cũng không có cái gì ý nghĩa, còn không bằng sống càng hữu dụng. Tống Thư Hàng nhớ kỹ, công tử hải hóa thân đang bị bắt trước, ngạnh sinh sinh từ trong lòng biệt xuất tâm ma, hiện tại vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Đương công tử hải công tử bị chuyển di đi ra lúc, vừa tiến vào tâm ma động bên trong, hóa thân liền đột nhiên mở to hai mắt nhìn, nơi này là địa phương nào. Hắn cảm giác lạnh cả người, loại này hàn ý từ thực chất bên trong thẩm thấu ra, để hắn hận không thể có thể cuốn lên cái chăn, đem bản thân cuộn mình trong đó. Tâm ma động, một cái chân quý địa phương, Tống Thư Hàng chậm rãi trả lời. Đồng thời, hắn mắt trái bên trong thánh nhân chi nhãn rốt cục thấy được một số thú vị hình ảnh. Tâm ma động bên trong, phảng phất có một loại lực lượng, bao phủ trên người công tử hải. Loại lực lượng này bắt đầu hình thành vòng xoáy, sinh ra hấp lực cường đại. Công tử hải trên người, có một đoàn hắc phụ trạng đồ vật, bắt đầu bị cưỡng ép hấp xả đi ra. Là tâm ma, Tống Thư Hàng trong lòng viên kia ma đế chủ tâm lên phản ứng. Răng rắc, trong hư không một tiếng vang giòn. Công tử hải trên người tâm ma bị cưỡng ép kéo thành hai đoạn, trong cơ thể hắn tâm ma, lập tức bị đánh về nguyên hình, trở thành tâm ma mới sinh trạng thái. Cho dù là cái này thiên đế tâm ma động, cũng vô pháp trị tận gốc tâm ma. Hắn chỉ có thể đưa đến suy yếu tâm ma tác dụng. Muốn hoàn toàn chiến thắng tâm ma, quét sạch thể nội tâm ma, vẫn phải dựa đạo tâm của bản thân tu sĩ. Cho dù là thiên đế khổ tâm nghiên cứu, cũng không thể nghiên cứu ra triệt để khu trục tâm ma phương pháp. Tâm ma không hổ là từ xưa đến nay nhất làm cho tu sĩ đau đầu hao tổn tâm trí kiếp nạn một trong. Bất quá, hiện tại phải nhốt chú không phải cái này. Tống Thư Hàng ánh mắt chuyển di hướng giữa không trung cái kia bị cưỡng ép rút ra đi ra một nửa công tử hải tâm ma. Tâm ma động lực lượng, một mực quấn lấy tâm ma lực lượng, không cho hắn tránh thoát. Nhưng là, tâm ma động không có bước kế tiếp động tác. Cái này tâm ma động chỉ là một khối thiên đình mảnh vỡ, khả năng đã mất đi nguyên bộ cái khác biện pháp, dẫn đến hắn không cách nào xử lý khối này tâm ma mảnh vỡ cũng có thể là mỗi lần đem tâm ma rút ra về sau, thiên đế sẽ dùng tay đem tâm ma lấy đi nghiên cứu dùng. Vô luận như thế nào, xem như tiện nghi ta, Tống Thư Hàng nói. Hắn mở ra bản thân hạch tâm thế giới cùng vòng tay pháp khí tồn trữ không gian, kết quả không phát hiện có thể giả bộ tâm ma pháp khí. Bạch tiền bối, có biện pháp nào không đem tâm ma phong ấn lại, sau đó đem vào thứ gì bên trong? Tống Thư Hàng nói. Ta tìm xem nhìn, bất quá ta bảo khố quá lớn, ta cũng không xác định có thể hay không tìm tới cùng loại công hiệu đồ vật. Bạch tiền bối trả lời. Chính hắn cũng không biết bản thân nhiều như vậy trong bảo khố, đến cùng cất bao nhiêu thứ. Dứt lời, bạch tiền bối tiến vào ngẩn người trạng thái, bắt đầu kiểm kê xem bản thân khổng lồ bảo tàng kho. Tống Thư Hàng xoa cằm, nhìn lên bầu trời bên trong tung bay tâm ma, trong đầu suy tư cách làm nó. Hà chỉ ma đế thiên kiếp thịnh yến menu bên trong, liên quan tới tâm ma kiếp cách làm có hai loại. Một loại là hun tâm ma kiếp cắt miếng, là trước đem tâm ma hun một lần, lại đem hắn cắt miếng. Hun quá trình cùng xử lý kho lôi kiếp đồng dạng, cần tiến hành nhiều đạo tự. Một loại khác là tâm ma kiếp sashimi cắt miếng, chính là đem tâm ma kiếp trực tiếp đặt tại thớt cắt miếng, sau đó điều điểm gia vị, lập tức dùng ăn, mới mẻ mỹ vị. Đạo thứ nhất hun tâm ma kiếp cắt miếng còn có thể lý giải, bởi vì có hun quá trình, có thể đem tâm ma kiếp thực thể hóa, mỹ vị vô cùng. Nhưng đạo thứ hai tâm ma sashimi, tựa hồ không tốt xử lý a. Tống Thư Hàng nhìn qua trong hư không tâm ma, bởi vì cái này tâm ma đồng dạng là năng lượng thể, là trừu tượng vật hư ảo. Thứ này làm sao cắt miếng, lại phải làm sao ăn. Trừ phi đưa nó trước chuyển biến thành xích tiêu kiếm tiền bối cùng da đen vũ nhu tử hình thái. Xích tiêu kiếm tiền bối, có biện pháp nào không đem không chung cái này đoàn tâm ma chuyển đổi thành hình dạng của các ngươi? Tống Thư Hàng hỏi. Có, tâm ma xích tiêu kiếm nhanh chóng trả lời. Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên. Để cho ta đưa nó nuốt vào, sau đó lại đưa nó lôi ra đến, hắn liền biến thành thực thể. Thân là tâm ma ta, hẳn là có thể thôn phệ tâm ma. Tâm ma xích tiêu kiếm dương dương đắc y nói. Tống Thư Hàng. Này, tiền bối ăn ta một chiêu. Tống Thư Hàng hai tay vung vẩy,
tay trái tay phải lập lòe tỏa sáng, liên tục đặt tại Xích Tiêu kiếm tiền bối trên người, một hơi đưa hắn 10 phát dưỡng đao thuật. Dưới tình huống bình thường, Tống Thư Hàng đối Xích Tiêu kiếm tiền bối sử dụng đều là 3 phát liên tục. Đây đối với Xích Tiêu kiếm tiền bối tới nói là nhất sảng khoái trạng thái. Mà 10 liền, không cẩn thận gặp qua đầu. Không được quá kích thích. Xích Tiêu kiếm tiền bối yếu ớt nói, kỳ thật, ta căn bản không có ăn chức năng này, chỉ là cùng ngươi chỉ đùa một chút. Ta chỉ là một thanh đao a. Tống Thư Hàng, tâm ma Xích Tiêu kiếm, bất quá, ta có cái to gan ý nghĩ, mặc dù ta không có ăn công năng, nhưng... Này, tiền bối nhanh im miệng. Tống Thư Hàng một hơi lại là 10 liên phát, để tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối triệt để im miệng. Ta thật sự là xuẩn, vậy mà lại vấn tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối loại vấn đề này. Không công bị tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối lừa hai làn sóng dưỡng đao thuật 10 liên. A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ, các ngươi thấy thế nào? Tống Thư Hàng lại nhìn phía Tô Thị A Thập Lục vị trí. Tô Thị A Thập Lục lắc đầu, thật có lỗi Thư Hàng, liên quan tới việc này. Ta giúp không được gì đây. Bạch Long tỷ tỷ, ta cảm giác Xích Tiêu kiếm đạo hữu. Bạch Long tỷ tỷ, người phong cách vẽ chớ cùng lấy lệch ra a. Tống Thư Hàng vội vàng ngắt lời nói. Người đang suy nghĩ gì? Bạch Long tỷ tỷ dở khóc dở cười, ta nói là, ta cảm giác Xích Tiêu kiếm đạo hữu hắn hiện tại trạng thái, có thể tham khảo. Hắn lúc ấy là thế nào biến thành thực thể, người án lấy quá trình kia cùng mạch suy nghĩ đến một lần. Nói không chừng có thể đem cái này đoàn tâm ma đào tạo thành thực thể. Có đạo lý, Tống Thư Hàng nói. Sau đó, hắn đem Da Đen Vũ Nhu Tử kêu gọi ra. Da Đen Vũ Nhu Tử, đến ngươi triển khai thân thủ thời điểm. Tống Thư Hàng nói. Da Đen Vũ Nhu Tử dịu dàng hữu lễ, thật có lỗi, Tống tiền bối. Ta không có cách nào đem người khác tâm ma chuyển hóa làm tâm ma hóa thân. Ta chỉ có thể đem bản thể nghiên cứu ra được tâm ma hóa thân phương pháp. Kỹ càng cùng tiền bối giảng giải, sau đó cùng tiền bối cùng nhau nghiên cứu thảo luận như thế nào đem tâm ma đào tạo thành hình. Nhưng thao tác cụ thể, cần Tống tiền bối chính ngươi tới. Cái kia, chúng ta đi tâm ma động cổng đi thảo luận cái đề tài này đi. Tống Thư Hàng nói, tâm ma Xích Tiêu kiếm, tại sao phải đi cửa hang? Vì tiết kiệm thời gian chân quý, Tống Thư Hàng cười nói. Sau đó, Tống Thư Hàng. Tô Thị A Thập Lục, Da Đen Vũ Nhu Tử, Tạo Hóa Tiên Tử, Công Đức Xà Mỹ Nhân, ngẩn người Bạch Tiền Bối ngồi hàng hàng tại tâm ma động cửa hang. Tống Thư Hàng tại bên cạnh mình mở ra hạch tâm thế giới lối vào. Hằng Hỏa Chân Quân chỉ huy Nho Gia thành viên, tiếp tục đem thiên đình mảnh vỡ chuyển vào đến Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới, chờ hạch tâm thế giới liếm xong chứng nhận về sau, lại chuyển rời đến Kim Liên thế giới. Mà Tống Thư Hàng mấy người thì bắt đầu thảo luận như thế nào đem tâm ma hóa thân cải biến một chút, đưa nó đổi thành tâm ma thực thể hóa. Dạng này có thể đồng thời tiến hành giải quyết hai cái hạng mục công việc, trình độ lớn nhất đem thời gian lợi dụng. Trước mắt, thảo luận tiến độ vẫn còn Da Đen Vũ Nhu Tử tại hướng Tống Thư Hàng mấy người giảng giải tâm ma hóa thân nguyên lý cùng kỹ càng thao tác quá trình. Trong lúc đó, Bạch Long tỷ tỷ thỉnh thoảng sẽ đưa ra một số nghi hoặc luận đạo. Trao đổi thời gian, tổng là qua đặc biệt nhanh. Trong bất chi bất giác, mặt trời đã trên không trung đi dạo một vòng, bắt đầu tây hạ. Lại là một ngày, sắp kết thúc. Nho Gia tạm dừng vận chuyển thiên đình mảnh vỡ vận chuyển đệ tử cần nghỉ ngơi, mới thiên đình mảnh vỡ cần từ cái khác phân viện điều vận tới, mấy cái kia áp xúc thiên đình mảnh vỡ thể tích trận pháp, cũng cần giữ gìn. Tống Thư Hàng mấy người, còn tại thảo luận tâm ma thực thể hóa thao tác phương án. Cả ngày thảo luận, sửa chữa tâm ma hóa thân phương án, có bay vào tính tiến bộ. Đây đều là Da Đen Vũ Nhu Tử công lao. Ngay tại hơn nửa giờ trước, Da Đen Vũ Nhu Tử đột nhiên não đại động mở, đưa ra nhiều cái sáng tạo cái mới phương án, càng là thao thao bất tuyệt, miệng lưỡi lưu loát giảng giải. Có thể nói, là nàng lấy sức một mình, để sửa chữa phương án tiến độ cất bước tăng lên. Tốt, nghỉ ngơi trước một chút. Sau đó ta đem vừa rồi nói lên phương án cùng tưởng tượng đều sửa sang một chút, đến lúc đó, chúng ta tại tâm ma trên người thí nghiệm một lần, nhìn xem cái nào phương án có thể được nhất. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên nói, lần này may mắn mà có Vũ Nhu. Tử, ngọa, vọng thiên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, Da Đen Vũ Nhu Tử bên người, chẳng biết lúc nào, thêm một cái mới Vũ Nhu Tử. Ngay từ đầu,
mới thêm ra tới Vũ Nhu Tử cùng da đen Vũ Nhu Tử thân hình trùng hợp, Tống Thư Hàng đều không có phát giác. Thẳng đến thảo luận kết thúc, hai cái Vũ Nhu Tử mới từ trùng hợp trạng thái tách ra tới. Đầu tiên đến sử dụng phương pháp bài trừ. Cái này mới thêm ra tới Vũ Nhu Tử trắng nõn nà, nhìn qua cũng không phải là da đen Vũ Nhu Tử song bào thai hoặc phân liệt thể, tâm ma động bên trong, từ công tử hải thể nội kéo ra tới đoàn kia tâm ma còn hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không có sinh ra dị biến. Tiếp theo, nàng cũng không phải là Vũ Nhu Tử bản thể. Vũ Nhu Tử bản thể đi theo Linh Điệp Thánh Quân về Linh Điệp Đảo đi bế quan tu luyện, không có khả năng đột nhiên từ Linh Điệp Đảo nhảy đến Nho Gia thế giới tới. Sở dĩ, nàng là thiên đế. Tống Thư Hàng lập tức dùng ý niệm câu thông bản thân hạch tâm thế giới còn có thể mở ra. Lại thêm Bạch Tiền Bối phân thân cũng còn tại bên cạnh, chỉ là thoáng có chút thất thần. Tổng hợp đến xem, tình huống cũng không tính quá xấu. 2. Tống Tiền Bối. Nghi là thiên đế bản Vũ Nhu Tử đối Tống Thư Hàng phất phất tay. Thiên, đế, Tống Thư Hàng hạ giọng nói. Công đức xà mỹ nhân, tạo hóa tiên tử, da đen Vũ Nhu Tử nhanh chóng trở về đến Tống Thư Hàng sau lưng, ấn thân cao sắp hàng chỉnh tề. Khó trách thảo luận đến cuối cùng lúc, Vũ Nhu Tử làm sao đột nhiên não đại động mở, đưa ra nhiều như vậy sáng tạo tính, khả thi phi thường cao đề nghị. Nguyên lai là thiên đế. Ai ra nha? Tống tiền bối không cần sợ, hôm nay ta cũng không có gì không phải muốn nhằm vào ngươi. Thiên đế bản Vũ Nhu Tử cười hì hì nói. Thiên đình mảnh vỡ, Tống Thư Hàng hỏi ngược lại. Bởi vì hiện tại Nho Gia bên trong, sẽ hấp dẫn thiên đế tới được đồ vật, cũng chỉ có thiên đình mảnh vỡ. Thiên đế bản Vũ Nhu Tử mỉm cười, đúng, ta tới lấy về đồ vật của mình. Sở dĩ, Tống tiền bối ngươi không có lý do ngăn cản ta đúng không? Thu hồi đồ vật của mình. Thế nhưng là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Tống Thư Hàng lại nói, hắn hạch tâm thế giới bên trong, cũng không ít thiên đình mảnh vỡ. Bất quá, tại thu hồi thiên đình mảnh vỡ trước, ta còn không cấp. Cho nên mới tới tìm Tống tiền bối ngươi tâm sự, dù sao chúng ta có đoạn thời gian không gặp. Thiên đế mặt mỉm cười. Nói bậy, Điền Thiên Đảo thượng ăn kho thiên kiếp thời điểm, ngươi liền đến qua. Tống Thư Hàng nói còn thuận tay từ cái gì đều có thể bán đại lão nơi đó đem nguyên bản muốn cho hắn Đông Phương Xuân các mảnh vỡ cho Tiệt Hồ. Nói đến, cái gì đều có thể bán đại lão đâu. Hắn không phải nói muốn đuổi theo thiên đế muốn đòi lại mảnh vỡ sao. Hiện tại thiên đế đều chạy đến bên cạnh mình, cái gì đều có thể bán đại lão còn không hiện thân. Nên sử dụng hay không một chương bảo khoán, đem cái gì đều có thể bán đại lão triệu hoán tới. Kha 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 kha. Thiên đế nhìn Tống Thư Hàng một chút, ý vị thâm trường nói, không cần nghĩ lấy liên hệ cái gì đều có thể bán đạo hữu, hắn không qua tới. Chí ít trong thời gian ngắn, hắn sẽ không lại xuất hiện. Tống Thư Hàng trong lòng giật mình. Cái gì đều có thể bán đại lão trở rồi, bị thiên đế hố. Trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện, chẳng lẽ là bị phong ấn. Quá không đáng tin cậy đi. Điền Thiên Đảo lúc ấy. Đại lão còn rất tự tin biểu thị nắm đấm của mình so thiên đế muốn cứng rắn, muốn đi hướng thiên đế đòi nợ, kết quả là bị hố. Lần sau nếu như gặp mặt lời nói, muốn hay không dùng việc này trào phúng một chút cái gì đều có thể bán đại lão, đâm đâm tim của hắn. Có thể là tu luyện cương thủ nguyên nhân, sở dĩ nhiễm lên huyền trọng phái đâm tâm yêu thích, Tống Thư Hàng cảm giác từ khi bản thân cương thủ thần công đại thành về sau, lão nghĩ đến đâm người khác tâm. Tỷ như hiện tại. Hắn liền tốt muốn nhìn một chút cái gì đều có thể bán đại lão buồn rầu, hối hận, bị đâm tâm biểu lộ. Mặc dù biết rõ nghĩ như vậy là không đúng, nhưng hắn suy nghĩ, tựa như là Bạch Tiền Bối lái xe, căn bản không dừng được. Không đúng, ta tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Tống Thư Hàng lắc đầu, đem cái này ý niệm kỳ quái từ trong đầu quăng bay ra đi. Đây không phải bình thường ta khẳng định là âm thầm nhận lấy ảnh hưởng. Nghĩ tới đây. Tống Thư Hàng ngắm nhìn tâm ma động, lại nhìn mắt bên trên thiên đế. Chẳng lẽ là thiên đế trong bóng tối dùng cái này tâm ma động đến ảnh hưởng ý niệm của ta? Viễn cổ thiên đình mảnh vỡ tâm ma động thế nhưng là thiên đế cá nhân phòng thí nghiệm, nàng khẳng định có đủ loại thủ đoạn đến điều khiển tâm ma động. Nhưng là, thiên đế quá coi thường hắn. Mặc dù thời gian tu luyện ngắn ngủi, nhưng hắn đạo tâm, ý chí của hắn phi thường cường đại, là kế nhẫn nại thống khổ về sau. Trên người hắn chỗ kiêu ngạo nhất. Ngồi ở bên trên thiên đế,
không hiểu thấu nhìn qua đột nhiên một mặt kiêu ngạo bá Tống Huyền Thánh đột nhiên, nàng không cách nào thông qua đọc mặt, đến đọc đến bá Tống Huyền Thánh trong lòng ý nghĩ. Cái này không hiểu thấu đắc ý cùng kiêu ngạo bây giờ không có đầu mối. Chẳng lẽ bá Tống rốt cục hiểu được dùng khó chịu biểu lộ để che giấu hắn mặt thẳng. Chênh lệch thời gian không nhiều lắm, người của ta tới. Thiên đế đứng dậy, như vậy Tống tiền bối, các ngươi liền lưu ở nơi đây không muốn đi lại, ta đi cùng nho ra muốn về đồ vật của mình. Còn cái này tâm ma động, được rồi, hắn đã không có giá trị gì, nguyên bản thông qua hắn nghiên cứu tâm ma, là muốn tìm tới một cái tên kỳ quái, nhưng bây giờ đã vô dụng. Mà lại tâm ma động bên trong còn sót lại đạo, đã thu hồi. Dứt lời, thiên đế thả người nhảy lên, từ tâm ma động bên trong nhảy xuống. Thiên đế vừa rời đi, Tống Thư Hàng vội nói, nhanh liên hệ hàng hỏa tiền bối. Hôm nay nho ra không mời mà tới ác khách rất nhiều a. Vừa đưa tiến cái kia tà ma hùng, phiền toái hơn thiên đế liền đến mà lại thiên đế vẫn là mang theo nàng đám lớn nhân mã tới. Ta vừa rồi đã cho hàng hỏa tiền bối phát tin tức, hàng hỏa tiền bối xác định đã nhận được tin tức. Tô Thị A Thập Lục ngẩng đầu lên nói. Hàng hỏa tiền bối hồi phục nàng một cái cười khổ biểu lộ. Hiện tại nho ra, bên ngoài chỉ sợ không ai có thể ngăn được thiên đế, mà lại thiên đế còn mang theo viện quân. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói, trừ phi trước đó giấu ở trong đám người cái kia khí tức cường đại xuất thủ. Tạo hóa tiên tử, Tống Thư Hàng nhìn về phía tạo hóa tiên tử, lúc này, người có cái gì chuẩn bị ở sau liền cứ việc kích hoạt đi. Tạo hóa tiên tử thân là nho gia thánh nhân thân truyền đệ tử, càng là tại cuối cùng phụ trách trông coi thánh nhân con mắt. Bây giờ thân ở tại nho gia đại bản doanh, nàng hẳn là sẽ có một ít thủ đoạn a. Tống A ngốc, tạo hóa tiên tử trả lời. Tống Thư Hàng. Tạo hóa tiên tử nhân cách A hoàn toàn dựa vào không được, nếu như lúc này là tạo hóa tiên tử nhân cách B, có lẽ còn có thể phát huy được tác dụng. Nhưng là nhân cách của nàng B cơ hồ từ trước tới giờ không xuất hiện. Bạch Long tỷ tỷ, chúng ta muốn xuất thủ sao? Tống Thư Hàng nói. Xuất thủ, giúp ai? Bạch Long tỷ tỷ nói, mặc dù ta hiện tại cùng với A Thập Lục, nhưng ngươi đừng quên ta tiền thân là Thiên Đình Kim Long Thủy Tổ. Nàng đối Thiên Đình tình cảm phi thường phức tạp, mặc dù nàng thông qua tử cục, thoát ly Thiên Đình, nhưng này thuần túy chỉ là bởi vì nàng không nguyện ý lại bị Thiên Đế đạo áp chế, sở dĩ lựa chọn rời đi. Còn nữa, viễn cổ thời đại Thiên Đình, gánh chịu nàng tốt đẹp nhất một đoạn hồi ức. Nàng và Tống Đầu Gỗ làm bạn thời gian, đại bộ phận là tại Thiên Đình thời gian bên trong. Nàng thái độ đối với Thiên Đình, cùng Bắc Phương Đại Đế rất tương tự. Lần nữa, bằng vào ta hiện tại trạng thái, nhiều nhất chỉ có thể chống cự Thiên Đế một chút thời gian, cho các ngươi tranh thủ lúc rút lui. Nếu như muốn trực tiếp lên đi đổi, căn bản không cái này năng lượng cung cấp ta tiêu hao. Một lát sau, ta liền phải bị đánh nát, trên người A Thập Lục một lần nữa đọc đầu gây dựng lại. Bạch Long tỷ tỷ nói bổ sung. Không cần lo lắng, bá Tống đạo hữu. Cái này lúc, một cái đại chúng mặt nam tử, vượt chúng mà ra, ngươi vì nho ra việc làm đã rất nhiều. Chuyện kế tiếp, liền giao cho ta đi. Đại thúc ngươi là ai a? Tống Thư Hàng hỏi. Cho các ngươi lái thay cái kia. Đại chúng mặt nam tử vừa lau mặt, khí thế trên người tùy theo biến đổi, chuyển đổi thành nho nhã tiên sinh khí chất. Là ngươi, Tống Thư Hàng lại một lần nữa đem nam tử trước mắt cùng trong trí nhớ cái kia càng ngày càng mơ hồ thân ảnh liên lạc với cùng một chỗ. Sở dĩ, không cần lo lắng. Ngươi đã giúp nho ra rất nhiều. Chúng ta nho ra lại thiếu ngươi một cái nhân tình. Đại chúng mặt nam tử đưa tay, tế ra một quyển thánh nhân kinh văn. Đây là từ thánh nhân lúc còn sống, thân bút viết xuống kinh quyển. Tống Thư Hàng vẫn có chút lo lắng, thiên đế còn có đồng bạn, chỉ sợ thực lực cũng sẽ không yếu, đại thúc một mình ngươi không có vấn đề sao. Yên tâm đi, ta cũng có đồng bạn, lái thay đại thúc mỉm cười nói. Sau đó, trong đám người lại có một bóng người vượt qua đám người. Đó là một cái cả người giống như kim cương tạo thành tăng nhân, hắn toàn thân cơ bắp dị thường khoa trương. Nhìn thấy hắn lúc, Tống Thư Hàng liền sinh ra một loại ảo giác, liền phảng phất khắp thiên hạ cơ bắp đều sinh trưởng ở vị này tăng nhân trên người. Kim cương tăng nhân hai tay vỗ tay, đối Tống Thư Hàng mỉm cười. Nụ cười này, ấm áp nhân tâm. Tống Thư Hàng ánh mắt tiếp xúc với hắn. Sau đó, hắn từ nơi này vị kim cương tăng nhân trên thân, cảm ứng được một loại thân cận khí tức. Đây là hai người tu luyện công pháp tương hỗ cộng minh, hấp dẫn nguyên nhân.
Kim Cương tự, Tống Thư Hàng vô ý thức nói. Kim Cương tăng nhân mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu. Tống Thư Hàng đỉnh đầu, một cây dài 7 mét ngốc mao đột nhiên toát ra, là sợ các chủ mới ngốc mao. Căn này ngốc mao phi tốc cuốn về phía Kim Cương tăng nhân, tóc nhọn như đâm, thẳng bức tăng nhân hai mắt. Kim Cương tăng nhân không nhúc nhích, hai tay vỗ tay, duy trì bình tĩnh. Sợ các chủ ngốc mao, tại tăng nhân trước mặt ngừng lại. Một lát sau, tóc dài chậm rãi thu hồi. Không phải hắn, sợ các chủ nói. Lần trước, Bích Thủy các lần nữa phá diệt thời điểm, tên kia chính là lấy rất giống vị này Kim Cương đại sư hình tượng, xuất hiện trước mặt nàng. Mà trước mắt vị này Kim Cương tăng nhân, không phải tên kia. Vị này là hàng thật giá thật Kim Cương tự đại sư, bước ra con đường trường sinh cũng là Kim Cương tự Phật môn Kim Cương chi đạo. Bất quá, có một chút có thể khẳng định. Vị này Kim Cương tự đại sư cùng lái thay đại thúc, quả nhiên cùng tống đầu gỗ tên kia có quan hệ. Bất quá tình báo này, không thể để cho đầu kia Bạch Long biết. Sở dĩ, sở các chủ chưa hề nói phá. Mục tiêu của các ngươi là cái gì? Sở các chủ trực tiếp hỏi. Kim Cương tăng nhân mỉm cười, ngăn cản thiên đế thu về thiên đình mảnh vỡ, chỉ hoãn nàng trùng kiến thiên đình thời gian. Sau đó, chính là chúng ta liên minh mục tiêu cuối cùng nhất, tạm thời không thể nói. Tống Thư Hàng nghe đến đó lúc, trong đầu một số liên quan tới thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo, thiên đế, giữa thiên địa tôn thứ nhất linh quỷ quỷ thần mảnh vỡ, Trình Lâm chờ một loạt manh mối, đều hiện lên đi ra. Thể lỏng quả cầu kim loại thiên đạo, có một cái kế hoạch hắn phải dùng thiên đế đạo, đến bù đắp hắn tự thân. Nhưng kế hoạch này rất hiển nhiên thất bại. Hiện tại, thiên đế trở về, kế hoạch này một lần nữa mở ra. Lái thay đại thúc cùng Kim Cương tăng nhân tạo thành liên minh, muốn ngăn cản thiên đế trùng kiến thiên đình, vậy bọn hắn mục tiêu cuối cùng nhất, đã không cần nói cũng biết. Mạch suy nghĩ lập tức liền rõ ràng. Tóm lại, tạ ơn bá Tống đạo hữu. Lái thay đại thúc xoái khí hất lên trường bào, nhanh chân hướng nơi xa thiên đế vị trí bước đi, lần sau nếu có duyên gặp lại, ta nhất định dạy bảo ngươi một bộ làm ngươi hài lòng chiến đấu thần thông. Muốn nho ra đó à? Tống Thư Hàng nhắc nhở. Kim Cương đại sư có chút dừng lại, quay người cười nói, muốn học nho ra chiến đấu thần thông, bá Tống đạo hữu có thể cùng ta học. Tống Thư Hàng. Ta từ lái thay đại thúc vị này nho ra đại lão cái kia học được Kim Cương tự tuyệt học, hiện tại lại muốn ta tại Kim Cương tự đại sư trên người học nho ra chiến đấu thần thông. Hai người các ngươi có phải hay không đổi hồn, vẫn là cầm nhầm kịch bản. Kim Cương đại sư cười ha ha, cùng lái thay đại thúc cùng một chỗ, hướng nơi xa thiên đế lao đi. Đem chiến đấu sân bãi hoán đổi đến nho ra bên ngoài. Lái thay đại thúc nói. Kim Cương đại sư khẽ gật đầu. Không có vấn đề, giao cho ta đi. Đây là ta am hiểu. Hai vị xem xét liền rất lợi hại tiền bối, sau khi rời đi. Bạch Long tỉ tỉ chậm rãi nói, nếu như chỉ là bọn hắn hai cái, nói không chừng, còn chưa đủ lấy ngăn lại thiên đế. Thiên đế có mạnh như vậy, nàng còn không có hoàn toàn khôi phục lại trạng thái đỉnh phong đi, liền chính nàng đạo cũng còn chưa hoàn chỉnh. Tống Thư Hàng hỏi, ngay lúc đó viễn cổ thiên đình bên trong, ngoại trừ tứ phương đại đế bên ngoài, còn ẩn giấu đi mấy tôn trường sinh giả cấp tồn tại. Bạch Long tỷ tỷ chậm rãi nói. Tỷ như giao trì nữ đế Trình Lâm, tỷ như Bạch Long tỷ tỷ ngươi, tỷ như còn có một cái hai tay đều mọc đầy con mắt bắt yêu nhân trường sinh giả. Bạch cốt tiên tử cuối cùng có hay không tấn thăng cảnh giới này? Tống Thư Hàng báo nói. Đang nói đến cái kia hai tay mọc đầy con mắt bắt yêu nhân trường sinh giả lúc, đỉnh đầu sở các chủ ngốc mao, hơi động một chút. Ngươi đối thiên đình nghiên cứu không ít sao? Bạch Long tỷ tỷ nói. Tống Thư Hàng, hiểu sơ, bất quá tứ phương thiên đế bên trong, bắc phương đại đế đã thoát ly thiên đình, nam phương đại đế trước đó không lâu cùng Xích Tiêu tử đạo trưởng làm một khung, không biết hiện tại trạng thái như thế nào. Bạch Long tỷ tỷ ngươi cùng Trình Lâm đều rời đi thiên đình, hai tay mọc ra mắt cái vị kia trường sinh giả bị một cái khác tất 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 đại lão cho chộp tới chơi giam cầm play đi, chí ít gần nhất khẳng định không cách nào đi ra gây sự. Thiên đế còn có cái khác trường sinh giả đồng bạn sao? Thực lực đạt tới trường sinh giả cảnh giới về sau, cơ hồ rất ít hoàn toàn chết đi. Sở dĩ, thiên đế rất có thể còn sẽ có 3-4 vị hoàn chỉnh chiến lực trường sinh cấp chiến lực. Đây là ta trong trí nhớ tình báo. Xấu nhất có thể là, tại viễn cổ thiên đình phá diệt về sau 5 tháng dài đằng đẵng bên trong, còn có cái khác thiên đình người sống sót,
bước ra cuối cùng này nửa bước, thành tựu con đường trường sinh. Bạch Long tỷ tỷ nói. Thật đúng là đáng sợ. Tống Thư Hàng gãi gãi đầu. Hắn tâm tắc nhìn qua nơi xa. Đừng nhìn thiên đế gần đây tựa như lộ vẻ rất dễ nói chuyện dáng vẻ, nhưng nàng một mực là Tống Thư Hàng không muốn nhất gặp phải người trên danh sách đứng hàng đầu tồn tại. Coi như có một ngày, thiên đế vừa cùng hắn vui đùa, một bên đem đao hung hăng đâm vào hắn thật, hắn cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Trước mắt hòa bình thế cục, là thiên đế mượn Vũ Nhu Tử mặt, cố ý tạo nên tới. Tống Thư Hàng nội tâm phi thường rõ ràng điểm này, nếu như thiên đế đổi Trương Đại Hán mặt vuông mặt để tới gần hắn, liền tuyệt đối không có hiệu quả. Từ thuần lý tính góc độ để suy nghĩ về sau, ta đang nghĩ, muốn hay không đổi người. Tống Thư Hàng nói, làm sao đổi, tâm ma Xích Tiêu Kiếm nói, nếu không, ta nghĩ biện pháp liên hệ bản thể, để Xích Tiêu Tử cho ta xung cái năng. Dạng này ngươi chỉ ít có thể đổi ra một đao nửa thức. Xem trước một chút Bạch Tiền Bối vậy có hay không có thể trang tâm ma bảo vật. Tống Thư Hàng nói, sau đó, là thời điểm hiện ra ta ma môn chủ nghệ. Thiên đế hai tay thả lỏng phía sau, như cái phổ thông thiếu nữ đồng dạng mặt mỉm cười, tại nho ra trên đại đạo đi lại. Đúng thôi, lúc này mới đúng a. Nàng vui vẻ cười nói, đỗi ta, mau tới đỗi ta. Ta đã có chút không kịp chờ đợi, muốn nhìn ngươi một chút còn có cái gì thú vị thủ đoạn. Bạch Tiền Bối, ngươi tìm tới chứa tâm ma đạo cụ sao? Tống Thư Hàng đối ngẩn người Bạch Tiền Bối nhỏ giọng dò hỏi. Hắn sợ thanh âm vạn nhất quá lớn, Bạch Tiền Bối đột nhiên tỉnh táo lại lúc, sẽ không cẩn thận tổn thương đại địa. Hôm nay hắn, đã không có chung cát mệnh. Cẩn thận một chút không có tâm bệnh. Ngẩn người bên trong Bạch Tiền Bối nghe được có người gọi hắn về sau, rốt cuộc lấy lại tinh thần, nói, hừm, rốt cuộc tìm được mấy cái khả năng phát huy được tác dụng đạo cụ. Một hồi đều thử một chút, nhìn xem cái nào có thể sử dụng. Dứt lời, hắn trực tiếp thi triển không gian năng lực đem cánh tay của mình vươn vào đến vị trí bảo tàng kho bên trong, đem ngay từ đầu liền chọn lựa tốt 5 cái đạo cụ toàn bộ móc ra. Có kim loại chế tạo tràn đầy khoa học kỹ thuật cảm giác hộp, có bạch ngọc cái bình, không biết dùng cái gì tơ dệt cái túi, còn có một cái thủy tinh cầu trạng pháp khí cùng một cái tạo hình cổ phác ấm. Đón lấy đến ngươi chuẩn bị làm cái gì? Bạch Tiền Bối đem cái này 5 cái pháp khí toàn bộ đưa cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng hai tay không tiếp nổi nhiều pháp khí như vậy, đành phải dùng niệm lực đưa chúng nó nâng, để chúng nó lơ lửng tại bên cạnh mình. Từ khi học xong niệm lực về sau, Tống Thư Hàng phát hiện mình trong sinh hoạt đã cách không ra nó. Từ thuần lý tính góc độ đi suy tư, ta đang suy nghĩ cái gì, muốn hay không bắt cơ hội, thừa dịp loạn đổi một đợt thiên đế. Dù sao cùng ta nàng ở giữa, là đối lập quan hệ. Tống Thư Hàng nói khôi phục thiên đế, là thể lỏng quả cầu kim loại đại lão cái kia một trận doanh. Bạch Tiền Bối phân thân, thuần lý tính góc độ. Bởi vì thiên đế mọc ra Vũ Nhu Tử mặt, sở dĩ từ cảm tính góc độ, ngươi liền không cách nào hạ quyết tâm đổi nàng. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối phán đoán. Không, ý của ta là từ cảm tính góc độ đi suy nghĩ, ta cái này tiểu yếu gà mỗi ngày đổi đại lão là loại bệnh. Loại này đẳng cấp chiến đấu, ta hẳn là chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tống Thư Hàng trả lời. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm khiếp sợ nhìn qua Tống Thư Hàng, ngươi lại có tự mình hiểu lấy, ta cho là ngươi một mực đổi vô cùng hay, đã sớm quên bản thân là chỉ yếu gà. Tống Thư Hàng, ta không như thế mãng được không? Lại nói, các ngươi tại thiên đế tâm ma động trò chuyện làm sao đổi nàng, liền không sợ bị nàng phát hiện. Bạch Tiền Bối phân thân nhắc nhở. Tống Thư Hàng mặt cứng đờ, bất quá hắn rất nhanh khôi phục trấn định, không sao, Bạch Tiền Bối. Ta sau đó phải việc làm, là đường đường chính chính dương mưu. Mặc kệ thiên đế có thể nghe được hay không hắn nói chuyện, trước hù thượng một hù thổi như bức lại không cần trả tiền. Vạn nhất hù dọa nữa nha, liền đã kiếm được. Thượng binh phạt mưu, công tâm là thượng sách nha. Tốt a, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Bạch Tiền Bối hỏi lần nữa. Tống Thư Hàng nói. Đi vào trước, đem đoàn kia tâm ma xử lý, cắt thành tâm ma sashimi. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm, sau đó hấp dẫn thiên đế tới ma tiệc. Để cho nàng từ bỏ nho ra kế hoạch. Tiền Bối, Thư Hàng kế hoạch chắc chắn sẽ không như thế trò đùa. Tô Thị A Thập Lục cười nói. Đương nhiên, Tống Thư Hàng nói, xem ta đi. Bên cạnh hắn tung bay Bạch Tiền Bối 5 cái pháp khí đạo cụ, tiến vào tâm ma động. Đoàn kia từ công tử hải hóa thân thể nội quất ra tâm ma,
còn bị trói buộc được giữa không trung, vò thành một cục, không ngừng lăn lộn. Bạch Tiền Bối một đoàn người cũng đi theo tiến vào. A, Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên khẽ gọi một tiếng. Nàng cảm giác đến cái này tâm ma động thiếu một chút cái gì. Tựa như là bị Tống Thư Hàng hạch tâm thế giới liếm qua thiên đình mảnh vỡ, thiếu đi đồ vật. Bạch Tiền Bối, mảnh vụn này thiếu đi đồ vật. Ít đồ vật, hẳn là bị thiên đế thu về đi. Tô Thị A Thập Lục suy đoán nói thiên đế trước đó ở tại tâm ma động cả buổi, nếu như khối này thiên đình mảnh vỡ bên trong thiếu đi thứ gì, hẳn là bị nàng thu về. Nếu thật như thế, Bạch Long tỉ tỉ ngắm nhìn Tống Thư Hàng. Thư Hàng đây chính là tại thiên đế trong miệng đoạt thức ăn, đưa nàng chân chính muốn thu về đồ vật, cho liếm đi. Cứ như vậy phát triển tiếp, nếu như ở giữa không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia tương lai Tống Thư Hàng cùng thiên đế ở giữa tất có một chiến. Được rồi, chỉ cần tâm ma động vẫn còn, nó cái khác công năng không có mất đi liền không có vấn đề. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, hắn đi tới đoàn kia tâm ma bên cạnh. Trong đầu bắt đầu hồi ức vừa rồi đại gia thảo luận đi ra tâm ma thực thể hóa nhiều loại phương án. Tống Tiền Bối muốn sử dụng loại kia phương án. Da đen Vũ Nhu Tử hỏi. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm nắm lấy cơ hội, kỳ thật ta cảm giác ta ngay từ đầu phương án rất không tệ, ta không có ăn cái gì công năng, nhưng da đen Vũ Nhu Tử có A. Ta có danh tự, Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối. Mặt khác, phương án của người ta là tuyệt đối sẽ không đi làm. Da đen Vũ Nhu Tử kiên định nói. Trước đó thảo luận từng cái phương án, từng cái nếm thử. Tống Thư Hàng tâm bình khí hòa trả lời lòng yên tĩnh tự nhiên mát, tâm như bình tĩnh, thế giới này liền bình tĩnh. Tuyệt đối không thể tùy tiện để Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối thành công lừa gạt đến dưỡng đao thuật. Như thế cái dưỡng tính phương án tốt. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối phụ trách một mực châm ngòi hắn, đâm hắn tâm, mà hắn phụ trách để cho mình tận lực bảo trì tâm bình khí hòa, dần dà, hắn nhất định có thể nuôi ra ổn trọng đại tiền bối tính cách. Đây mới là tâm ma Xích Tiêu Kiếm Tiền Bối chính xác cách dùng. Bắt đầu đi, Tống Thư Hàng nói, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, hạch tâm thế giới bên trong số 111 thiên đình quán cơm một bộ đồ làm bếp bị chuyển di đi ra. Tâm ma vô hình, nếu như không phải nho ra thánh nhân chi nhãn, Tống Thư Hàng thậm chí không nhìn thấy tâm ma tồn tại. Mà lại, triệu tượng hư ảo tâm ma, cũng vô pháp trực tiếp dùng nhục thân trực tiếp dây vào sờ. Lúc này, liền đến phiên Bạch Tiền Bối năm cái đạo cụ ra sân. Tống Thư Hàng sử dụng Bạch Tiền Bối năm cái pháp khí đạo cụ, nếm thử đem giữa không trung tâm ma chứa vào trong đó năm cái pháp khí bên trong, có hai cái có thể phát huy được tác dụng. Đầu kia chất tờ túi trạng pháp khí cùng cổ pháp bình nhỏ, đều có thể đem tâm ma chứa vào trong đó. Tống Thư Hàng cân nhắc một lát sau, lựa chọn đầu kia cái túi. Lại đem dư bốn kiện pháp khí, trả lại cho Bạch Tiền Bối. Mềm mại cái túi, càng thích hợp tiếp xuống thao tác. Đầu tiên là phương án 1. Tống Thư Hàng đem chứa tâm ma cái túi đặt tại trên thớt, cách cái túi, hắn có thể đối trong túi vô hình tâm ma tiến hành xử lý. Một lát sau. Phương án 1 thất bại. Trong túi tâm ma thể tích, cũng thoáng rút lại một chút. Phương án 2, hy vọng tại hành hạ chúng ta thành công trước, cái này đoàn tâm ma sẽ không dùng hết Tống Thư Hàng nói. Tô Thị A Thập Lục hơi suy nghĩ một chút về sau, quay đầu đối Bạch Tiền Bối nói, Bạch Tiền Bối, chúng ta trước đó hết thảy nghiên cứu ra 7 cái phương án, ngươi cảm giác dùng cái nào phương án tốt nhất? A, ta trước đó đang ngẩn người, sở dĩ không nghe thấy 7 cái phương án. Bạch Tiền Bối phân thân nói. Tô Thị A Thập Lục, Bạch Tiền Bối có thể tùy ý chọn một số lượng. Diệu A, Tống Thư Hàng khen. Vẫn là A Thập Lục cơ trí. Vậy ta tùy tiện tuyển. Liền 6, Bạch Tiền Bối nói. Thu đến chỉ lệnh, nhảy qua phương án 2, tiến vào phương án 6. Tống Thư Hàng thủ pháp nhất chuyển, trực tiếp sử dụng loại thứ 6 tâm ma thực thể hóa phương án. Một mạch mà thành, trong túi tâm ma thực thể hóa thành công. Rất tốt. Sau đó, đem tâm ma cắt miếng, điều chế tương liệu. Sau đó, liền thông qua chén nhỏ triệu hoán âm ảnh lãnh chúa Tiền Bối giáng lâm. Bạch Tiền Bối, thành công. Đúng, một mạch mà thành. Tống Thư Hàng cười ha ha nói, hắn đưa tay tại cái túi thượng nhấn một cái, trong túi tâm ma bắt đầu khiêu động. Mau mở ra nhìn xem, cái này tâm ma đến cùng hình dạng thế nào. Tâm ma Xích Tiêu Kiếm hiếu kỳ nói bình thường tới nói. Tâm ma không có cố định hình thái, bọn chúng biến ảo ngàn vạn. Bất quá,
đã hiện tại tâm ma bị thực thể hóa, chắc chắn sẽ có cái bộ dáng a. Hắn có thể hay không hóa thành tu sĩ trong lòng hoảng sợ nhất đồ vật. Nếu như là, cái kia công tử hải tâm ma, có phải hay không là Tống Thư Hàng? Nếu như cái túi này bên trong leo ra một đầu tiểu Tống Thư Hàng bộ dáng tâm ma, đại gia còn có thể xách đao đưa nó chặt cắt miếng sao? Tâm ma Xích Tiêu kiếm tiền bối bắt đầu mong đợi. Tô Thị A Thập Lục, Bạch tiền bối, Bạch Long tỷ tỷ bọn người hiếu kỳ bu lại. Hắc hắc, ta đang sử dụng phương án 6 đưa nó thực thể hóa thời điểm, vì nó rót vào loài cá hình thái khái niệm. Sở dĩ, hắn hẳn là một con cá lớn hình thái. Vừa vặn xứng được với tâm ma sashimi cắt miếng món ăn này. Tống Thư Hàng nói. Dứt lời, hắn đưa tay tại đầu kia pháp khí trong túi co lại, đem thực thể hóa tâm ma dùng sức cầm ra. Ba ba ba. Quả nhiên là một con cá lớn bộ dáng, đuôi cá đang không ngừng vuốt hắn tựa hồ biết mình phải đối mặt vận mệnh, vùng vẫy dẫy chết. Thật đúng là cá a. Xích Tiêu kiếm tiền bối thất vọng nói. Dù sao cũng là chỉ tâm ma a, liền không thể cả cái yêu thiêu thân đi ra, để cho ta vui vẻ vui vẻ. Trong lúc đang suy tư, theo Tống Thư Hàng tay phải phát lực, cá lớn nửa người trên cũng bị một chút xíu kéo đi ra. Cái túi khẩu, một đoạn bờ eo thon xuất hiện tại mọi người trong mắt. Tống Thư Hàng cánh tay lập tức cứng đờ. Mỹ nhân ngư, Tô Thị A Thập Lục hỏi. Tống Thư Hàng nghi ngờ nói, kỳ quái, ta tại tạo hình quá trình bên trong, đưa vào khái niệm là phổ thông cá lớn hình thái, hoàn toàn không có nghĩ qua Mỹ nhân ngư cái này tuyển hạng A. Thậm chí trong đầu hắn, từ đầu tới đuôi đều không có nhớ tới qua Mỹ nhân ngư. Bạch Long tỷ tỷ suy đoán nói, loại này cấp thấp tâm ma mặc dù không có thần trí, nhưng là bọn chúng sẽ bản năng gây sự. Thân là tâm ma, hắn hẳn là sẽ chủ động tiếp thu được chung quanh sinh linh sóng tư duy động. Tiếp đó, chỉ cần tại bản năng thôi động bên dưới, bọn chúng kết hợp thiên phú của mình, liền chuyển hóa ra nhân ngư hình thái. Tựa như tắc kè hoa màu sắc tự vệ, tâm ma cũng sẽ căn cứ cảnh vật chung quanh, cải biến tự thân. Nếu như là mỹ nhân ngư hình thái, cắt miếng liền không dễ làm. Tống Thư Hàng nói đại bộ phận người bình thường, tại đối mặt ăn sinh vật hình người lúc, đều sẽ có tâm lý chướng ngại. Thật sự không đi, có lẽ phải lần nữa thử lại lấy tạo hình một lần. Dứt lời, Tống Thư Hàng dùng sức đem đầu này mỹ nhân ngư tâm ma toàn bộ từ trong túi quất ra. Hắn muốn nhìn một chút cái này tâm ma cuối cùng biến thành cái gì bộ dáng. Bờ eo thon phía trên, là tỷ lệ thu nhỏ nhân loại thân thể bất quá, có thể là tâm ma công lực không tới nơi tới chốn, hắn không thể bắt chước được nhân loại giới tính tới. Sở dĩ, thân thể này không có giới tính biểu tượng, tựa như là một khối trên ngọc thạch khắc họa ra đơn giản người thân thể hình thức ban đầu. Nhưng đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cái này tâm ma đầu. Hắn trực tiếp đem đầu của mình, biến thành bạch tiền bối đầu. Bạch tiền bối bản mỹ nhân ngư, sinh động như sinh. Ngoại trừ khí chất bên ngoài, đơn thuần bề ngoài cơ hồ không thể bắt bẻ. Tống Thư Hàng. Tô Thị A Thập Lục. Xích Tiêu kiếm. Bạch Long tỷ tỷ cười nói, cái này tâm ma dục vọng cầu sinh có thể nói là rất mạnh mẽ. Suy nghĩ kỹ một chút, lựa chọn của nó vô cùng bình thường. Ở đây nhiều nhân vật như vậy bên trong, chỉ có biến thành bạch thánh bộ dáng về sau, của nó tử vong suất có thể rơi xuống thấp nhất. Bán cho ta, Bạch Hạc chân quân nhịn không được nói, Thư Hàng, đưa nó bán cho ta. Không bán, Bạch tiền bối phân thân lên tiếng cự tuyệt. Sau đó, hắn đưa tay đối Tống Thư Hàng nói, Thư Hàng, điện thoại cho ta mượn một chút. Tống Thư Hàng đưa điện thoại di động giải tỏa, đưa cho Bạch tiền bối. Bạch tiền bối mở ra chụp ảnh công năng, đối đầu này nhân ngư Bạch liên tiếp đập mấy tấm hình. Sau đó, hắn mở ra Tống Thư Hàng phần mềm chat, đem cái này một chuỗi ảnh chụp gửi đi cho Vũ Nhu Tử. Tống Thư Hàng ở một bên toàn bộ hành trình trợn mắt hốc mồm. Làm cho người hít thở không thông thao tác. Hắn đều hoài nghi cái này Bạch tiền bối phân thân, có phải hay không nửa đường bị người đánh cháo. Rất tốt, Bạch tiền bối phân thân bình tĩnh nói, cứ như vậy, hạ cái phân thân đi ra nhất định phải chết. Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối, ngươi trạng thái thật sự không có vấn đề. Có thể hay không quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi. Không có việc gì, ta rất khỏe. Chính là năng lượng còn thừa không nhiều lắm, đầu hơi choáng váng, giống uống nhiều quá đồng dạng, nhẹ nhàng. Nhưng loại cảm giác này rất không tệ. Bạch tiền bối phân thân trả lời. Tiếp đó, hắn nắm lên đồ làm bếp dao phay, một tay đè lại mỹ nhân ngư Bạch,
một đao chém tới. Cạch, nhất đao lưỡng đoạn, mỹ nhân ngư bạch, bị chặn ngang chặt đứt. Những người khác đối mặt cái này mỹ nhân ngư bạch lúc, ra tay có lẽ sẽ do dự. Nhưng bạch tiền bối phân thân mình tuyệt đối sẽ không nương tay hắn, nhưng là liền bản thể đều muốn hố một thanh, thậm chí ngay cả kế tiếp còn không có đi ra phân thân, đều muốn hố một thanh tồn tại. Nhất đao lưỡng đoạn về sau, tâm ma còn chưa chết. Hắn bị chặt đứt nửa người trên bắt đầu điên cuồng biến hóa. Hắn biến thành Tô Thị A Thập Lục bộ dáng. Bạch tiền bối phân thân án lấy hắn, giơ tay chém xuống, bắt đầu cắt miếng. Hắn lại lập tức biến thành Vũ Nhu Tử bộ dáng. Bạch tiền bối phân thân vẫn không có nương tay. Hắn lại lần lượt biến thành Công Đức Xà Mỹ Nhân, Tạo Hóa Tiên Tử, Bạch Long, Bạch Hạc Chân Quân cùng Tống Thư Hàng bộ dáng. Nhưng không có chút nào tác dụng. Nếu như là phổ thông cá, ta cắt dậy chưa một điểm cảm giác thành tựu. Người càng là biến hóa ngàn vạn, ta cắt càng cảm giác thú vị. Bạch tiền bối phân thân lẩm bẩm nói. Đang khi nói chuyện, tâm ma nửa người trên đã bị cắt một nửa. Hắn phảng phất nghe hiểu bạch tiền bối lời nói hoặc là nói, hắn có thể thông qua tiếp thu sóng tư duy động phương thức, suy đoán ra bạch tiền bối lời nói bên trong ý tứ. Hắn lắc mình biến hóa, biến thành một đầu phổ thông loài cá hình thái. Đây là hắn một điểm cuối cùng lực lượng. Thật đúng là biến thành cá a, bạch tiền bối nói. Dứt lời, hắn đưa tay đẩy, đem cá cùng đao đều đưa cho Tống Thư Hàng, giao cho ngươi. Được Tống Thư Hàng tiếp nhận giao phay, kích hoạt ma môn chủ tâm, cũng đem ma đế làm đồ ăn kinh nghiệm cùng cảm ngộ từ trong trí nhớ lấy ra. Linh lực bao trùm giao phay, thậm chí còn có một sợi đao ý quấn quanh ở trên đao. Ma môn thạch chủ tâm uy lực toàn bộ triển khai. Đao quang bay múa, mỗi một đao thượng đều ẩn chứa đao ý, chủ tâm chi lực, không phải phổ thông cắt miếng đơn giản như vậy. Trong nháy mắt, tâm ma cá lớn bị cắt thành chỉnh tề phiến mỏng, chỉnh chỉnh tề tề bày ở trên mâm. Tâm ma, tốt. Tống Thư Hàng xoa xoa tay, lại dựa theo hà chỉ ma đế trên thực đơn nội dung, đem nước tương điều phối thỏa đáng. Xử lý dùng vật liệu đều là lần trước kho thiên kiếp thời điểm còn lại, vừa vặn phát huy được tác dụng. Tâm ma sashimi cắt miếng, đại gia muốn hay không trước nếm thử hương vị? Tống Thư Hàng dò hỏi. Lần này, đại gia không có trước tiên nhấm nháp, ngược lại là nhìn qua Tống Thư Hàng móc ra màu đen chén nhỏ. Cùng kho thiên kiếp khác biệt, cái này tâm ma sashimi. Luôn cảm giác trước tìm người tới thử cái đồ ăn, sẽ khá thỏa đáng. Dù sao cũng là tâm ma. Kho thiên kiếp tốt xấu vẫn là đi qua phức tạp trình tự làm việc xử lý, thơm ngào ngạt. Nghe cũng làm người ta chảy nước miếng. Mà cái này tâm ma là trực tiếp sinh cắt miếng. Vạn nhất ăn hết có không tốt phản ứng làm sao bây giờ? Bạch Hạc Chân Quân nói, nếu như có thể mà nói, ta cảm thấy tâm ma hun một chút sẽ càng phù hợp khẩu vị của chúng ta. Thời gian cấp bách, chúng ta không thời gian như vậy hun tâm ma. Tống Thư Hàng đáp, Tô Thị A Thập Lục, vậy chúng ta liền chờ âm ảnh lãnh chúa tiền bối tới, xem xét qua đi rồi nói sau. Tống Thư Hàng nắm lấy cái này màu đen chén nhỏ, bắt đầu triệu hoán âm ảnh lãnh chúa. Tín hiệu phát ra ngoài không lâu sau, màu đen chén nhỏ phía trên liền xuất hiện một cái thùng nước lớn nhỏ cánh cửa không gian, tối đen như mực bóng tối từ cánh cửa không gian bên trong chui ra, trong chớp mắt liền tràn đầy cả cái tâm ma động không gian. Bá Tống đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt, âm ảnh lãnh chúa lên tiếng nói. Đúng vậy, tiền bối, chúng ta lại gặp mặt, lần này triệu hoán không gian có chút ít. Tiền bối chúng ta muốn hay không ra ngoài nói chuyện. Tống Thư Hàng nói. Bị âm ảnh lãnh chúa thân thể bao trùm về sau, cả cái tâm ma động bên trong đưa tay không thấy được năm ngón, cái gì đều không nhìn thấy. Không gian hoàn toàn chính xác quá nhỏ, lần sau đạo hữu mời tại tận lực rộng lớn địa phương kêu gọi ta. Dù sao bản thể của ta phi thường khổng lồ, tiểu địa phương kẹp lấy không thoải mái. Âm ảnh lãnh chúa cười ha hả nói. Dứt lời. Nó hơn phân nửa bóng tối bắt đầu rút về cái kia cổng không gian bên trong, chỉ lộ ra bao trùm nửa cái tâm ma động thể tích. Vị này đối thiên kiếp phần món ăn tình hữu độc trung đại lão, tính cách bình dị gần gũi. Lại nói nơi này là nho gia đi, khó trách ta toàn thân cũng không được tự nhiên. Nho gia thuộc tính cùng ta tương phản, âm ảnh lãnh chúa vừa cười hỏi, lần này bá Tống đạo hữu kêu gọi ta, là lại chế tạo ra sản phẩm mới sao? Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu. Tâm ma sashimi cắt miếng, xin tiền bối đánh giá. Bất quá, ta được đến thiên kiếp thịnh yến thực đơn bên trên, thiếu khuyết lệnh tâm ma thực thể hóa khâu,
sở dĩ hương vị có thể sẽ cùng nguyên menu có chỗ khác nhau. Đạo này tâm ma sashimi cắt miếng lại là trải qua cải tiến món ăn. Âm ảnh lãnh chúa cười nói, ta thích thiên kiếp thịnh yến, càng ưa thích sáng tạo cái mới. Chỉ cần cải tiến phương hướng đúng, so với ban đầu hương vị càng tốt hơn, hoặc là có đặc sắc, ta đều ưa thích. Tống Thư Hàng đem một bàn tâm ma sashimi cắt miếng đưa lên, lại phối hợp ba phần khác biệt khẩu vị tương liệu. Âm ảnh lãnh chúa huyễn hóa ra năm cái tay cánh tay, hai cái tiếp nhận đĩa, một đầu tiếp nhận tương liệu, khác hai cái dơ dao nĩa. Tại Tống Thư Hàng đám người chú ý xuống, âm ảnh lãnh chúa nếm một mảnh tâm ma sashimi cắt miếng. Sau một lúc lâu, âm ảnh lãnh chúa phát ra hài lòng thanh âm, hừm, hương vị vượt quá dự liệu của ta, rất không tệ. Đang khi nói chuyện, hắn liền thử ba loại khẩu vị tương liệu hương vị. Tiền bối, hương vị cùng nguyên bản so ra như thế nào? Tống Thư Hàng thử hỏi, hắn muốn biết nhóm người mình thảo luận đi ra thứ 6 hào phương án hiệu quả như thế nào. Nói như thế nào đây? Hoàn toàn không thể so sánh. Âm ảnh lãnh chúa lên tiếng nói. Tống Thư Hàng, là mình chế tác quá kém sao? Bởi vì nguyên liệu nấu ăn liền hoàn toàn không giống. Âm ảnh lãnh chúa nói. Ta vừa rồi ngay tại nghi hoặc, vì cái gì các ngươi chế tác tâm ma sashimi cắt miếng sẽ có một cái tâm ma thực thể hóa khâu, nguyên lai các ngươi là trực tiếp dùng tâm ma đương nguyên liệu nấu ăn. Bá Tống đạo hữu ngươi loại thủ pháp này, ta vẫn là lần đầu tiên gặp qua. Trực tiếp rút ra tu sĩ thể nội tâm ma, sau đó đưa nó thực thể hóa, lại đem hắn cắt miếng. Nắm giữ loại kỹ thuật này, khắp thiên hạ tu sĩ chỉ sợ đều sẽ muốn cầu cạnh ngươi. Tô Thị A Thập Lục lập tức minh bạch âm ảnh lãnh chúa lời nói bên trong ý tứ, hỏi, tiền bối, nói cách khác bình thường tâm ma sashimi cắt miếng dùng nguyên vật liệu, nhất định phải là thiên kiếp trạng thái dưới tâm ma kiếp sao? Đúng, mặc dù ta không biết lúc trước vị kia sáng chế tâm ma sashimi cắt miếng đạo hữu là thế nào làm được, nhưng hắn đích thật là trực tiếp đem dưới thiên kiếp trạng thái, tu sĩ tâm ma kiếp cho phòng ấn tới. Thiên kiếp trạng thái tâm ma kiếp, tức là tâm ma cũng là thiên kiếp. Mà lại tâm ma kiếp đang sinh ra lúc, sẽ có trong nháy mắt thực thể hóa thời gian. Muốn chính là loại trạng thái này tâm ma kiếp, âm ảnh lãnh chúa chậm rãi nói. Tống Thư Hàng thất lạc nói, thất bại a. Đơn thuần bằng vào chúng ta trước đó ước định tới nói, bá Tống đạo hữu lần này là thất bại. Người chế ra cũng không phải là tâm ma kiếp sashimi cắt miếng. Bất quá, bá Tống đạo hữu người đạo này tâm ma sashimi cắt miếng ngoài ý muốn phù hợp ta khẩu vị. Sở dĩ lần này trường hợp đặc biệt, ta cùng bá Tống đạo hữu giao dịch một lần. Đương nhiên, vật phẩm giao dịch giá trị khẳng định so ra kém thiên kiếp thịnh yến. Âm ảnh lãnh chúa nói. Nói xong lúc, hắn lại ngoài định mức nhắc nhở, mặt khác, ta không đề cử bá Tống huyền thánh các ngươi trực tiếp dùng ăn trong tay mình tâm ma sashimi cắt miếng. Đây là tâm ma trực tiếp cắt miếng, trực tiếp dùng ăn đối với các ngươi thân thể không có có ích. Ăn ngon, đang khi nói chuyện. Bạch tiền bối thanh âm truyền đến. Tống Thư Hàng vội vàng quay đầu, bạch tiền bối, nhanh chờ ăn, cái này tâm ma sashimi cắt miếng không thích hợp chúng ta dùng ăn. Bạch thánh cỗ thân thể này là phân thân A, nếu như là phân thân, ngược lại là có thể thử một chút hương vị. Dù sao cũng sẽ không xúc phạm tới bản thể, âm ảnh lãnh chúa cười nói. Tống Thư Hàng nghe vậy, đại đại nhẹ nhàng thở ra. Như vậy, ba Tống huyền thánh. Ngươi có cái gì muốn đổ vật sao? Âm ảnh lãnh chúa vừa ăn, vừa nói. Đúng vậy, kỳ thật ta triệu hoán tiền bối tới, chính là có sự muốn nhờ. Tống Thư Hàng nói. Âm ảnh lãnh chúa, đạo hữu mời nói. Tiền bối có hứng thú hay không đổi một đổi thiên đế? Tống Thư Hàng hỏi. Âm ảnh lãnh chúa, cái này cũng không đồng giá a, bá Tống đạo hữu. Tuy nói thiên đế hiện tại còn không phải trạng thái hoàn chỉnh, nhưng đổi nàng. Đến tiếp sau sẽ rất phiền phức. Mà lại, ta hiện tại xuất thủ đối phó thiên đế, sẽ lộ vẻ ta lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Nếu ta thật sự muốn cùng nàng chiến một trận, cũng sẽ ở nàng khôi phục trạng thái đỉnh phong về sau. Cường giả kiêu ngạo cùng tự tin, đập vào mặt. Bất quá, làm giao dịch, ta có thể cho mượn bá Tống đạo hữu một cái thú vị đạo cụ. Nơi này là nho gia, cái này đạo cụ hẳn là có thể phát huy ra rất không tệ hiệu quả. Cái này đạo cụ phi thường chân quý, bá Tống đạo hữu sử dụng thời điểm, không cần thiết quá thô bạo. Âm ảnh lãnh chúa nói. Tống Thư Hàng, chân quý lời nói. Rất đáng tiền. Hương, đổi thành bát, cửu phẩm linh thạch, đều đủ xếp thành một gò núi nhỏ. Âm ảnh lãnh chúa trả lời.
cái kia không phải cùng công đức xà mỹ nhân Bình Thiên Quan là một cấp bậc đạo cụ bảo vật sao? Bình Thiên Quan chỉ cần năng nguyên sung túc, có thể để công đức xà mỹ nhân phát huy ra cửu phẩm cấp chiến lực. Âm ảnh lãnh chúa đưa ra một cái vòng tay, tên nó là âm ảnh thánh địa. Hắn có thể dẫn dắt ra mỗi một mảnh thổ địa bên trên cường giả lưu lại chấp niệm, đem chấp niệm chuyển hóa làm âm ảnh phụ thể. Cường giả càng mạnh, lưu lại chấp niệm càng mạnh, âm ảnh thánh địa có thể phát huy ra tới lực lượng cũng càng mạnh. Nơi này là Nho Gia, đã từng Nho Gia thánh nhân cùng 13 kiếp tiên sinh tồn chi địa, ta có thể cảm ứng được trên phiến đại địa này lưu lại chấp niệm, không có bị tiêu hao. Nếu như ngươi có thể đưa nó kích hoạt lời nói, hiệu quả tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Đây chính là âm ảnh đạo hữu đạo sao? Bạch Long tỉ tỉ lên tiếng nói. Âm ảnh lãnh chúa, dĩ nhiên không phải. Ta liền thuận miệng hỏi hỏi. Bạch Long tỉ tỉ nói. Tống Thư Hàng nắm vuốt vòng tay, vậy nếu như không thể kích hoạt trên vùng đất này chấp niệm đâu? Chỉ cần sử dụng, liền nhất định sẽ có chấp niệm bị kích hoạt. Âm ảnh lãnh chúa nói, nhưng bị kích hoạt chấp niệm mạnh bao nhiêu, liền phải xem chính ngươi. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, nhìn về phía Bạch Tiền Bối, Bạch Tiền Bối, nếu không chúng ta lại đến một quẻ. Bạch Tiền Bối phân thân xoay người lại, một mặt mê hoặc chi sắc. Mặt của hắn co quắp mặt, nhưng lại phá công. Tống Thư Hàng liền vội vàng hỏi, Bạch Tiền Bối, tình trạng của ngươi thật sự không có vấn đề. Bạch Tiền Bối vuốt vuốt huyệt thái dương, an tâm ma sashimi cắt miếng đối với ta có nhất định ảnh hưởng, thoáng có chút gây ảo ảnh hiệu quả. Thân thể ban đầu cũng bởi vì năng lượng không đủ, có chút hư. An tâm ma sashimi cắt miếng về sau, thân thể phảng phất phiêu lên đồng dạng. Vốn chỉ là thoáng có chút uống say cảm giác, hiện tại hoàn toàn là uống nhiều quá đồng dạng. Bạch Tiền Bối, ta dìu ngươi. Bạch Hạc Chân Quân thừa cơ tiến lên, đỡ lấy Bạch Tiền Bối. Rầm rầm rầm. Đúng lúc này, trong hư không truyền đến như sấm sét chấn động tiếng. Lực lượng cường đại ở trên bầu trời va chạm, đại địa phảng phất đều muốn bị lật đổ. Là Thiên Đế một phương cùng cái kia lái thay đại thúc, Kim Cương Tự Đại Sư gặp được. Bạch Long tỉ tỉ trả lời, mấy tên này, thật đúng là không kiêng nể gì cả a. Phải biết, bởi vì đương kim thiên đại biến sắp đến, cửu phẩm kiếp tiên cùng trường sinh giả, đều nhao nhao tị thế không ra. Coi như thật sự muốn ra cửa hoạt động, cũng sẽ thi triển thủ đoạn. Hoặc thế thân, hoặc phụ thể, hoặc tự phong thực lực. Mà Nho Gia trên không Thiên Đế một phương cùng lái thay đại thúc một phương, không giữ lại chút nào, toàn lực thi triển. Trực tiếp trên bầu trời Nho Gia chiến đấu, đối lái thay đại thúc cùng Kim Cương Tự Đại Sư bất lợi đi. Tống Thư Hàng nói, chiến đấu hoàn cảnh tại chuyển di, qua không được bao lâu hẳn là sẽ chuyển rời đến cái khác không gian đi. Bạch Long tỉ tỉ trả lời. Trước đó, cái kia Kim Cương Tự Đại Sư cũng đã nói, hắn am hiểu cưỡng ép chuyển di chiến đấu hoàn cảnh. Lấy cái kia thân thể mạnh mẽ lực lượng, phối toàn Kim Cương Tự Thần Thông, hoàn toàn chính xác có thể làm được cưỡng ép kề cận đối phương, vượt qua dịch chuyển không gian chiến trường. Thiên Đế bị mang đi sao? Tống Thư Hàng hỏi. Hừm, Thiên Đế khí tức biến mất, nàng khẳng định là bị trọng điểm chú ý đối tượng. Bạch Long tỉ tỉ trả lời. Sở các chủ ngốc mau, từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu chui ra, nhưng là, còn có một đạo trường sinh giả khí tức, giấu ở chỗ tối. Rất có thể là Thiên Đế an bài chuẩn bị ở sau. Năm đó Nho Gia cùng Viễn Cổ Thiên Đình, đều có được trấn áp chư thiên vạn giới thực lực. Bất quá Nho Gia kiến thiết con đường cùng Viễn Cổ Thiên Đình khác biệt. Nho Gia là thánh nhân một tay thành lập, thủ đồ đệ thụ học, bồi dưỡng được kiệt xuất 13 kiếp tiên đệ tử cùng số lớn Nho Gia tinh anh. Thiên Đế là tập hợp một đám cùng chung chí hướng trường sinh giả đồng bạn, thành lập Thiên Đình, đồng thời tuyển nhận tứ phương cường giả đến tụ. Mất đi thánh nhân về sau, tại trường sinh giả về số lượng, Nho Gia rất là ăn thiệt thòi. Thiên Đế một phương cùng lái thay đại thúc một phương đều chuyển rời đến những chiến trường khác về sau, Nho Gia ngược lại đã mất đi cường giả đứng đầu. Nếu như lúc này, ẩn giấu vị kia trường sinh giả xuất thủ, liền có thể tùy tiện mang đi tất cả Thiên Đình mảnh vỡ. Trừ phi Nho Gia cũng bố trí tương ứng chuẩn bị ở sau. Sở các chủ tiếp tục nói. Năm đó mấy lần hạo kiếp bên trong, Nho Gia 13 kiếp tiên tử thương hơn phân nửa. Nói cách khác, còn có một bộ phận chỉ là mất tích, còn sống ở thế. Kiếp tiên không dễ dàng như vậy hoàn toàn chết đi. Nếu là có như vậy 3-4 còn sống ở thế, dựa vào lúc trước thánh nhân tọa hạ 13 kiếp tiên thiên phú và tư chất,
có rất lớn hy vọng trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua bước ra chính mình đạo, chen người trường sinh giả hàng ngũ. Nếu là lúc trước 13 kiếp tiên bên trong còn có đệ tử giấu ở chỗ tối, cũng không cần lo lắng thiên đình tập kích. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút nói, ta để Hằng Hỏa tiền bối rút phái nhân thủ tới, chúng ta dành thời gian, đem thiên đình mảnh vỡ chuyển rời đến Kim Liên thế giới đi. Có thể vận bao nhiêu liền vận bao nhiêu. Chỉ cần đi vào Kim Liên thế giới, liền xem như thiên đế muốn đoạt về thiên đình mảnh vỡ cũng không có dễ dàng như vậy. Hắn thật nhanh cho Hằng Hỏa tiền bối phát cái tin tức. Càng là thời khắc cuối cùng, liền càng phải dành thời gian, dành giật từng giây. Mặt khác, ta còn trong còn có cái tin tức xấu phải nói cho ngươi. Sở các chủ chậm rãi nói, sở phát tới tín hiệu, vừa rồi chạy đi cái kia tà ma hùng cùng nó một bộ phận đồng bạn, mặc dù bị nàng đặt tại bích thủy các không gian bên trong treo lên đánh. Nhưng tà ma hùng còn có mấy người đồng bạn, dẫn theo một nhóm cửu u tà ma, chính hướng nho ra vị trí chạy đến. Người suy thời điểm. Uống nước đều nhét kẽ răng. Tống Thư Hàng sờ lên trong mắt mình thánh nhân chi nhãn, nhìn về phía âm ảnh lãnh chúa, tiền bối, cái này âm ảnh thánh địa muốn làm sao kích hoạt sử dụng. Đưa vào linh lực là đủ. Mặt khác, nếu như thời gian sung túc, người có thể tại nho ra tìm khối chấp niệm lớn nhất địa phương, lại mở ra âm ảnh thánh địa, tốt nhất tại mở ra trước, làm tiếp điểm có thể tăng cường vận khí nghi thức cái gì. Âm ảnh lãnh chúa trả lời. Dạng này có thể phát huy ra mạnh nhất hiệu quả. Tống Thư Hàng hỏi. Âm ảnh lãnh chúa, hoặc nhiều hoặc ít luôn có thể có chút dùng, đặc biệt là mặt tương đối đen người, bao nhiêu có thể tăng cường một chút may mắn. Tống Thư Hàng thở dài, hy vọng bản thân thánh nhân chi nhãn, có thể tăng cường một chút chấp niệm hiệu quả, đối thiên đế sự tình, muốn trước để qua một bên. Âm ảnh thánh địa nếu như có thể phát huy tác dụng, muốn đem uy năng của nó giữ lại, chiêu đãi cửu u tà ma. Bá Tống Hào, từ Bá Tống Hào, thu đến xin trả lời. Cái này lúc, mặt trời nhỏ ngươi mau lên T233 Hào giọng nói điện tử tại Tống Thư Hàng vang lên bên tai. Bất quá tín hiệu tựa hồ có chút quấy nhiễu, không rõ ràng lắm. Ta tại, Tống Thư Hàng trả lời. Mặt trời nhỏ, Bá Tống Hào, phía dưới là ta chủ hỏi thăm, ngươi bây giờ ở đâu cái vị trí? Ta tại nho ra ngốc đây, Tống Thư Hàng trả lời. Từ quả nhiên, xin chú ý an toàn, nho ra tín hiệu bị quấy rầy. Mặt trời nhỏ nói, mặt khác, béo cầu chúa tể chính tiến về hiện thế trên đường, mời chuẩn bị tâm lý thật tốt. Béo cầu đại lão cũng phải tới, hắn không phải còn muốn một chút thời gian sao? Tống Thư Hàng hỏi. Mặt trời nhỏ, đọc đến trong tình báo, béo cầu chúa tể tiếp thu được cấp dưới tình báo, cải biến hành trình, tình báo dính đến nho ra. Xin chú ý an toàn. Chẳng lẽ là tà ma hùng nguyên nhân? Tống Thư Hàng lập tức bó tay toàn tập. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, béo cầu đại lão có bạch tiền bối chằm chằm vào. Mặc dù nó tính nguy hiểm là Tống Thư Hàng trước mắt không muốn nhất gặp gỡ đối tượng bên trong cao nhất, nhưng bởi vì bạch tiền bối không cho béo cầu đại lão ủy lớn hiếp nhỏ nguyên nhân, béo cầu đại lão đối Tống Thư Hàng trực tiếp uy hiếp đẳng cấp ngược lại không cao như vậy. Sở các chủ, nghĩ biện pháp thông báo một chút sở, để cho nàng chú ý một chút. Tà ma hùng lão đại đăng tràng, uy hiếp chỉ số phá trần. Tống Thư Hàng nhắc nhở. Luôn cảm giác, hôm nay phi thường không an toàn. Hắn cúi đầu nhìn qua âm ảnh thánh địa, lại sờ lên bản thân thánh nhân chi nhãn, trong đầu của hắn, hiển hiện một cái to gan suy nghĩ. Nho ra mảnh đất này trên mặt, có hay không thánh nhân chấp niệm? Nếu như có, vậy có hay không biện pháp, đem thánh nhân chấp niệm dẫn ra ngoài? Tỷ như tại nho ra thánh nhân chấp niệm tương đối sâu địa phương. Ném một cái vân tước tử tiền bối đầu. Tốt nhất lại đem tạo hóa tiên tử tăng thêm đụng số lượng. Cứ như vậy, có thể hay không một hơi dẫn bạo thánh nhân chấp niệm, thu hoạch được đột xuất lực lượng. Nếu như cái này to gan giả thiết có thể thực hiện, chỉ cần thánh nhân lực lượng tiếp tục thời gian sẽ không quá ngắn, dựa vào thánh nhân cái kia chấn áp đương thời lực lượng, tại trận này sắp xảy ra đại hỗn loạn bên trong. Nói không chừng có thể tạo được giải quyết dứt khoát hiệu quả. Nghĩ tới đây, Tống Thư Hàng lại hỏi, đúng rồi, âm ảnh lãnh chúa tiền bối, cái này âm ảnh thánh địa kích hoạt về sau, tiếp tục thời gian, có thể dài bao nhiêu? Nhìn ngươi kích hoạt đi ra chấp niệm số lượng có bao nhiêu, chấp niệm khối lượng tương đương âm ảnh thánh địa kích hoạt sau có thể phát huy ra tới lực lượng cường độ. Mà giống nhau khối lượng bên dưới, chấp niệm số lượng tương đương âm ảnh thánh địa kích hoạt sau có thể kéo dài thời gian. Âm ảnh lãnh chúa trả lời. Ta hiểu được,
ta lập tức tại Nho Gia địa bàn dạo chơi, nhìn xem nơi nào chấp niệm sâu nhất. Tống Thư Hàng gật đầu nói. Cửu U Tà Ma, Thiên Đế, Béo Cầu Đại Lão một cái tiếp một cái xuất hiện, tại Béo Cầu Đại Lão đăng tràng trước đó, hắn tốt nhất làm tốt kích hoạt chấp niệm chuẩn bị. Tô Thị A Thập Lục nhắc nhở, Thư Hàng, người biết làm sao cảm ứng chấp niệm sao? Tống Thư Hàng nắm Âm Ảnh Thánh Địa tay cứng đờ đúng a, chấp niệm loại vật này, muốn làm sao cảm ứng? Hắn quay đầu nhìn về Âm Ảnh Lãnh Chúa, tiền bối, chấp niệm muốn làm sao cảm ứng? Phương án có mấy cái? Thứ nhất, căn cứ lịch sử ghi chép đến suy đoán. Nếu như người muốn triệu hoán một vị đại nhân vật nào đó thời điểm, có thể thông qua lịch sử ghi chép đi thăm dò tìm, chỗ kia là hắn ngốc dài nhất vị trí, chỗ kia đã từng phát sinh qua đại nhân vật nhân sinh sự kiện lớn. Thông qua cái phương án này có thể tiến hành phỏng đoán đại nhân vật chấp niệm chi địa. Bất quá cái phương án này, chỉ có thể suy đoán ra vị trí đại khái, mà lại. Lịch sử loại vật này là người ghi lại, tổng là dễ dàng xuất hiện sai lầm. Âm Ảnh Lãnh Chúa nói. Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, còn có cái khác phương án sao? Phương án 2, đi tìm một cái trời sinh có cảm ứng chấp niệm thiên phú người, mời hắn xuất thủ tương trợ. Âm Ảnh Lãnh Chúa nói. Tống Thư Hàng. Phương án 3, ta chỗ này có một bộ chấp niệm chân thị chi nhãn pháp thuật. Thông qua hắn, chấp niệm trong mắt ngươi sẽ giống như hỏa diễm. Hỏa diễm càng nhiều, thế lửa càng mạnh mẽ địa phương, chính là chấp niệm sâu nhất, số lượng nhiều nhất địa phương. Âm Ảnh Lãnh Chúa nói. Tống Thư Hàng con mắt lập tức đều sáng. Công pháp này tốt hoa. Nhưng là, đây là ta độc môn bí pháp, không truyền ra ngoài. Âm Ảnh Lãnh Chúa lại bổ sung, ánh mắt ngươi lại sáng cũng vô dụng. Tống Thư Hàng. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, Âm Ảnh Lãnh Chúa đạo hữu, thu con nuôi không? Âm Ảnh Lãnh Chúa quả quyết trả lời, không thu. Xích Tiêu Kiếm tiền bối đối Tống Thư Hàng nói, không đùa, ta có thể giúp ngươi chỉ có nhiều như vậy. Nói cách khác, ta chỉ có thể dùng phương án 1. Tống Thư Hàng thở dài. Kỳ thật còn có một cái khả năng. Bạch tiền bối phân thân lên tiếng nói, Âm Ảnh đạo hữu ngươi có thời gian hay không, trợ giúp chúng ta nhìn một chút Nho Gia bên trong, nơi nào chấp niệm chi hỏa thiêu đốt thịnh vượng nhất. Số lượng nhiều nhất. Âm Ảnh Lãnh Chúa đang cấp Tống Thư Hàng bảo vật về sau, còn không có về Âm Ảnh giới đi, mà là lưu tại nguyên địa xem kịch. Cứ như vậy, nói không chừng hắn sẽ ra tay tương trợ. Dù sao cũng chính là hỏi một chút sự tình. Hỏi nhiều một câu lại không muốn tiền. Không có vấn đề, nhấc tay chi lao. Âm Ảnh Lãnh Chúa vui a nói, đồng thời hắn lại đối Tống Thư Hàng nói, bá Tống đạo hữu, suy nghĩ của ngươi còn chưa đủ sinh động, da mặt còn chưa đủ dày. Đừng, da mặt của hắn hiện tại độ dày vừa vặn. Tư duy lời nói cũng không phải không đủ sinh động, chỉ là đối mặt giống như ngươi đại tiền bối lúc khả năng có chút không thả ra. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm vội vàng kêu lên. Trên thực tế, Tống Thư Hàng phương thức tư duy đã cùng Cửu Châu Nhất Hào quần đồng bộ, khiêu thoát, nhanh nhẹn vô cùng. Cùng hắn nói chuyện trời đất, có đôi khi trò chuyện một chút, chủ đề cũng không biết nhảy đến đi đâu rồi. Lại tiến hóa đi xuống, suy nghĩ của hắn phương thức đến biến thành Bạch Thánh hoặc là Vũ Nhu Tử cấp bậc kia, ứng phó sẽ rất lãng phí tế bào não. Là ta quá có tiền bối uy nghiêm sao? Ta cảm giác ta vẫn là rất hòa ái. Âm Ảnh Lãnh Chúa nghi ngờ nói. Tâm Ma Xích Tiêu Kiếm, chính là bởi vì ngươi rất hòa ái, sở dĩ bá Tống mới có thể ăn ngươi một bộ này. Nếu như là đối địch trường sinh giả đại lão, bá Tống Hào đã sớm giống bọ chết đồng dạng nhảy tới đỗi, hoàn toàn không có không thả ra loại tình huống này. Ăn mềm không ăn cứng, ta thích bá Tống đạo hữu tính cách của ngươi, bởi vì ta tương đối mềm, tính cách cùng thân thể đều mềm. Âm Ảnh Lãnh Chúa cười ha ha một tiếng nói, ta đi cấp ngươi nhìn một chút nơi nào chấp niệm nhất bạo. Thích hợp nhất người triệu hoán chấp niệm. Dứt lời, Âm Ảnh Lãnh Chúa một bộ phân thân thể bay ra Tâm Ma Động, tế lên chấp niệm chân thị chi nhãn tại Nho Gia phạm vi bên trong dò xét một vòng. Tìm được, chấp niệm chi hỏa thiêu đốt thịnh vượng nhất chỗ, Nho Gia đông phương khu vực biên giới, một cái khe nứt lớn bên trong rất ngoài dự liệu vị trí, ta vốn cho rằng Nho Gia bên trong chấp niệm chi hỏa lớn nhất vị trí lại ở 13 kiếp tiên tượng hoặc là thánh nhân chỗ ở cũ vị trí. Không nghĩ tới lại ở như thế cái biên giới vị trí. Âm Ảnh Lãnh Chúa lên tiếng nói. Đông phương khu vực biên giới, khe nứt lớn. Tạ ơn tiền bối, ta lập tức đi qua. Tống Thư Hàng trả lời. Không có vấn đề, mặt khác, cái này mấy đạo tâm ma sashimi cắt miếng các ngươi không ăn, ta liền ăn hết.
Âm ảnh lãnh chúa lên tiếng nói. Đạo hữu tùy ý, Bạch tiền bối phân thân nói, dù sao ta cũng không ăn được. Âm ảnh lãnh chúa lưu lại nguyên nhân lớn nhất, không phải là bởi vì coi trọng cái này mấy đạo tâm ma sashimi cắt miếng đi. Tống Thư Hàng ngự đao phi hành, bằng nhanh nhất tốc độ chạy tới nho ra đông phương vị trí khe nứt lớn. Tô Thị A Thập Lục, Bạch tiền bối, Bạch Hạc chân quân theo sát phía sau. Mấy người rất nhanh rơi xuống khe nứt lớn trên không. Cái này khe nứt, nhìn tựa như là bị người một đao hoặc là một chưởng chém ra đến giống như. Tô Thị A Thập Lục cúi đầu nói. Tống Thư Hàng, có lẽ là thánh nhân cùng người thời điểm chiến đấu dấu vết lưu lại a. Bất quá, cùng thánh nhân chiến đấu đến cùng là vị nào, sẽ lệnh thánh nhân nơi này lưu lại cường đại như vậy chấp niệm. Ngươi chuẩn bị làm sao kích hoạt chấp niệm? Bạch tiền bối hỏi. Tống Thư Hàng, Bạch tiền bối ngươi đến lúc đó, đứng ở bên cạnh ta ủng hộ ta, Bạch Long tỷ tỷ và A Thập Lục chú ý, một hồi có thể sẽ có tai nạn cự quy đăng tràng. Không có vấn đề, A Thập Lục nói. Tống Thư Hàng hít sâu, quay người đối Bạch tiền bối nói lẩm bẩm. Sau khi đọc xong, hắn từ hạch tâm thế giới bên trong móc ra một cái không quá hoàn chỉnh vân tước tử tiền bối đầu. Tạo hóa tiên tử ôm cái này vân tước tử đầu, ấn lấy Tống Thư Hàng phân phó, đi vào khe nứt lớn trung tâm. Bạch Hạc chân quân. Vì cái gì Tống Thư Hàng trong tay sẽ có vân tước tử tiền bối đầu? Theo vân tước tử đầu hiện thân lúc, cái này khe nứt lớn bên trong, nhiệt độ đột nhiên tăng lên. Là chấp niệm bị dẫn dắt đã tới sao? Nổ tung đi, thánh nhân chấp niệm. Tống Thư Hàng thừa cơ, bắt đầu kích hoạt âm ảnh thánh địa. Tâm ma động bên trong. Âm ảnh lãnh chúa bộ phận thân thể, ngưng tụ ra một tôn sáu tay nhân loại hình thái, ngồi ở tâm ma động cửa hang. Hắn sáu cánh tay bên trong, bưng lấy cái kia bàn tâm ma sashimi cắt miếng, tinh tế nhấm nháp. Tại Tống Thư Hàng kích hoạt chấp niệm đồng thời, âm ảnh lãnh chúa ngẩng đầu lên nhìn về phía khe nứt lớn vị trí. Thật cường đại chấp niệm, mà lại bị một hơi kích hoạt, không hổ là thiên niên đệ nhất thánh bá Tống Huyền Thánh, thủ đoạn phi thường lợi hại. Bất quá, cường đại như vậy chấp niệm mang tới lực lượng, cũng không phải bình thường bát phẩm huyền thánh thân thể có thể tiếp nhận. Ta trước đó liền nhắc nhở qua hắn, hắn hẳn là có thể chú ý tới a. Ta đều trọng điểm nhắc nhở, thân thể của ta rất mềm nhũn. Thân là thiên niên đệ nhất thánh, điểm ấy ngộ tính hẳn là phải có. Âm ảnh lãnh chúa dùng cái xiên cuốn lên một mảnh sashimi, trực tiếp rót tương liệu, nhét vào trong miệng, nhai kỹ nuốt chậm. Mặc dù không phải tâm ma kiếp sashimi, nhưng đạo này tâm ma sashimi càng thêm nguyên tư nguyên vị, càng thêm mới mẻ. Nếu như tương lai bá Tống Huyền Thánh có biện pháp đem bên trong tâm ma cắt miếng đối tu sĩ ảnh hưởng xấu bên trong xử lý, vậy cái này chính là một đạo so tâm ma kiếp sashimi càng khỏe mạnh thiên hào. Hy vọng bá Tống Huyền Thánh tại tiên trù một đạo bên trên, có thể nâng cao một bước. Bất kể là kho thiên kiếp vẫn là tâm ma kiếp sashimi trong tay hắn đều sinh ra dị biến, hắn tại xử lý thiên kiếp rất có thiên phú. Một bên khác, khe nứt lớn bên trong. Mặc dù không nhìn thấy chấp niệm, nhưng Tống Thư Hàng có thể cảm giác đến, khe nứt lớn bên trong nhiệt độ càng ngày càng cao, muốn đến hẳn là nho ra thánh nhân chấp niệm chi hỏa bắt đầu bạo tạc nguyên nhân. Hắn bắt đầu kích hoạt âm ảnh thánh địa pháp khí, tạo hóa tiên tử, trở về. Tai nạn cự quy muốn xuất hiện. Tạo hóa tiên tử buông xuống vân tước tử đầu về sau, hai tay giơ cao đến đỉnh đầu, mũi chân kiếng, một đường nhảy thiên nga vũ về tới Tống Thư Hàng bên người. Dáng múa yêu mỹ, cảnh đẹp ý vui, toàn trường tốt nhất. Ngay tại tạo hóa tiên tử thân hình rời đi trong nháy mắt, trong hư không có một trương miệng rộng đột nhiên mở ra, một thanh đem vân tước tử đầu nuốt xuống. Nuốt vào vân tước tử đầu về sau, cái này miệng rộng đột nhiên dừng lại một chút. Gõ ngươi, lại là ngươi, bá Tống Huyền Thánh. Lần trước hố ta cùng ba ba bị xúc tu quái truy sát vài ngày. Hôm nay ngươi lại muốn lừa ta. Tai nạn cự quy phát ra thanh âm tức giận, ta phải gọi ba ba đánh cứt ngươi. Tống Thư Hàng. Vọng Thiên, lại là ngươi sao? Lần trước thoát xác quy tỷ tỷ. Vì cái gì gần nhất, vô luận ta tại vị trí nào ném ra vân tước tử tiền bối linh kiện, đều là ngươi đăng tràng a. Muốn hay không có duyên như vậy? Mặt khác, cái này quy tỷ tỷ ba ba phi thường mạnh mẽ, rất có thể là trường sinh giả cấp bậc tồn tại. Hiện tại nho ra loạn thành một bầy, nếu như vị này quy tỷ tỷ ba ba lại cắm một cước. Loạn càng thêm loạn, Tống Thư Hàng cảm giác mình đầu đều muốn bạo chết. Hiểu lầm, Tống Thư Hàng kêu lên, lần này ta không hố ngươi,
tin tưởng ta. Ngươi thu về Vân Tước Tử tiền bối đầu liền có thể rời đi, ta lần này muốn triệu hoán chính là những vật khác. Trên thế giới này không có hiểu lầm, chỉ có ác duyên. Hôm nay cha ta nhất định phải đem ngươi cứt đều đánh ra đến ra đi, ba ba. Tai nạn cự quy tiểu thư, hét lớn. Nữ nhi ngoan, chờ một chút, ba ba sau 20 phút đến, à không, có thể muốn nửa giờ. Trong hư không, một thanh âm vang lên, ngươi trước tránh một chút, ba ba và mụ mụ vì ngươi tạo một cái khả ái đệ đệ đi ra. Nửa giờ sau, ba ba chủ trì công đạo cho ngươi. Tai nạn cự quy tiểu thư. Tốt xấu hổ, thanh âm này ở đây tất cả mọi người nghe được. Tất cả mọi người biết ba ba của nàng cùng mụ mụ tại chế tạo tiểu quy. Ngươi chờ, bá tống huyền thánh. Nửa giờ sau, cha ta nhất định phải đi ra đem ngươi cứt đều đánh ra tới. Tai nạn cự quy tiểu thư nghiến răng nghiến lợi nói. Dứt lời, thân hình của nàng tan biến tại trong hư không. Ngươi thật đúng là cái nghiệp chướng nặng nề nam nhân a, bá tống. Đây chính là vị quy tiểu thư, tâm ma xích tiêu kiếm cười quái dị nói. Tống thư hàng. Hắn nhịn không được tay nhấn một cái, ba phát liên tục dưỡng đao thuật rơi vào tâm ma xích tiêu kiếm trên người. A ôi trao sảng khoái thoải mái xong, xích tiêu kiếm tiền bối phân tích nói, kỳ thật, nửa giờ sau, nếu như tai nạn cự quy ba ba tới, nói không chừng là chuyện tốt. Đến lúc đó, cửu u tà ma, thiên đình cường giả, thiên đế, còn có tà ma nhóm lão đại nhao nhao đăng tràng, đến lúc đó chính là một trận hỗn chiến. Đến lúc đó, tai nạn cự quy ba ba tới, bị cuốn vào đến hỗn chiến bên trong, ngược lại càng có ý tứ. Có đạo lý, Bạch Long tỷ tỷ nói, đến lúc đó, nếu như ba của nàng thật sự tới, chúng ta chỉ cần lược thi tiểu kế, liền có thể đưa nó kéo vào trong cuộc chiến tới. Bạch tiền bối phân thân, âm ảnh thánh địa pháp khí, kích hoạt thành công không? Muốn tới, Tống Thư Hàng giơ cao âm ảnh thánh địa vòng tay. Hắn có thể cảm giác đến. Âm ảnh thánh địa đã thành công cùng khe nứt lớn bên trong chấp niệm sinh ra cộng minh, đang đem cái này khổng lồ chấp niệm chuyển hóa làm bóng tối chi thân. Sơ cao lên âm ảnh thánh địa đồng thời, Tống Thư Hàng tay trượt đi, ba phát liên tục dưỡng đao thuật trượt tại âm ảnh thánh địa trên người có thể là vừa rồi cho xích tiêu kiếm tiền bối dùng dưỡng đao thuật nguyên nhân, tay quá nóng, không cẩn thận, tay liền không tự chủ được trượt. Ong ong ong, âm ảnh thánh địa hưng phấn chấn động, ba phát dưỡng đao thuật xuống dưới về sau. Hắn công suất toàn bộ triển khai. Sau một khắc, cả cái khe nứt lớn bên trong chấp niệm hoàn toàn bị điều động. Quả nhiên hữu hiệu, Tống Thư Hàng trong lòng vui vẻ, rất muốn lại đối âm ảnh thánh địa đến một phát dưỡng đao thuật. Tốt ở lúc mấu chốt, lý tính chiếm cứ thượng phong âm ảnh thánh địa là rất vật chân quý, không thể thô bạo sử dụng nó. Nếu như nó bị hỏng, hắn không đền nổi. Không đền nổi. Ba chữ này, lập tức để Tống Thư Hàng tỉnh táo lại. Hoa, âm ảnh thánh địa trên thân, phát ra thanh âm của sóng biển. Sau một khắc, chấp niệm bóng tối chi thân, ngưng tụ thành công. Trong hư không, có một đạo bóng tối hiển hiện, thân ảnh kia vừa hiện thân lúc, già thiên cái địa, trực tiếp đem trọn cái nho ra bầu trời bao phủ. Cái này, không giống như là thánh nhân a, Bạch Long tỷ tỷ nói. Nàng mặc dù không có thấy tận mắt nho ra thánh nhân, nhưng ít ra biết, nho ra thánh nhân là nhân loại. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, không phải thánh nhân, đó là ai? Tế lên Vân Tước Tử tiền bối đầu, kèm theo tạo hóa tiên tử, dạng này triệu hoán đi ra lại nhưng không phải thánh nhân. Vừa dứt lời, trong hư không cái kia bóng tối như là tiến vào cái phễu đồng dạng, nhanh chóng để lọt vào đến Tống Thư Hàng thể nội. Nhưng bởi vì bóng ma này quá mức khổng lồ, quá trình này tiếp tục thời gian thoáng hơi dài. 5 phút sau, còn không kết thúc. Tống Thư Hàng cảm giác mình thân thể, phảng phất muốn hòa tan, thậm chí muốn trái lại bị cái này bóng tối lực lượng đồng hóa. Đồng thời, theo cái này bóng tối không ngừng nhập thể, có tin tức, phù hiện ở đầu óc hắn, để hắn có thể biết bản thân triệu hoán ra ai chấp niệm. Đó là thuộc về bất diệt chi chủ lực lượng. Bất diệt chi chủ, đó là thái cổ thời đại liền đản sinh kinh khủng tồn tại. Tại thái cổ thời kỳ, bất diệt chi chủ ý đồ tiếp xúc vượt qua hắn lý giải chân lý. Xa vào đến vĩnh hằng ngủ mê bên trong. Nhưng ở bất diệt chi chủ ngủ say thời khắc, nó ma niệm hóa thành xúc tu, thay thế ý chí của hắn hành động, thăm dò cái kia vĩnh hằng pháp tắc. Xác nhận một lần, vị này bất diệt chi chủ, Tống Thư Hàng đổi qua. Hiện tại hảo chết không chết, lại nhưng đem vị này chấp niệm hóa thành triệu hoán bóng tối đi ra, Tống Thư Hàng có loại dự cảm không tốt.
Muốn xong, từ khi ngày hôm qua Trung Cát không có về sau, hôm nay tất cả ác duyên đều lên cửa. Phải chết, phải chết, phải chết. Khó trách ta tế ra Vân Tước Tử tiền bối linh kiện, lại đưa nó chấp niệm kích hoạt. Bất diệt chi chủ đối với bất hủ truy cầu cùng chấp niệm, không thua tại thánh nhân đối Vân Tước Tử tiền bối chấp niệm. Bi kịch, Liên Bạch tiền bối ở bên người phù hộ, đều không thể ngăn cản ta hôm nay vận rủi, ta hôm nay phải có nhiều bất hạnh a. Tống Thư Hàng lá gan đau quá. Trong hư không bất diệt chi chủ chấp niệm biến thành bóng tối, còn tại liên tục không ngừng rót vào Tống Thư Hàng thân thể, tiếp tục như vậy nữa không đợi âm ảnh thánh địa vòng tay phát huy công hiệu, hắn liền phải bị chấp niệm bóng tối lực lượng no bạo. Nếu như là dưới tình huống bình thường, triệu hoán đi ra chấp niệm bóng tối lực lượng quá mức cường đại, sắp bạo thể lúc, Tống Thư Hàng sẽ trực tiếp mở ra ngụy bất hủ sương mù hình thức. Nhưng là, lần này triệu hoán đi ra chính là bất diệt chi chủ chấp niệm bóng tối, hắn đối bất hủ chấp niệm, Tống Thư Hàng đã lĩnh giáo qua một lần. Không muốn lại lĩnh giáo lần thứ hai. Sở dĩ, không đến cuối cùng một bước, bị bất đắc dĩ tình huống bên dưới, tốt nhất đừng tiến vào ngụy bất hủ sương mù hình thức, miễn cho trực tiếp dẫn tới bất diệt chi chủ ma niệm ác quỷ đầu, để nguyên bản loạn thành một bầy nho ra biến phiền toái hơn. Nghĩ tới đây, không chỉ có là lá gan, liền dạ dày cũng bắt đầu co rút đau đớn. Sau thắt lưng, tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối lớn tiếng khích lệ nói, chịu đựng, Tống Thư Hàng, người nhất định có thể làm, tin tưởng mình. Tống Thư Hàng cắn răng, vận chuyển tam đại công pháp tôi luyện thân thể, gượng chống ở chấp niệm bóng tối lực lượng. Thánh viên tay nâng nho ra kinh văn, cao giọng ngâm tụng, đen kịt biến dị cương thủ đem Tống Thư Hàng biến thành ra đen Tống Thư Hàng. Tam đại công pháp tôi luyện thân thể một vận chuyển, chấp niệm bóng tối áp lực lập tức biến nhẹ đi nhiều. Cái này lúc, công đức xà mỹ nhân toát ra, nàng đột nhiên cao giọng hát nói, tin tưởng mình, o người đem thắng được thắng lợi, sáng tạo kỳ tích tin tưởng mình, o. Bài hát này âm thanh bên trong o phi thường ma tính, Tống Thư Hàng kém chút liền theo hát đi ra. Nhưng công đức xà mỹ nhân hát hai câu về sau, liền ngừng lại. Ra một chút liền tốt. Chân chính đến sống chết trước mắt, tiên tử tổng là ngoài ý muốn đáng tin. Nàng đưa tay đặt tại Tống Thư Hàng trên thân thể, vận chuyển thế gian song toàn pháp công đức thuật, vô thượng công đức chi lực làm dịu Tống Thư Hàng nhục thân áp lực. Tâm ma xích tiêu kiếm treo ở Tống Thư Hàng sau thắt lưng, hắn không cách nào giống công đức xà mỹ nhân như thế làm dịu Tống Thư Hàng nhục thân áp lực, hắn có thể làm chính là đem Tống Thư Hàng trên người tiết ra ngoài đi ra chấp niệm bóng tối lực lượng. Hấp thu tồn trữ chỉ cần góp nhặt đầy đủ năng lượng khổng lồ, hắn cũng có thể giống bản thể đồng dạng, hiệp trợ Tống Thư Hàng chém ra phần thiên hỏa diễm đao. Đồng thời, hắn ngoài miệng nói bổ sung, coi như ngươi muốn chết, cũng phải chết giống như pháo hoa sán lạn. Là sinh như hạ hoa chi chói lọi, chết như thu diệp chi tĩnh mỹ. Sở các chủ ngốc mau chậm rãi nói, đồng thời nàng ngốc mau nhẹ nhàng đong đưa, đồng dạng trong bóng tối thay Tống Thư Hàng khơi thông quán thể lực lượng. Đừng cho ta cắm cờ, các tiền bối. Tống Thư Hàng cả người tiến vào tụ lực tư thế, tóc từng cây đứng đấy, vô cùng to lớn linh lực quấn quanh tại hắn quanh thân, bất diệt chi chủ lực lượng bên trong cái kia cổ lão, tang thương khí tức hướng bốn phương tám hướng khuếch trương. Bên cạnh hắn tất cả mọi người, đều mơ hồ từ nơi này cổ lão lực lượng ở bên trong lấy được một số tin tức, lòng có cảm giác. Trường sinh giả lực lượng, chỉ cần dùng tâm đi thể nghiệm, đều có thể mang cho người ta rất nhiều lĩnh ngộ. Đặc biệt là bất diệt chi chủ loại này thái cổ liền tồn tại, mà lại tiếp xúc qua cấm kỵ lực lượng tồn tại. A, lực lượng này cảm giác rất quen thuộc a. Bạch tiền bối phân thân lên tiếng nói. Tống Thư Hàng liên tục gật đầu, quen, đặc biệt quen. Chúng ta tuần trước tại Điền Thiên Đảo đổi qua hắn, bất diệt chi chủ lực lượng, nó từng sợi ma niệm hóa thành một từng cái ác quỷ đầu, nó chấp niệm hóa thành xúc tu. Bất quá phần lớn ác quỷ đầu đều tại tạo hóa tiền bối trong tiếng ca bị hát sập. Mà cái kia bất diệt chi chủ chấp niệm thì bị tai nạn cự quy cha con dẫn dắt rời đi. Há, là hắn a? Bạch tiền bối rốt cục kịp phản ứng. Bất diệt chi chủ bản thể một mực đang ngủ say, nó ma niệm cùng chấp niệm thay thế hắn siêu tập chư thiên vạn giới bên trong liên quan tới bất hủ tin tức. Kết quả, năm đó bọn chúng xâm nhập hiện thế truy tìm Vân Tước Tử lúc, bị nho ra thánh nhân treo lên đánh một lần. Thánh nhân còn để lại rất nhiều chuẩn bị ở sau. Trong đó có chuyên môn khắc chế bất diệt chi chủ ma niệm tạo hóa pháp phương giọng hát. Tống tiền bối, ngươi, rách ra, cái này lúc, da đen Vũ Nhu Tử lên tiếng nhắc nhở. Tống Thư Hàng, ta thấy được, Vũ Nhu Tử.
chỉ thấy Tống Thư Hàng cương thủ trên thân thể, xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết rách. Lão đau đớn, quả nhiên vẫn là không chịu đựng nổi, tiếp tục như vậy nữa, thân thể sớm muộn muốn bạo tạc. Tống Thư Hàng vung tay lên một cái, mở ra hạch tâm thế giới, nói, tất cả mọi người tiến ta hạch tâm thế giới tránh né một chút. Bạch tiền bối, có biện pháp nào không đem ta trực tiếp truyền tống đến vắng vẻ địa phương không người, ta muốn mở ra sương mù hình thức đánh cược một lần. Chờ một chút, đừng vội, bạch tiền bối phân thân nói. Sau đó, hắn dìu lên rộng thùng thình tay áo, lộ ra trắng noãn cánh tay. Tại bạch tiền bối phân thân trên cánh tay, có một cái giống tiểu xà đồng dạng hình xăm đồ án. Bạch tiền bối đưa tay bắt lấy cái này hình xăm, dùng sức nhếch lên, hình xăm liền bị bóc xuống dưới. Hắn đưa tay bắt lấy cái này hình xăm đồ án nhẹ nhàng lắc một cái, hình xăm đón gió vừa tăng, biến thành một đầu dây thường dài. Bạch tiền bối phân thân nắm lấy dây thường dài hai đầu, thuần thục tới một đoạn ngắn tốn thức nhảy dây. Bất diệt chi chủ ma niệm hóa thân, Tống Thư Hàng rốt cục nhớ tới đây là vật gì. Đây chính là lần trước Điền Thiên Đảo thượng lúc, lặng lẽ ký sinh tại Tống Thư Hàng thể nội bất diệt chi chủ ma niệm. Về sau bị bạch tiền bối hóa thân rút ra, trực tiếp từ ba trạng thái đập thành, biến thành một đầu dây thường dài. Đúng, chính là hắn, bạch tiền bối phân thân nói. Ta đưa nó dán tại trên tay mấy ngày nay, đưa nó triệt để từ trong ra ngoài tịnh hóa một lần, hiện tại hắn mặc dù trên bản chất vẫn là bất diệt chi chủ ma niệm, nhưng quyền sở hữu đã thuộc về ta. Dứt lời, bạch tiền bối phân thân dùng sức hất lên, đem đầu này bất diệt chi chủ ma niệm vung ra Tống Thư Hàng trên người. Ma niệm tựa như trưởng rắn đồng dạng, quấn quanh ở Tống Thư Hàng trên cổ. Hắn sẽ không lại phải chui vào trong thân thể của ta a. Tống Thư Hàng đối con hàng này có bóng ma tâm lý. Bạch tiền bối nói, yên tâm đi, sẽ không như thế phiền phức. Chỉ dùng giống hình xăm đồng dạng áp vào trên người ngươi liền. Đang khi nói chuyện, đột nhiên công đức xà mỹ nhân cái đuôi hạ công đức phỉ kình cao cao nhảy lên, một thanh liền đem bất diệt chi chủ ma niệm nuốt xuống. Sau đó, công đức phỉ kình tựa ở Tống Thư Hàng trên lưng, dung nhập Tống Thư Hàng phần lưng. Tống Thư Hàng bên trên, xuất hiện một cái hình xăm. Một đầu to lớn phì kình há hốc mồm, từ phì kình trong miệng có một con rắn giống đầu lưỡi đồng dạng chui ra. Chỉ xem hình xăm, vẫn là rất xoái khí. Hình xăm một thành, Tống Thư Hàng chỉ cảm thấy mình và đỉnh đầu chấp niệm bóng tối ở giữa, đột nhiên liền biến thân cận. Lực lượng kinh khủng kia không còn tiếp tục quán thể, mà là tại Tống Thư Hàng đỉnh đầu, ngưng tụ ra một cái lỗ đen. Bất diệt chi chủ, chấp niệm bóng tối phụ thể hình thức, mở ra. Đột nhiên tăng cường lực lượng, mang cho Tống Thư Hàng một loại vô địch ảo giác. Hắn có chút nắm chặt nắm đấm, muốn cảm khái một chút. Xin gọi ta Tống, lão ngưu bức, Thư Hàng, công đức xà mỹ nhân đoạt lời kịch. Tống Thư Hàng, ngẫu nhiên cũng cho ta nói một câu lời kịch a. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, ngẫu nhiên cũng cho ta nói một câu lời kịch a. Lời kịch ngôn ngữ kho lần nữa đổi mới, gia tăng mới lời kịch. Tống Thư Hàng. Đón lấy đến ngươi chuẩn bị làm cái gì? Cái này lúc, Bạch Long tỉ tỉ hỏi. Kích hoạt lên âm ảnh thánh địa vòng tay về sau, chấp niệm bóng tối phụ thể thời gian liền bắt đầu đếm ngược. Chờ phụ trên người Tống Thư Hàng bất diệt chi chủ chấp niệm hoàn toàn tiêu hao sạch sẽ về sau, âm ảnh thánh địa phụ thân năng lực liền sẽ kết thúc. Từ giờ trở đi, Tống Thư Hàng mỗi một phút mỗi một giây đều phi thường chân quý. Viễn cổ thiên đình tôn này ẩn tàng trường sinh giả xuất thủ. Hắn đang cướp đoạt thiên đình mảnh vỡ. Tống Thư Hàng đỉnh đầu, sở các chủ ngốc lông tóc xuất ra thanh âm. Nàng tựa như radar đồng dạng, tùy thời chú ý nho ra cảnh nội phát sinh hết thảy. Bạch Long tỷ tỷ có thể cảm ứng ra đối phương là ai chăng? Tống Thư Hàng hỏi. Tình báo là chiến tranh hiện đại vô cùng trọng yếu một vòng. Bạch Long tỷ tỷ lắc đầu, khí tức của hắn ẩn tàng phi thường tốt, mà lại khí tức phi thường phức tạp, không giống như là người ta quen biết. Tống Thư Hàng hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, đã béo cầu đại lão vẫn còn chưa qua đến, vậy chúng ta liền đi qua sẽ biết cái này vị viễn cổ thiên đình trường sinh giả đi. Không cần ngươi đi qua, hắn đã qua tới, sở các chủ ngốc Mao Radar nhắc nhở. Tống Thư Hàng vừa rồi kích hoạt âm ảnh thánh địa động tĩnh như vậy lớn, tự nhiên sẽ gây nên sự chú ý của đối phương. Đang khi nói chuyện, tại Tống Thư Hàng đám người đỉnh đầu, bầu trời bị một đôi cánh tay màu đen xé mở. Này đôi cánh tay màu đen bên trên,
quấn quanh lấy vô tận ma khí cùng yêu khí, trên cánh tay, tràn đầy từng cái hai mắt đỏ bừng. A, à, Tống Thư Hàng nhìn thấy cái này quen thuộc tạo hình lúc, trong lòng hơi động. Là cái kia hai tay mọc đầy con mắt thiên đình trường sinh giả đại lão. Nhưng hắn lần trước không phải tại Ban Văn Long đại lão trước mặt trang bức, không chịu xem ở Ban Văn Long đại lão trên mặt mũi đi tha thứ Trình Lâm. Sau đó, liền bị Ban Văn Long đại lão chộp tới nhốt 1000 năm phòng tối sao. Làm sao bị sớm phóng xuất rồi. Ban Văn Long đại lão như thế không đáng tin. Đã nói xong nhốt 1000 năm, cũng đừng mềm lòng a. Nói thế nào vị này hai tay mọc ra mắt trường sinh giả, cũng là bóp chết con gái của ngươi Trình Lâm nữ đế một lần địch nhân, vì cái gì không đem hắn nhốt đến chết. Lần sau nếu có cơ hội gặp gỡ Trình Lâm thiên tử, muốn hay không cân nhắc hướng nàng đâm thọc. Tống Thư Hàng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, hiện lên cái này đến cái khác cực kỳ to gan ý nghĩ. Tạch tạch tạch, cánh cửa không gian mở ra, hai tay mọc đầy con mắt trường sinh giả, dậm chân mà ra, nhìn xuống phía dưới. Trường sinh giả đại đạo vòng ánh sáng, tại hắn sau đầu lập lòe. Ngươi chính là nho ra phải dùng tới đối phó ta chuẩn bị ở sau sao. Hai tay mọc đầy con mắt trường sinh giả, hai tay ôm ngực, trầm giọng nói. Hắn cái tư thế này, Tống Thư Hàng nhìn lấy đều cảm giác con mắt đau nhức hai tay ôm ngực cái tư thế này không có vấn đề, nhưng hắn trên cánh tay mọc đầy rất nhiều con mắt, cái tư thế này sẽ không cấn đau nhức con mắt sao? Là ngươi, đột nhiên, hai tay tràn đầy con mắt trường sinh giả chằm chằm vào Tống Thư Hàng, cắn răng nghiến lợi nói. Kẻ địch cũ gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Công đức xà Mỹ nhân nhanh chóng bảo vệ Tống Thư Hàng, nàng tựa như gà mái bảo vệ tiểu kê, hai tay mở ra. Một đôi mắt đẹp gắt gao nhìn chằm chằm hai tay mọc ra mắt trường sinh giả, tràn đầy cảnh giác. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả có chút dừng lại, hắn đắng chát gọi ra tên công đức xà mỹ nhân, hắn trong giọng nói đắng chát là như thế rõ ràng. Coi như cách ngàn mét xa, loại này khổ chát chát vẫn như cũ khổ run lên. Nhưng cẩn thận trở về chỗ có thể phát hiện, hắn kêu gọi tên công đức xà mỹ nhân lúc, loại này khổ chát chát bên trong lại cất giấu ôn nhu. Ngươi cuối cùng vẫn là phải che chở hắn sao? Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả trầm giọng nói. Công đức xà mỹ nhân nháy nháy mắt, nàng môi son hé mở, gõ ngươi, lại là ngươi. Ta phải gọi ba ba đánh cứt ngươi. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả. Sau một khắc, hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng, hai mắt càng đỏ. Tống Thư Hàng đỉnh đầu, sợ các chủ ngốc mau lập tức dựng thẳng tắp. Thư Hàng thanh âm của nàng ép vô cùng thấp, rất thấp. Trong đó đè nén không cách nào hóa giải u oán. Trên người nàng tâm ma thế nhưng là từ thất phẩm tôn giả cảnh giới một mực treo ở trường sinh giả cảnh giới, bích thủy các bị phá diệt oán hận, không giờ khắc nào không tại giày vò lấy nàng. Thẳng đến sở bị chia sẻ đi ra một khắc này mới tạm thời dừng lại. Mặc dù không biết hắn chạy thế nào đi ra, nhưng ta biết muốn làm thế nào. Tống Thư Hàng nói, sở tiền bối, đem sở gọi trở về đi. Không cần cùng cái kia mấy con cửu u tà ma lãng phí thời gian. Sở các chủ nhẹ nhàng lên tiếng. Nàng cũng không cần nhiều lời, trực tiếp đem hai tay mọc ra mắt trường sinh giả hình tượng, chuyển vận cho sở. Tống Thư Hàng đưa tay, quất ra xích tiêu kiếm tiền bối. Thông nương, đồng thời, hắn hướng thông nương mượn đao. Siêu, cửu tu phượng hoàng đao phát ra phượng hoàng minh thanh, từ hạch tâm thế giới chui ra. Vui vẻ chui vào đến Tống Thư Hàng tay trái. Trái kiếm phải đao, đao kiếm hợp bích. Có lẽ ta biết là chuyện gì xảy ra. Bạch Long tỷ tỷ đột nhiên lên tiếng nói, hắn không phải bản thể, mà là cùng loại thân ngoại hóa thân. Thân là trường sinh giả cấp tồn tại, có một hai cỗ thân ngoại hóa thân, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả bản thể, còn tại Ban Văn Long đại lão phòng tối bên trong. Nhưng hắn hóa thân, còn có thể hành động. Thân ngoại hóa thân thực lực, khẳng định không bằng bản thể, nhưng phối hợp hắn đặc thù bí pháp, cũng sẽ có trường sinh giả cấp bậc chiến lực. Chính là bởi vì là thân ngoại hóa thân, sở dĩ trước đó Bạch Long tỷ tỷ chỉ từ khí tức thượng không cách nào đánh giá ra thân phận của hắn tới. Lên, đem bất diệt chi chủ lực lượng dẫn đạo tới, trước cho hắn đến một phát phần thiên hỏa diễm đao nếm thử tư vị. Tâm ma xích tiêu kiếm tiền bối truyền âm nói. Tiền bối thân thể của ngươi có thể chịu nổi sao? Tống Thư Hàng hỏi, tâm ma xích tiêu kiếm, không cần thương cảm ta, cứ việc lên đi. Tống Thư Hàng thôi động bất diệt chi chủ lực lượng, rót vào tâm ma xích tiêu kiếm bên trong.
hắn thủ đoạn nhất chuyển. Ngọn lửa đen kịt từ trên thân kiếm thiêu đốt mà lên. Phần thiên hỏa diễm đao, bất diệt chi chủ bản. Từ bất diệt chi chủ lực lượng thúc dục hỏa diễm đao, cùng nguyên bản hỏa diễm có chỗ khác biệt. Hỏa diễm uy lực không nguyên bản bá đạo, nhưng nhiều hơn rất nhiều quỷ dị thuộc tính huyễn tượng, kịch độc, ma âm các loại ảnh hướng trái chiều. Tống Thư Hàng đưa tay liền một đao, chém ngược bầu trời. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả hừ lạnh một tiếng, hai tay của hắn vung lên. Từ hai cánh tay hắn bên trên, bắn ra mấy đạo tia sáng. Những thứ này tia sáng, đánh vào màu đen phần thiên hỏa diễm đao bên trên. Cái này mấy đạo bá đạo tia sáng, trực tiếp liền đem màu đen phần thiên hỏa diễm đao đánh cho vỡ nát. Không gì hơn cái này. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả trầm giọng nói. Sau một khắc, thân hình hắn từ không trung đạp xuống. Hắn phải giống như năm đó bóp chết Trình Lâm đồng dạng, đem bá Tống Huyền Thánh sâu bóp. Tống Thư Hàng cười hắc hắc, không gì hơn cái này. Hắc, oanh, nguyên bản đã bị đánh tan, chôn vùi phần thiên hỏa diễm đao, đột nhiên lại lăng không thành hình, trực tiếp đem hai tay mọc ra mắt trường sinh giả thôn phệ. Bất diệt chi chủ lực lượng tính chất bên trong, ẩn chứa một chút bất diệt uy năng. Hắn công kích, đang bị hủy diệt, triệt tiêu về sau, sẽ còn trọng sinh một lần, tiếp tục phát động công kích. Loại này pháp tắc cấp phương thức công kích, vô cùng không khoa học. Không hiểu rõ bất diệt chi chủ người, cùng bất diệt chi chủ chiến đấu lúc, rất dễ dàng bị hố. Đen kịt phần thiên hỏa diễm đao, đường đường chính chính đánh vào hai tay mọc ra mắt trường sinh giả thân thể. A a a a, công đức xà mỹ nhân giật ra cuống họng kêu thảm, vì hắn phối âm. Kêu thảm thời điểm, nàng còn hướng lấy không trung ném đi mấy đạo quang kiếm tiếp cận thất phẩm cấp công đức chi quang công kích. Mặc dù loại này đẳng cấp kiếm ánh sáng, khả năng liền hai tay mọc ra mắt trường sinh giả da lông đều không đả thương được, nhưng ở công tâm phương diện uy lực không thể tính ra. Đừng ngừng lại công kích, đối phương là trường sinh giả, coi như chỉ là hóa thân cũng không có dễ dàng như vậy bị xử lý. Trên đỉnh đầu, sở các chủ ngốc mau nhắc nhở. Ta cũng không muốn ngừng, nhưng ta biết kỹ năng có hạn. Tống Thư Hàng tâm tắc nói, dứt lời hắn dùng niệm lực nâng lên xích tiêu kiếm tiền bối, cách không đối phần thiên hỏa diễm đao bạo tạc chỗ, vỗ tới một trường. Kim cương thần phạt đại thủ ấn. Hắn vừa lĩnh ngộ một số kim cương tự tuyệt truyền bí pháp. Chọn bộ bí tịch hắn đều xem hết, lý luận cũng đều nắm giữ, nhưng chưa từng có sử dụng tới. Hiện tại, tại bất diệt chi chủ chấp niệm bóng tối phụ thể tình huống bên dưới, Tống Thư Hàng trong đầu liên tục không ngừng hiển hiện rất nhiều tin tức, pháp tắc. Đây là bóng tối phụ thể trạng thái dưới, từ bất diệt chi chủ chấp niệm bên trong rút ra đi ra tri thức. Dưới loại trạng thái này, Tống Thư Hàng não hải dị thường sinh động. Vốn chỉ là xem hết lý luận kim cương thần phạt đại thủ ấn, bây giờ lại trong nháy mắt dung hội quán thông tự cùng sử dụng diệt phượng công tử CPU lúc là không sai biệt lắm cảm giác. Hắn hiện tại mượn nhờ bất diệt chi chủ chấp niệm bóng tối cái này CPU lúc, bản thân tu luyện đao pháp, kiếm pháp, pháp thuật, bí pháp có không hiểu rõ lắm, còn không có minh ngộ, còn không hiểu, toàn bộ bị một lần nữa tính toán một lần. Một đầu to lớn vô cùng Phật thủ, lăng không thành hình. Tại bất diệt chi chủ một tia lực lượng gia trì bên dưới, cái này Phật thủ chừng gần trăm bình phương diện tích, bàn tay đè xuống lúc còn có lôi đình chi lực làm bạn. Đáng tiếc, thời gian quá ngắn, Tống Thư Hằng còn không cách nào đem kim cương thần phạt đại thủ ấn cùng trường tâm lôi dung hợp được. Oanh! Kim cương thần phạt đại thủ ấn đặt ở bạo tạc vị trí. Tống Thư Hàng thông qua nho ra thánh nhân chi nhãn chằm chằm vào khu vực nổ hai tay mọc ra mắt trường sinh giả cũng không có tránh né, hắn tại chống cự lấy phần thiên hỏa diễm đao bất diệt chi hỏa cùng đao ý. Kim cương thần phạt đại thủ ấn trực tiếp rơi vào trên lưng hắn, bỏ đá xuống giếng nắm giữ thời cơ phi thường tốt. Đáng tiếc, mang thai ngưng thì đối trường sinh giả cấp bậc địch nhân không có hiệu quả, nếu không lúc này thêm vào một đạo mang thai. Cường giả giám định thuật chính là thời cơ. Đồng thời, Tống Thư Hàng tay bấm pháp ấn, ngũ lôi oanh đỉnh. Ầm 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 ầm. Năm đạo thô to lôi đỉnh được triệu hoán xuống tới, tại bất diệt chi chủ lực lượng gia trì bên dưới, cho dù là phổ thông ngũ lôi oanh đỉnh pháp thuật, cũng có được cửu phẩm uy lực. Đây cũng là Tống Thư Hàng lần thứ nhất hoàn chỉnh thi triển ngũ lôi oanh đỉnh pháp thuật. Sử dụng pháp thuật cảm giác thật bổng. Ngươi tại xem thường ta sao? Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả giận dữ hét. Hắn cái chán có một con mắt đột nhiên sáng lên. Bao quanh hắn hỏa diễm, đao ý, lôi đình,
toàn bộ bị đuổi tản ra. Ngoại trừ ngay từ đầu phần thiên hỏa diễm đao bên ngoài, bá tống đối với hắn thi triển đều là chút không đau không ngứa tiểu pháp thuật. Nói đùa cái gì? Ầm 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 ầm. Ba, mới vừa rồi bị xua tan kim cương thần phạt đại thủ ấn cùng ngũ lôi oanh đỉnh, lần nữa ngưng tụ thành hình, ngoan cường đập tại hai tay mọc đầy con mắt trường sinh giả trên người. Chỉ là, cơ hồ không tạo thành bao nhiêu hiệu quả. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả nổi giận gầm lên một tiếng, hắn không nhìn thẳng loại này không đau không ngứa công kích, thân hình bước qua không gian, trực tiếp xuất hiện tại Tống Thư Hàng trước mặt. Đen kịt hai tay chụp vào Tống Thư Hàng cổ, giữa song trường con mắt đồng thời phát ra 50 loại tia sáng. Thạch hóa, định thân, suy yếu, nguyên rủa, còn có đặc biệt nhằm vào phòng ngự, chế tạo mê huyễn công năng. Vừa ra tay, chính là nguyên bộ phục vụ. Nếu là bị song trưởng của hắn bóp lấy, liền xem như cùng cấp bậc trường sinh giả, cũng sẽ không dễ chịu. Chịu chết đi, họ Tống. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả cả giận nói. Hai tay của hắn một thanh bóp lấy Tống Thư Hàng cổ, đem hắn treo lên đến, cường tráng hữu lực ngón tay bóp nhập Tống Thư Hàng tiểu cổ. Đợi đã, quá thuận lợi. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả trong lòng hiển hiện cảm giác quỷ dị. Cả cái quá trình, Tống Thư Hàng không có chống cự. Mặc cho hắn tóm lấy cổ tựa như năm đó bị hắn cắt đứt cổ Trình Lâm. Bị bóp lấy cổ Tống Thư Hàng, chớp mắt. Thân thể giống đun sôi mì sợi, mềm nhũn xuống dưới. A a a a, công đức xà mỹ nhân phối hợp phát ra tiếng kêu thảm. Có trá. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả, không chút nghĩ ngợi đem trong tay Tống Thư Hàng vứt ra. Nhưng là, nắm lấy dễ dàng, muốn ném thời điểm lại không đơn giản như vậy. Cái này mắt trợn trắng Tống Thư Hàng, tựa như là dính trên tay hắn đồng dạng, làm sao vung đều thoát không nổi. Tại sao phải hất ta ra đâu? Ngươi không phải muốn bóp chết ta sao? Giống mì sợi đồng dạng bị quăng lấy Tống Thư Hàng, phát ra thanh âm kỳ quái. Thanh âm kia, tựa như là có người tại nói mê. Nhanh a, mau tới bóp chết ta à? Cái kia như nói mê thanh âm, tiếp tục nói, không bóp chết ta, ta liền chặt chết ngươi. Đi chết! Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả trên hai tay tất cả con mắt, tập trung đối Tống Thư Hàng thân thể, hung hăng phát xạ tia sáng. Tống Thư Hàng kề cận hai tay của hắn thân thể, trực tiếp bị đánh bạo, thịt nát xương tan. Nhưng là, những cái kia nát bấy huyết nhục, lại phảng phất có sinh mệnh, hóa thành bùn máu, quấn quanh ở trên cánh tay của hắn. Ngắn ngủi trong nháy mắt, hai tay của hắn thượng tất cả con mắt, đều bị những thứ này nát bấy huyết nhục che đậy. Thậm chí, những thứ này huyết nhục bắt đầu ăn mòn trên cánh tay của hắn con mắt. Mọc ra mắt trường sinh giả lần nữa thi triển mi tâm cái kia con mắt, cưỡng ép xua tan những thứ này huyết nhục. Cùng một thời gian, trên bầu trời, cái kia chấp niệm bóng tối biến thành trong lỗ đen, Tống Thư Hàng chân thân nhanh chân bước ra. Lúc này Tống Thư Hàng ở vào một cái trạng thái kỳ diệu. Hắn bên ngoài thân. Nhiều tầng một sắc ngoài đây là bất diệt chi chủ chấp niệm bóng tối chi lực đầu kia bị bạch tiền bối tịnh hóa bất diệt chi chủ ma niệm, kết hợp hình thành đồ vật. Có cái này sắc ngoài về sau, Tống Thư Hàng liền có thể hoàn chỉnh thi triển bất diệt chi chủ chấp niệm bóng tối lực lượng. Bao quát bất diệt chi chủ một số bí pháp cùng kỹ năng. Nếu như nhất định phải hình dung loại trạng thái này. Trạng thái của hắn bây giờ, tựa như là tại tiến hành toàn bộ tin tức game giả lập. Hắn thông qua cái này sắc ngoài. Khống chế một cái trường sinh giả cấp bậc, bất diệt chi chủ tài khoản, đang hành động. Vừa mới cái kia kỹ năng tên là tử vong tuyên cáo, là cái thế thân loại năng lực, mặt khác, kỹ năng này mới thi triển một nửa. Tống Thư Hàng chân thân, nhanh chân vượt đến mọc ra mắt trường sinh giả bên người. Mà đối phương lại như là mù đồng dạng, không thể nhận ra cảm giác đến Tống Thư Hàng tồn tại. Xích tiêu kiếm cùng cửu tu phượng hoàng đao huy động, bình A hướng phía trường sinh giả chém tới. Tử vong tuyên cáo, ngươi không bóp chết ta, ta liền chặt chết ngươi a. Bất diệt chi chủ nói được thì làm được, nói chặt chết liền chặt chết, tuyệt đối không cần đâm. Một đao một kiếm, vô tình chạm tại hai tay mọc ra mắt trường sinh giả trên người. Phủi đi một chút liền trên người trường sinh giả lưu lại hai đạo sâu đủ thấy xương, chảy máu lượng cực lớn vết thương. Càng có ngọn lửa đen kịt còn sót lại tại hai tay mọc ra mắt trường sinh giả trong vết thương. Không ngừng thiêu đốt lên miệng vết thương của hắn, ức chế vết thương của hắn tự lành. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả cắn chặt răng, quả thực là không phát ra tiếng kêu thảm.
Trong lòng của hắn có loại cảm giác cổ quái vừa rồi bá tống cùng trước đó bá tống, đơn giản tưởng như hai người. Bất kể là uy lực công kích, vẫn là đối pháp tác vận dụng. Quả nhiên, ngay từ đầu bá tống là tại đơn thuần đùa nghịch thủ đoạn nhỏ, chọc giận bản thân. Họ tống quả nhiên không một cái là đồ tốt. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả hét dài một tiếng, tại bộ ngực hắn có một con to lớn con mắt hình xăm hiển hiện. Ở ngực cái này hình xăm hình con mắt xuất hiện lúc, lần nữa phá giải tống thư hàng đang thi triển tử vong tuyên cáo, hai tay mọc ra mắt trường sinh giả rốt cục có thể nhìn thấy tống thư hàng thân hình. Hắn quay người ngăn lại tống thư hàng đao kiếm công kích, đồng thời ngực trong ánh mắt có một đạo quang trụ phun ra. Hoa! Tống thư hàng trên đỉnh đầu, cái kia chấp niệm bóng tối lỗ đen bên trong lực lượng chút xuống tới, ở bên cạnh hắn ngưng tụ ra một cái cự nhân sát ngoài. Tùy tiện liền đem hai tay trường sinh giả tuyệt sát một kích ngăn lại bất diệt chi chủ cường đại phòng ngự kỹ năng cự nhân vương bào. Đáng tiếc, bất kể là trước đó tử vong tuyên cáo cùng hiện tại cự nhân vương bào, đều là thuộc về bất diệt chi chủ chấp niệm bóng tối tự thân bổ sung kỹ năng. Tống thư hàng không cách nào từ đó đạt được bất kỳ manh mối, chờ bóng tối phụ thân vừa biến mất, hắn cái gì cũng học không đến. Trong phòng ngự tống thư hàng, ngắm nhìn hai tay trường sinh giả ngực hình xăm chi nhãn, híp híp mắt. Quả nhiên đều rất nguy hiểm. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả bình tĩnh nói, đây không phải híp híp mắt, hắn sinh trưởng ở lồng ngực của ta ở giữa. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn sát nhập đẩy ngang hướng tống thư hàng, trong lòng bàn tay hai mắt ngưng kết thành một cái kinh khủng phù văn. Một trường này bên trong ẩn chứa lực phá hoại, đủ để trực tiếp đem chọn cái nho ra đều xóa đi. Một kích này, bá tống không tiếp cũng phải tiếp, nếu không, phía dưới nho ra liền chờ chết đi. Người đã đến, cái này lúc, Tống Thư Hàng đột nhiên bình tĩnh kêu. Ta tới, thiếu nữ thanh âm vang lên. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả động tác cứng đờ. Sau lưng hắn, chẳng biết lúc nào xuất hiện một vị tóc đen thiếu nữ, nàng chân trần đạp ở trong hư không, nhẹ nhàng một nắm trên bờ eo treo một khỏa bảo châu. Ngay sau đó, thiên địa đưa biến. Một cái mang theo viễn cổ lối kiến trúc thế giới, lăng không hiển hiện, đem hắn. Bá tống toàn bộ cuốn vào trong đó. Đây là bích thủy các thế giới. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả nhìn về phía sở các chủ, đột nhiên trong lòng hơi động, là ngươi. Là ta, sở các chủ chậm rãi đáp. Đây chỉ là một bộ hóa thân, trước giết chết hắn. Tống thư hàng nói, thời gian của ta phi thường quý giá, mỗi một giây đều đang tiêu hao lực lượng khổng lồ. Mặc dù chỉ là hóa thân. Nhưng cũng có thể thoáng làm dịu bên dưới sở các chủ cùng sở phẫn nộ trong lòng. Dứt lời, Tống Thư Hàng trực tiếp xuất thủ. Trái kiếm phải đao, đao kiếm hợp kích. Không phải bình A, mà là bất diệt chi chủ khổng lồ kỹ năng trong kho, thì có không ít đao kiếm hợp kích bí pháp. Tống Thư Hàng hận không thể mình có thể mở ra đầu óc của mình, đem nhiều như vậy kỹ năng toàn bộ phục chế copy một phần. Đáng tiếc, mộng vẫn là muốn đang ngủ thời điểm đi làm. Bí pháp thi triển ra lúc, Tống Thư Hàng tay trái xuất hiện một tôn nữ tử hư ảnh, đỡ lấy xích tiêu kiếm, tay phải của hắn xuất hiện một tôn nam tử hư ảnh, đỡ lấy cửu tu phượng hoàng đao. Tống Thư Hàng chỉ dùng hai tay vung lên, nam tử kia cùng nữ tử hư ảnh phối hợp với giết ra. Hắn cùng nàng thi triển một chiêu ẩn chứa đại đạo pháp tắc đao pháp cùng kiếm pháp, hợp kích cùng một chỗ lúc, uy lực trong nháy mắt tăng cường gần 4 lần. Lại thêm xích tiêu kiếm cùng cửu tu phượng hoàng đao đều là đỉnh tiêm thần binh, tăng thêm đao kiếm hợp kích uy lực. Hai tay mọc ra mắt trường sinh giả muốn tránh né, nhưng hắn cũng đã lâm vào tại đao kiếm hợp kích trong lĩnh vực. Vô luận hắn hướng vị trí nào tránh né, đều sẽ bị đao kiếm hợp kích chém trúng. Hắn muốn thông qua không gian thông lực tránh né, nhưng nơi này là bích thủy các địa bàn, không gian sớm đã bị phong tỏa, trừ phi có thể cưỡng ép phá vỡ sở các chủ phong tỏa. Thiên đình trảm tiên kỳ, hai tay mọc đầy con mắt trường sinh giả toàn thân con mắt toàn bộ phóng thích quang mang, thoáng chống cự đao kiếm hợp kích một đợt. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một thanh pháp khí. Cái này cờ xí pháp khí là viễn cổ thiên đình thời đại lúc, bản thể hắn tạo thành chí bảo. Con mắt trường sinh giả cua chiến kỳ, thân hóa hoa mắt quang mang, một mạch liều chết, cưỡng ép phá vỡ đao kiếm hợp kích, vọt tới Tống Thư Hàng trước mặt. Trên đường. Đao kiếm hợp kích ở trên người hắn lưu lại gần trăm đạo vết thương, tiên huyết nhỏ xuống. Trên cánh tay của hắn con mắt hơn nửa bị vẽ mù. Nhưng hắn quả thực là xông đến Tống Thư Hàng trước mặt, trong tay trảm tiên kỳ hung hăng nện xuống. Ha ha, tới tốt lắm.
Tống Thư Hàng nói. Bên cạnh hắn cự nhân vương bào công hiệu còn không có mất đi hiệu lực. Cự nhân vương bào hai tay một khung. Keng. Trường sinh giả ở giữa chính diện giao phong, cường hoành năng lượng ba động hướng bốn phương tám hướng đẩy ra. Nếu như tại hiện thế, một trận này năng lượng ba động, đủ để đem tràn ngập phòng ngự nho ra dẹp yên, chôn vùi. Tốt tại, sở các chủ mở ra bích thủy các thế giới. Không gian bị phong tỏa, lại có sở các chủ ý chí. Trường sinh giả ở giữa giao phong dư ba, bị áp chế tại trong phạm vi 10 thước. Bất quá bởi như vậy, giao phong ba động, lộ vẻ càng thêm cuồng bạo. Tạch tạch tạch, cự nhân vương bảo phòng ngự bị bạo. Tống Thư Hàng trực tiếp điều khiển bất diệt chi vương sát ngoài, nghênh tiếp con mắt trường sinh giả, trình độ lớn nhất phóng thích bất diệt chi chủ uy năng. Hai người cận thân điên cuồng đối kháng, đảo mắt trước liền công thủ gần ngàn lần. Vô số bí thuật, sát chiêu, năng lực thiên phú, pháp thuật, nguyền rủa, võ kỹ từ cả hai trong tay đổ xuống mà ra. Lẫn nhau công kích thân thể của đối phương, hồn phách, tâm linh, ý chí. Trường sinh giả cấp bậc thủ đoạn công kích, toàn phương diện, phi thường toàn diện. Đây cũng là Tống Thư Hàng chiến thoải mái nhất một lần. Bất diệt chi chủ đáng sợ, bởi vậy có thể thấy được. Chỉ là hắn còn sót lại tại nho gia chấp niệm, bị âm ảnh thánh địa vòng tay hóa thành bóng tối phụ thể về sau, liền trực tiếp để Tống Thư Hàng có được đối kháng chính diện trường sinh giả vốn liếng. Nếu như bất diệt chi chủ bản thể xuất hiện, sẽ có rất cường hoành. Bộc phát con mắt trường sinh giả hóa thân cùng Tống Thư Hàng, chiến bất phân cao thấp. Bên cạnh hai người không gian bắt đầu vặn vẹo. Sở các chủ bố trí không gian phong tỏa, tại dần dần sụp đổ. Nói thật, sở các chủ thật sự không nghĩ tới Tống Thư Hàng có thể làm được một bước này, cùng trường sinh giả cấp hóa thân chính diện chiến đấu, không rơi vào thế hạ phong, thậm chí còn ẩn ẩn áp chế con mắt trường sinh giả hóa thân. Họ Tống, nhận lấy cái chết, đột nhiên, con mắt trường sinh giả bắt lấy một cái cơ hội. Hắn chiến kỳ đẩy ra Tống Thư Hàng đao kiếm phòng ngự, hung hăng hướng bụng của hắn đâm tới kết thúc. Tống Thư Hàng ăn thiệt thòi tại chiến đấu kinh nghiệm, đặc biệt là trường sinh giả cấp chiến đấu, thời gian ngắn còn tốt, một lúc sau liền dễ dàng xuất hiện sơ hở. Xoẹt! Trường thương đâm vào nhục thể thanh âm. Con mắt trường sinh giả một mực nắm lấy trong tay chiến kỳ. Hắn có chút cúi đầu, tại hắn phần bụng, một đoạn mũi thương hiện ra thất thải bảo quang. Cái này đoạn thất thải mũi thương, đúng là hắn thiên đình trảm tiên kỳ mũi thương. Nhưng một thương này, rõ ràng là hắn chọc vào họ Tống trên thân, vì cái gì mũi thương sẽ từ bụng của mình xuất hiện. Rất kinh ngạc à, Tống Thư Hàng nói, nhưng ta cũng sẽ không hướng ngươi giải thích nguyên lý. Ngươi liền hảo hảo lãng phí tế bào não đi đoán rốt cuộc là chuyện gì xảy ra đi. Càng quan trọng hơn là, Tống Thư Hàng bản thân cũng không biết bất diệt chi chủ một chiêu này nguyên lý là cái gì. Mọc ra mắt trường sinh giả dùng sức co lại thiên đình trảm tiên kỳ, chính hắn phần bụng mũi thương, bị rút ra. Thiên đình trảm tiên kỳ bên trên, nhuộm tiên huyết. Là chính hắn máu tươi. Con mắt trường sinh giả, nhân quả. A, à, xoẹt. Lại là một đầu thương, từ bụng của hắn đâm ra. Đồng dạng là thất thải đầu thương, mũi thương thượng nhuộm tiên huyết, giống như đã từng quen biết một màn. Một loại liền trường sinh giả cũng vô pháp chịu được kịch liệt đau nhức. Từ phần bụng truyền lại đến linh hồn của hắn. Hắn có thể cảm ứng được, cái này thất thải trường thương là chuyên môn vì nhằm vào hắn mà chế tạo. Thất thải trường thương thượng lực lượng, khắc chế trong cơ thể hắn bắt yêu nhân bản nguyên lực lượng. Trường thương nhập thể lúc, hắn cũng cảm giác bản thân toàn thân như nhũn ra, loại kia phát ra từ thực chất bên trong cảm giác suy yếu, khiến cho hắn liền một ngón tay đều không muốn nhúc nhích. Sau lưng hắn, sở các chủ một mặt bình tĩnh dẫn theo trường thương. Hai tay vững vàng đưa ra một thương này, nhẹ nhõm đâm thấu con mắt trường sinh giả phần bụng. Bích Thủy Các, là địa bàn của nàng. Ở chỗ này, nàng có thể làm được rất nhiều chuyện bất khả tư nghị. Tỷ như khí tức che đậy. Đặc biệt là có Tống Thư Hàng ở phía trước hấp dẫn lấy con mắt trường sinh giả lực chú ý thời điểm, nàng chỉ cần ở phía xa lưu lại một huyễn ảnh, sau đó cứ như vậy từng bước một đi vào con mắt trường sinh giả sau lưng, đưa lên một thương này. Một thương này, ta trong đầu. Lặp đi lặp lại tính toán ngàn ngàn vạn vạn lần. Sở các chủ chậm rãi nói. Tại cái kia cấp tháng năm dài đằng đẵng bên trong, trong đầu của nàng không ngừng, lặp đi lặp lại tưởng tượng thấy nếu hai tay mọc ra mắt bắt yêu nhân xuất hiện lần nữa tại bích thủy các cái này đầu đề.
nàng một mực đang thông qua các loại phương pháp, thu thập cái này bắt yêu nhân tin tức. Nàng biết vị này bắt yêu nhân về sau trở thành trường sinh giả, trở thành viễn cổ thiên đình sáng lập người một trong. Nàng góp nhặt đại lượng bắt yêu nhân chiến tích, bắt yêu nhân trường sinh giả tại vì thiên đình chinh chiến tứ phương thời điểm, cùng không ít chư thiên vạn giới cường giả chiến đấu qua, những thứ này chiến tích cùng quá trình chiến đấu, đều là số liệu. Trong đó, phần lớn số liệu nơi phát ra, đến từ tống đầu gỗ. Hai cái sở các chủ trong đầu, đều có một cái liên quan tới hai tay mọc ra mắt bắt yêu nhân kho số liệu. Các nàng lặp đi lặp lại diễn toán, trong đầu tưởng tượng quá gần vạn loại tại bích thủy các bên trong, đối phó bắt yêu nhân trường sinh giả phương pháp. Đáng tiếc, một thương này không thể chọc vào người bản thể trên người. Sở các chủ bình tĩnh nói. Phía dưới bích thủy các bên trong, có cột kim loại dâng lên, tạo thành đại thụ. Kim loại phía sau cây phương, có sống chết khô vinh chi thụ hư ảnh hiển hiện, phụ thuộc vào kim loại đại thụ bên trên, hóa thành bích thủy các bên trong cường đại nhất phong ấn. Kim loại đại thụ tập quyền mà lên, trực tiếp đem bắt yêu nhân trường sinh giả thôn phệ. Muốn triệt để chém giết một tôn trường sinh giả, cũng không có dễ dàng như vậy. Dù cho chỉ là một bộ hóa thân cũng giống vậy. Sở dĩ, từ vừa mới bắt đầu, sở các chủ liền chuẩn bị đem bắt yêu nhân trường sinh giả triệt để phong ấn, sau đó một chút xíu đem hắn mài chết. Diễn toán quá ngàn vạn lần, nữ nhân mang thù năng lực thật đúng là đáng sợ. Bắt yêu nhân trường sinh giả ý đồ khôi phục lực lượng của mình, nhưng hắn bản nguyên lực lượng liền giống bị hoàn toàn phong ấn. Bất quá, coi là dạng này liền có thể giải quyết hắn, có thể hay không hơi bị ngây thơ rồi. Thân là bắt yêu nhân trường sinh giả, cho dù là một bộ hóa thân, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị giải quyết hết. Bất quá, người quá chú trọng ta bắt yêu nhân thân phận. Đã mất đi bắt yêu nhân bản nguyên lực lượng, ta còn có lực lượng khác có thể điều động. Bắt yêu nhân trường sinh giả thầm nghĩ trong lòng. Ngoại trừ bắt yêu nhân bản nguyên lực lượng bên ngoài, trong cơ thể hắn còn ẩn giấu đi một loại lực lượng, đây là hắn trời sinh liền mang theo lực lượng, chính hắn cũng không biết lực lượng này bắt nguồn từ phương nào, bất quá lực lượng này, vô cùng cường đại đáng sợ. Mà lại, cho dù là hóa thân trạng thái, cũng có thể điều động cỗ lực lượng này. Kim loại đại thụ cắn thân thể của hắn, muốn đem hắn thôn phệ phong ấn. Tại thành công hoán đổi năng lượng thể hệ về sau, bắt yêu nhân trường sinh giả bắt đầu giằng co. Thân thể của hắn từ kim loại cây trong phong ấn gạt ra, tựa như là từ trong địa ngục một lần nữa leo ra ác quỷ. Đồng thời, hắn toàn thân trên dưới tất cả con mắt, không ngừng hướng ra phía ngoài phát xạ trùng sáng, ngăn cản Tống Thư Hàng cùng sở các chủ tiếp cận, vì hắn tránh thoát phong ấn kim loại đại thụ phong ấn tranh thủ một chút xíu thời gian. Dẫy dụa thời điểm, tay phải của hắn bắt lấy phía sau đâm vào trường thương, muốn đưa nó rút ra, lấy một lần nữa kích hoạt bắt yêu nhân bản nguyên lực lượng. Tống Thư Hàng lần nữa chống lên cự nhân vương bào, để ta chặn lại những quang thúc này, sở tiền bối lại đâm hắn một thương. Không cần lo lắng, nơi này là bích thủy các, sở các chủ thanh âm, có được làm cho người tin phục lực lượng. Trễ, ha ha ha, bắt yêu nhân trường sinh giả dùng sức thoáng dẫy dụa, hơn phân nửa thân thể từ kim loại cây bên trong chui ra. Mắt thấy thân thể của hắn liền muốn từ phong ấn kim loại cây bên trong tránh ra. Đột nhiên, một cái Tống Thư Hàng xuất hiện tại trước mắt của hắn. Đó là một cái như là sắt thép chế tạo máy móc Tống Thư Hàng, cứ như vậy trống rỗng xuất hiện, không nhìn cái kia đầy trời trùm sáng công kích. Cái này máy móc Tống Thư Hàng tựa như là ở vào một cái khác thứ nguyên, những cái kia trùm sáng không ngừng xuyên qua thân thể của hắn. Nghỉ ngơi thật tốt đi, kim loại Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Trong tay hắn móc ra một thanh dao găm, đâm vào bắt yêu nhân trường sinh giả cái trán. Bá, Tống, bắt yêu nhân trường sinh giả gào thét. Hắn đưa tay đi ngăn cản. Nhưng là, kim loại Tống Thư Hàng cánh tay xuyên qua thân thể của hắn, nhẹ nhàng linh hoạt đem dao găm cắm ở hắn trên trán. Cái này đoạn đao bên trong, có được cùng trước đó sở các chủ trường thương đồng dạng công hiệu, hoàn toàn là nhằm vào hắn chế tạo thành. Trường thương phong ấn hắn bắt yêu nhân bản nguyên lực lượng, mà cái này đoạn đao trực tiếp đem hắn không muốn người biết, ẩn tàng lực lượng, cũng trực tiếp phong ấn. Không có khả năng, ta ẩn tàng lực lượng, vì cái gì ngươi sẽ biết? Bắt yêu nhân trường sinh giả giận dữ hét. Không, đây không phải bá Tống. Bắt yêu nhân trường sinh giả, ngươi là ai? Sắt thép Tống Thư Hàng dựng thẳng lên ngón tay tại bên môi, xuyệt. Sau đó, hắn giơ chân lên, một cước đạp ở bắt yêu nhân trường sinh giả trên mặt,
đem hắn dẫm trở lại kim loại đại thụ trong phong ấn. Họ, Tống, bắt yêu nhân trường sinh giả kéo dài thanh âm kêu, thân hình của hắn bị kim loại cây cuốn vào, thôn phệ, cuối cùng bị phong ấn. Mà cái kia sắt thép Tống Thư Hàng, tại chùm sáng biến mất thời điểm, đồng dạng biến mất vô tung vô ảnh. Quỷ dị xuất hiện, lại quỷ dị biến mất. Phong ấn thành công, Tống Thư Hàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Sở Các Chủ nhẹ gật đầu, nàng lại xác nhận một lần, bắt yêu nhân trường sinh giả hóa thân hoàn toàn chính xác bị phong ấn ở kim loại cây bên trong, đúng rồi. Vừa mới cái kia kim loại ngươi, là ngươi hóa thân sao? Kim loại ta, Tống Thư Hàng lập tức nhớ tới bản thân kia đáng thương sắt thép hóa thân. Đầu năm nay, đại lão nhóm đều ưa thích cưỡng ép từ trên thân tiểu manh tân mượn đi ít đồ. Có cho mượn linh quỷ, có cho mượn hóa thân, có cho mượn đầu. Tống Thư Hàng kia đáng thương sắt thép hóa thân, vừa mới sinh ra không bao lâu, cũng còn không có tới kịp cùng bản thể thành lập cảm tình sâu đậm, tự cùng Hắc Long thế giới Thái Dương thuyền cùng một chỗ, bị thiên đế mang đi. Sở Các Chủ trả lời, đúng, cái kia sắt thép người đột nhiên xuất hiện, đem một thanh dao găm đâm vào cái kia bắt yêu nhân trường sinh giả cái trán, đem hắn thể nội một loại khác lực lượng phong ấn, lại đem hắn đạp vào đến phong ấn của ta bên trong. Sắt thép Tống Thư Hàng tại bắt yêu nhân trường sinh giả chùm sáng công kích che chở bên dưới xuất hiện, lại tại chùm sáng biến mất thời điểm nhanh chóng biến mất. Nhưng Bích Thủy Các là thế giới của nàng, ở chỗ này phát sinh bất cứ chuyện gì, đều chạy không khỏi con mắt của nàng. Không đúng, giảng không thông a, Tống Thư Hàng nói. Sở Các Chủ, cái gì? Nếu như là sắt thép ta, nên là ta sắt thép hóa thân. Nhưng là, ta sắt thép hóa thân bây giờ còn đang thiên đế trong tay. Bị nàng dùng bí thuật khống chế, ta căn bản là không có cách đưa nó gọi trở về. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Nếu thật là hắn sắt thép hóa thân, như vậy là thiên đế khống chế hắn, lặng yên tới, hiệp trợ Sở Các Chủ đem hai tay mọc ra mắt trường sinh giả phong ấn. Nhưng vấn đề là, bắt yêu nhân trường sinh giả là thiên đế cấp dưới, đối nàng trung thành tuyệt đối. Viễn cổ thiên đình phá diệt về sau, hắn còn điên cuồng đuổi theo giết Trình Lâm tới. Thiên đế có lý do gì muốn giúp lấy địch nhân, đem đầu của mình hào mã tử cho phong ấn lại? Trừ phi nàng điên rồi. Lại hoặc là, vừa rồi xuất hiện kỳ thật cũng không phải là hắn sắt thép hóa thân. Trong lúc đang suy tư, đốt ngươi hồ bằng cẩu hữu thiên đế hướng ngươi viễn trình truyền lại 10 giây công lực truyền lại quá trình bên trong tiêu hao vì 9 thành, xin chú ý kiểm tra và nhận. Kèm theo tin tức, nha, Tống tiền bối, đầu tiên chúc mừng ngươi. Thành công đem ta thiên đình tiên phong đại tướng hóa thân phong ấn. Một trận chiến này đánh phi thường xinh đẹp, đánh ra trường sinh giả cấp khí thế. Nhưng là, nho ra phía ngoài thiên đình mảnh vỡ, ta vẫn là đại lượng thu về á. Là cái kia kim đan mã QA hảo hữu công năng. Chức năng này nhất làm cho Tống Thư Hàng tâm tắc chính là, Trình Lâm tiên tử cùng đại lão nhóm có thể tiến hành các loại tao thao tác, mà hắn bởi vì cảnh giới không đủ, chỉ có thể dương mắt nhìn. Tống Thư Hàng. Thật đúng là thiên đế. Nàng đầu óc sốt cục oát à nha. Không đúng, lấy thiên đế tính cách, mỗi đi một bước đều ẩn chứa cực sâu tâm cơ. Nàng cố ý để bắt yêu nhân trường sinh giả hóa thân bị Sở Các Chủ phong ấn, sẽ có hay không có âm mưu gì? Đợi đã. Chẳng lẽ nàng phải dùng cái này bắt yêu nhân trường sinh giả hóa thân, giành Sở Các Chủ Bích Thủy Các? Trước đó, Sở Các Chủ còn không bước ra chính mình đạo lúc. Thì có thú tu giới viễn cổ thiên đình người sống sót, muốn chiếm lấy Sở Các Chủ Bích Thủy Các, phải dùng Bích Thủy Các trùng kiến thiên đình. Hiện tại thiên đế trọng sinh, muốn trùng kiến thiên đình, rất có thể sẽ chằm chằm vào Bích Thủy Các. Đốt ngươi hồ bằng cẩu hữu thiên đế lại một lần hướng ngươi truyền lại 10 giây công lực, kèm theo tin tức, Tống tiền bối, để cho ta đoán một cái, ngươi có phải hay không nghĩ đến, chấm đầu óc có phải hay không bị hư. Nhưng chấm phải nói cho ngươi, chấm không điên, chấm rất tốt. Còn chấm đến cùng muốn làm gì, ngươi đoán. Đoán được, còn có thể cho ngươi một cái ban thưởng. Lại một đường tin tức, xuất hiện tại Tống Thư Hàng trong đầu. Sở tiền bối, lần nữa kiểm tra hạ phong ấn, nhìn xem trong phong ấn trạng thái, nhìn xem có cái gì lỗ thủng. Tống Thư Hàng ngẩng đầu nói thật nhanh, vừa rồi cái kia kim loại ta, đích thật là ta sắt thép hóa thân, mà lại chính là thiên đế tại thao tác hắn. Sở Các Chủ nhẹ gật đầu. Lần nữa lặp đi lặp lại kiểm tra từ bản thân phong ấn, cũng từ đầu tới đuôi cẩn thận tính toán một lần. Sở Các Chủ Ngốc Mao cũng gia nhập vào kiểm tra trong đội ngũ, hiệp trợ Sở.
Một lát sau, không có lỗ thủng, phong ấn không có vấn đề, Sở Các Chủ nói. Bắt yêu nhân Trường Sinh giả hóa thân đã bị gắt gao phong ấn, phần bụng trường thương cùng cái trán dao găm càng đem trong cơ thể hắn tất cả bản nguyên lực lượng chặt đứt, hắn hoàn toàn không có lật bàn cơ hội. Mượn Bích Thủy Các uy năng, nhiều nhất thời gian một năm, chúng ta liền có thể đem trong phong ấn Trường Sinh giả hóa thân triệt để suy yếu, đưa nó chém giết. Sở Các Chủ nói bổ sung. Tống Thư Hàng nhắc nhở, bắt yêu nhân Trường Sinh giả đầu thượng dao găm là thiên đế cắm đi vào, nàng sẽ có hay không có biện pháp viễn trình giải khai dao găm công năng, để bắt yêu nhân tránh thoát phong ấn. Bắt yêu nhân thể nội có được loại thứ hai bản nguyên lực lượng tin tức, ta cũng có tình báo. Sở Các Chủ chậm rãi nói, do ta thiết kế trong phong ấn, đã sớm cân nhắc qua loại tình huống này. Coi như hiện tại hắn trên đầu dao găm mất đi hiệu lực, cũng sẽ không ảnh hưởng phong ấn hiệu quả. Tống Thư Hàng vuốt vuốt huyệt thái dương. Hoàn toàn không biết thiên đế muốn đánh tính toán gì. Tình báo không đủ, thiếu khuyết manh mối. Coi như hắn là thần thám chuyển thế, cũng vô pháp tìm ra cái kia chân tướng tới. Ta phải rời đi trước, ta không cách nào tại hiện thế ngốc thời gian quá dài. Sở Các Chủ nói, đây là nàng dung hợp vân tước tử đầu sau đại giới. Cẩn thận cửu u cái vị kia béo cầu, Tống Thư Hàng nhắc nhở. Yên tâm đi, ta hiện tại đem Bích Thủy Các kẹt tại cửu u cùng hiện thế khoảng cách ở giữa, chỉ cần chính ta đừng làm sự, liền sẽ không có vấn đề. Sở Các Chủ đáp. Dứt lời, cả cái Bích Thủy Các cùng nàng, toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Tống Thư Hàng thân hình, lại xuất hiện tại nho ra cái kia khe nứt lớn trên không. Nhưng là tiền bối người hôm nay một mực đang gây sự a. Tống Thư Hàng thở dài. Sở Các Chủ ngốc mau nhẹ nhàng lắc lư, không cần vì nàng lo lắng, thật sự không đi. Nàng còn có thể đi đầu quân một vị khác chúa tể. Cũng đúng, Tống Thư Hàng thân hình từ không trung hạ xuống. Cửu tu Phượng Hoàng đao trở về hạch tâm thế giới, trở lại thông nương bên người. Bạch Hạc Chân Quân hỏi, Thư Hàng, cái kia hai tay mọc đầy con mắt đại lão đâu? Thành công bị ta cùng Sở Các Chủ phong ấn, Tống Thư Hàng trả lời. Bạch Long tỷ tỷ khẽ thở dài một cái. Đúng, Bạch Long tỷ tỷ, chúng ta tại phong ấn bắt yêu nhân Trường Sinh giả hóa thân thời điểm, thiên đế khống chế ta sắt thép hóa thân xuất hiện, thọc bắt yêu nhân Trường Sinh giả đầu một đao, một cước đem hắn đá vào đến trong phong ấn. Bạch Long tỷ tỷ ngươi cái này, có cái gì đầu mối hoặc manh mối? Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật nói. Bạch Long tỷ tỷ. Tin tức này đơn giản bạo tạc. Bạch Long tỷ tỷ đầu óc cũng tạp. Trong ấn tượng của nàng, bắt yêu nhân Trường Sinh giả thế nhưng là thiên đình người tiên phong, thành lập thiên đình lúc hắn xuất lực phi thường lớn. Thiên đình đối bên ngoài chinh chiến thời điểm, hắn tổng là cái thứ nhất xuất chiến. Tất cả Trường Sinh giả bên trong, hắn đối thiên đế trung thành nhất. Hiện tại, thiên đế lại như một đao đâm bản thân trung thành nhất đại tướng. Nàng đầu óc rốt cục nước vào rồi. Bạch Long tỷ tỷ nửa ngày gạt ra như thế câu nói tới. Tống Thư Hàng, ta cũng là nghĩ như vậy. Lại nói, thiên đế trời khắp nơi thì sao? Tống Thư Hàng ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu chấp niệm bóng tối lỗ đen, bất diệt chi chủ chấp niệm lực lượng còn có thể kiên trì một đoạn thời gian. Sở dĩ, không thể lãng phí chấp niệm bóng tối phụ thể hiệu quả. Muốn hay không làm chút gì? Béo cầu đại lão vẫn còn chưa qua đến. Đám kia muốn tới nho ra gây sự cửu u tà ma cũng còn không đến. Bạch tiền bối bên kia cũng còn không có tin tức. Lại nói, Bạch Long tỷ tỷ ngươi còn không có thêm ta kim đan mã kiêu A hảo hữu A. Tống Thư Hàng đột nhiên hỏi. Bạch Long tỷ tỷ lắc lắc móng vuốt nhỏ, A thập lục tăng thêm, ta cũng không cần tăng thêm. Tô thị A thập lục mắt nhìn Tống Thư Hàng mặt, hỏi, Thư Hàng ngươi là có cái gì nghi hoặc sao? Kỳ thật. Ta là muốn hỏi một chút các tiền bối là thế nào làm đến viễn trình truyền công tới. Tống Thư Hàng nói. Một bên bạch tiền bối phân thân trả lời, thánh ấn chẳng phải có công năng như vậy sao? Nếu như không thông qua thánh ấn, chỉ thông qua kim đan mã QA hảo hữu chức năng này đâu? Tống Thư Hàng lại hỏi. Như thường có thể học được một chiêu này, coi như không tá trợ Hắc Long thế giới Long Lạc tiểu trợ thủ. Hắn cũng có thể thông qua viễn trình truyền công kèm theo tin tức công năng đến cho người khác nhắn lại. Ta đây cũng không rõ ràng, ta cùng Thư Hàng ngươi ở giữa giống như cũng không có viễn trình truyền công công năng. Tô thị A thập lục hơi suy nghĩ một chút về sau, nói, Bạch Long tỷ tỷ, nếu không ngươi thêm Tống Thư Hàng hảo hữu thử một chút. Bạch Long tỷ tỷ móng vuốt nhỏ gãi gãi mặt, tốt a.
Tống Thư Hàng tâm niệm vừa động, đem kim đan linh hồ bên trong cái kia kim đan mã QR đồ cho hình chiếu đi ra, Bạch Long tỷ tỷ, ngươi thử dùng tinh thần lực đảo qua cái này đồ án thử một chút. Tống Thư Hàng vừa dứt lời, liền tiếp thu được một tin tức. Đốt bất diệt chi chủ tăng thêm ngươi làm hảo hữu, mời lựa chọn nó phân loại. Tống Thư Hàng, ngọa thảo. Làm gì, dọa ta một hồi. Bạch Long tỷ tỷ nói, nàng vừa ngưng tụ tinh thần lực của mình, chuẩn bị tại Tống Thư Hàng hình chiếu đi ra kim đan mã QR thượng quét quét qua, kết quả Tống Thư Hàng đột nhiên quát to một tiếng, cắt ngang nàng động tác. Tống Thư Hàng nhìn về phía vị tiền bối cùng Tô Thị A thập lục, bất diệt chi chủ vừa tăng thêm ta hảo hữu. Bạch tiền bối phân thân, khả năng, là ngươi ở vào bất diệt chi chủ chấp niệm phụ thân trạng thái, dẫn động tinh thần lực của nó. Bất diệt chi chủ tăng thêm ngươi hảo hữu sẽ như thế nào? Sẽ không xảy ra vấn đề a? Tô Thị A thập lục có chút bận tâm hỏi. Trước mắt đến xem, hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tống Thư Hàng nói. Dù sao thiên đế cũng nằm trong danh sách bạn tốt của hắn, mặc dù là hồ bằng cẩu hữu nhãn hiệu kỳ thật Tống Thư Hàng cảm giác cái này nhãn hiệu tương đối thích hợp đậu đậu, dù sao đậu đậu mới là hắn chân chính cẩu hữu. Xích Tiêu Kiếm tiền bối nói. Vậy trước tiên không để ý tới hắn, bất diệt chi chủ một mực ở vào ngủ say trạng thái, ngoại trừ đối bất hủ chi vật chấp niệm bên ngoài, hắn đối với ngoại giới cơ bản không có gì phản ứng. Nốt 10 giây thời gian đã đến, phải chăng đem bất diệt chi chủ phân loại đến lạ lẫm hảo hữu liệt biểu. Còn có chức năng này, Tống Thư Hàng nhẹ gật đầu, vậy trước tiên đưa nó phóng tới lạ lẫm hảo hữu liệt biểu bên trong đi. Nốt lạ lẫm hảo hữu bất diệt chi chủ, tăng thêm thành công. Đốt bất diệt chi chủ phát giác được bất hủ chi vật khí tức, cũng đối với nó sinh ra phản xạ có điều kiện. Tống Thư Hàng, cái gì? Đây cũng là cái gì mới thao tác? Sau một khắc, Tống Thư Hàng thân thể siêu một chút, đằng không mà lên. Phụ thể tại trên người hắn chấp niệm bóng tối, tại Tống Thư Hàng không có thao tác tình huống bên dưới, tự chủ bắt đầu hành động. Tống Thư Hàng nhìn về phía trên tay âm ảnh thánh địa pháp khí lúc này tay này vòng tay pháp khí bên trên. Hiện đầy màu đỏ thẫm đạo văn. Âm ảnh thánh địa vòng tay, là kích hoạt chấp niệm, hóa thành bóng tối, phụ thân tại chủ ký sinh trên người trở thành có thể sử dụng lực lượng. Mà khi phụ thể chấp niệm bóng tối đúng lúc gặp được chấp niệm đối tượng lúc, hắn sẽ có nhất định tỷ lệ tiến vào táo bạo trạng thái. Tiểu tử này, lại tại làm cái gì? Bạch Long tỷ tỷ cuốn lên Tô Thị A thập lục, đuổi sát Tống Thư Hàng mà đi. Bạch Hạc chân quân tế ra bản thân pháp khí tiên thuyền. Mang lên tiết kiệm năng lượng trạng thái bạch tiền bối phân thân, đồng dạng theo sát mà lên. Tống Thư Hàng thân thể càng bay càng cao, càng bay càng nhanh. Sau đó, thân hình của hắn đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Tô Thị A thập lục, không gian truyền tống. Là ẩn tàng cửu u thông đạo, bạch tiền bối phân thân lên tiếng nói. Nho ra trên không, ẩn giấu đi một đầu thông hướng cửu u thông đạo, xem bộ dáng là gần đây xuất hiện mới thông đạo. Muốn truy vào đi không? Bạch Hạc chân quân hỏi. Bạch tiền bối phân thân nói, không, chúng ta chớ vào đi. Ta liên hệ một cái người, chúng ta tại thông đạo phụ cận chờ Thư Hàng. Dứt lời, bạch tiền bối phân thân thử nghiệm liên hệ vị kia Tống Thư Hàng trong miệng bạch tiền bối. Bản thể đã từng cùng bạch trao đổi qua, đồng thời lẫn nhau lưu lại phương thức liên lạc. Nơi này đúng lúc là thông hướng cửu u thông đạo, hẳn là có thể liên hệ với bạch mới đúng. Cửu u bên trong sự, vẫn là giao cho đối phương tương đối thích hợp. Bạch Long tỉ tỉ móng vuốt nhỏ nhẹ nhàng vỗ vỗ Tô Thị A thập lục đầu, nàng có thể nhìn ra A thập lục phi thường nôn nóng, sở dĩ chuẩn bị trấn an nàng một chút. Cái này lúc, A thập lục điện thoại vang lên. Là Tống Thư Hàng điện báo, tại cửu u thông đạo bên trong, điện thoại của hắn còn có một chút tín hiệu. Tô Thị A thập lục nhanh chóng ấn nút tiếp nghe khóa. Thập lục, các ngươi trước đừng tới đây. Tống Thư Hàng thanh âm kêu lên, tại cửu u thông đạo cổng chờ lấy ta, ta vừa ra tới, lập tức tiếp được ta liền chạy. Ngươi gặp gỡ cái gì rồi? Tô Thị A thập lục hỏi. Ta thấy được Vân Tước Tử tiền bối. Linh kiện, Tống Thư Hàng nói. Là còn không có bị tai nạn cự quy thu về linh kiện. Không biết Vân Tước Tử tiền bối hiện tại trạng thái như thế nào? Bất diệt chi chủ chấp niệm bóng tối mang theo hắn, tiếp tục tại cửu u thông đạo bên trong tiến lên. Tiến vào nhất định chiều sâu về sau, điện thoại đã mất đi tín hiệu. Tống Thư Hàng chỉ có trước đem điện thoại thu hồi, Vân Tước Tử tiền bối quả nhiên vẫn là một mình chạy cửu u thế giới tới.
Cái này rất phù hợp tính cách của nàng. Tâm ma xích tiêu kiếm trả lời, bất quá bây giờ vấn đề là ai tại công kích nàng, mà lại. Vì cái gì những cái kia tai nạn cự quy cũng không đến. Có thể là bộ phận này linh kiện bên trên, không có bất hủ khí tức. Tống Thư Hàng suy đoán nói. Bởi vì bất hủ chi cốt, còn tại béo cầu chúa tể nơi đó. Vân tước tử tiền bối tân sinh nhục thân, rất có thể đã mất đi bất hủ khí tức, sở dĩ không cách nào hấp dẫn tai nạn cự quy đến đây. Về phần công kích nàng người, xấu nhất có thể là béo cầu đại lão. Bởi vì vân tước tử vốn chính là hướng về phía hắn đi. Cẩn thận phía trước, tâm ma xích tiêu kiếm nhắc nhở, phía trước có một cái cổ quái khí tức. A cộc 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 đát bao vây lấy Tống Thư Hàng chấp niệm bóng tối phát ra cổ quái tiếng kêu, cứ như vậy mãng đi lên. Cuối lối đi, mơ hồ có thể trông thấy có một bóng người tại lay động. Bất diệt chi chủ chấp niệm bóng tối sát ngoài, há miệng chính là một đạo hỏa diễm phun ra đi. Thế lửa hung mãnh. Phun xong, bất diệt chi chủ chấp niệm cùng xúc động liền bình tĩnh trở lại. Quyền khống chế lại lần nữa về tới Tống Thư Hàng trong tay. Tống Thư Hàng. Bất diệt chi chủ mãng đi lên. Bất diệt chi chủ khiêu khích địch nhân. Bất diệt chi chủ vừa lòng thỏa ý, chấp niệm lui tán, cũng đem khiêu khích thành công địch nhân để lại cho bá tống. Chẳng lẽ bất diệt chi chủ tại đỗi xong một đợt về sau, liền để xuống chấp niệm, biến thành Phật tính nam tử. Hận nhất những thứ này làm việc có đầu không đuôi người. Đã đi lên đỗi, liền một hơi đỗi đến cùng, không muốn tung a. Chỉ cần đừng như thế hố. Chúng ta hữu nghị thuyền nhỏ chỉ ít còn có thể nhiều tiến lên vài mét. Chờ Tống Thư Hàng lần nữa tiếp nhận bất diệt chi chủ chấp niệm sát ngoài quyền khống chế lúc, đối diện vị kia bị không hiểu thấu phun ra một mặt hỏa diễm thân ảnh, quay người đi tới. Bất diệt chi chủ phun ra ngọn lửa, bổ sung lấy một sợi bất diệt pháp chi lực, khiến cho ngọn lửa này không có gì không đốt. Tại không đem mục tiêu thiêu đốt thành cho tàn trước, hắn gần như sẽ không dập tắt. Nhưng mà... Bất diệt chi hỏa mặc dù đem đạo thân ảnh kia thôn phệ, lại không cách nào làm bị thương hắn mảy may. Thân ảnh kia tùy ý bất diệt hỏa diễm ở trên người hắn thiêu đốt, hắn liền như là một cái hỏa diễm người đồng dạng, xoay người lại đến Tống Thư Hàng chính đối diện. Ha ha ha, bá nho huyền ma, hỏa diễm bên trong thân ảnh lên tiếng nói. Một hơi này, là người quen. Tống Thư Hàng nhìn về phía người trong ngọn lửa này. Hỏa diễm phía dưới, thân thể của đối phương như thủy ngân. Hắn bên ngoài thân không ngừng lưu động, thân hình miễn cưỡng duy trì lấy hình người. Rõ ràng như vậy đặc thù, đã không cần đối phương tự giới thiệu, Tống Thư Hàng liền đoán ra hắn là ai. Béo cầu đại lão, Tống Thư Hàng nói. Bất quá cỗ này thủy ngân người, cũng không phải là béo cầu đại lão chân thân. Tống Thư Hàng từ nơi này cỗ thủy ngân trong cơ thể con người cảm ứng được bất hủ chi cốt khí tức hiển nhiên, đây là béo cầu vì bất hủ chi cốt chế tạo mới phân thân. Trước đó béo cầu sử dụng cỗ kia vân tước tử cũng nhục thân, bị Tống Thư Hàng cùng Bạch Tiền Bối liên thủ hố một thanh về sau, bị Tống Thư Hàng đoạt lại, bây giờ còn đang hắn hạch tâm thế giới bên trong cất giấu. Béo cầu đại lão bình tĩnh nói, nhìn dáng vẻ của ngươi, là đạt được lực lượng cường đại, sau đó muốn hiệp trợ cái kia tóc xanh nữ nhân, từ trong tay của ta cướp đoạt khối này bất hủ chi cốt ha. Kỳ thật ta là bị bất diệt chi chủ chấp niệm dẫn dắt, một đường chạy tới. Thậm chí vừa rồi thổ ngươi một thanh hỏa diễm đều không phải là ta, nhưng ngươi chắc chắn sẽ không tin lời của ta. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Bất quá, hắn cũng không có lên tiếng giải thích, duy trì trầm mặc. Lúc này vô thanh thắng hữu thanh. Dù sao vô luận hắn nói cái gì, béo cầu đại lão cũng sẽ không tin tưởng hắn. Đồng thời, hắn tại nội tâm thật nhanh kêu gọi Bạch Tiền Bối, kêu gọi Bạch Tiền Bối, kêu gọi Bạch Tiền Bối, ta gặp gỡ béo cầu. Ngươi đối lực lượng chân chính, hoàn toàn không biết gì cả. Béo cầu đại lão bình tĩnh nói, một con kiến đột nhiên thu được tiểu kê lực lượng, liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Nhưng là trong mắt của ta, ngươi bất quá là từ tiện tay có thể bóp chết, biến thành bóp có chút cấn tay trình độ. Tống Thư Hàng. Những thứ này viễn cổ đại lão, vốn từ vô cùng nghèo. Mỗi khi muốn bóp chết hắn lúc, đều ưa thích dùng bóp chết một đầu cấn tay tiểu côn trùng để hình dung. Hắn liền trưởng giống như vậy côn trùng, liền không thể đổi thành động vật có vú. Lần này, Bạch không cùng gia hỏa này cùng một chỗ. Béo cầu đại lão tại cùng Tống Thư Hàng đối thoại quá trình bên trong, liền kiểm tra bên dưới bốn phía. Vết xe đổ vẫn còn, sở dĩ lần này gặp gỡ Tống Thư Hàng lúc, hắn liền lập tức sẽ nhớ tới Bạch gia hỏa kia.
luôn cảm giác Bạch sẽ cùng tên trước mắt này hợp lại hố hắn. Lại hoặc là, Bạch tên kia đang chuẩn bị lừa ta bản thể, giống lần trước như thế. Béo cầu đại lão còn nhớ rõ bản thân bố trí trên vạn năm ấm áp hang ổ, vừa quay đầu lại, lại bị Bạch gia hỏa kia liền đào đi. Vô cùng thống khổ hồi ức. Đối diện, Tống Thư Hằng còn tại không ngừng liên hệ Bạch tiền bối. Lần này thật sự là sống chết trước mắt. Nhưng chẳng biết tại sao, Bạch tiền bối chậm chạp không có trả lời. Lại nghĩ tới bản thân hôm nay tương đối thảm khí vận. Hôm nay không phải là cái chết của hắn kiếp. Nốt người chữ viết mơ hồ vẽ rơi bản thân Bạch hướng ngươi gửi đi một điểm năng lượng, bổ sung tin tức, chớ quấy rầy, đừng hố đồng đội. Ta không phải đã sớm nói à, ta nhìn chằm chằm vào béo cầu. Ta bây giờ đang ở bên cạnh ẩn núp, ngươi không muốn đem ta bộc lộ ra đi, chúng ta tốt hố béo cầu một thanh. Ngươi coi như ta không tồn tại, nên làm như thế nào liền làm như thế đó, đem hết toàn lực đối kháng béo cầu. Tống Thư Hàng trong lòng lập tức vừa vững. Tâm tính ảnh hưởng mọi người phát huy, tâm tính càng ổn, phát huy liền càng ổn, lại càng dễ siêu trình độ phát huy thực lực. Tống Thư Hàng bình tĩnh nhìn qua béo cầu đại lão, bàn tay bắt lấy tâm ma xích tiêu kiếm, bày ra tư thế công kích, phân thức tử tiền bối đâu. Cái kia tóc xanh nữ tử sao? Đã trong tay ta chết một lần. Béo cầu đại lão chậm rãi nói, đón lấy đến phiên ngươi, cấn tay loài bò sát. Ta cái này loài bò sát không chỉ có bóp cấn tay, sẽ còn cắn người. Tống Thư Hàng cường ngạnh hồi phục, phần thiên hỏa diễm đao thượng có ngọn lửa đen kịt đốt lên. A a a a, béo cầu đại lão thân hình hướng phía sau trong hư không một tòa. Sau một khắc, có một chương sắt thép tạo thành vương tọa, trống rỗng xuất hiện sau lưng hắn, nâng thân hình của hắn. Vương tọa phía dưới, có một cái đồng dạng là sắt thép tạo thành đài cao ầm ầm dâng lên, để béo cầu có thể ở trên cao nhìn xuống Tống Thư Hàng. Muốn cắn ta, ta liền cho ngươi một cái cơ hội. Béo cầu vung tay lên một cái. Sắt thép phương tọa bên dưới, một mảnh ma văn hiển hiện. Từng cái cửu u tà ma từ đó chui ra, mỗi cái cửu u tà ma đều phi thường cường đại, là béo cầu tuyển chọn tỉ mỉ đi ra tinh nhuệ. Chi này cửu u tà ma nếu là sai phái ra đi, đủ để hủy diệt một cái thế giới. Đây là chi diệt thế quân đoàn. Béo cầu ngồi ở sắt thép trên vương tọa. Đối Tống Thư Hàng ngoắc ngón tay, hiện tại, đến cắn ta. Hắn tiếng nói vừa mới rơi, tại hắn bên người liền có gần trăm cái không gian thông đạo mở ra. Sau đó, gần trăm cái quái dị đầu vượt qua chi kia tà ma quân đoàn, hướng thẳng đến hắn đánh tới. Những đầu lâu này giữ tợn kêu, đầu phía dưới còn mọc ra từng đầu xúc tu, không muốn sống hướng phía béo cầu dũng mãnh lao tới, há miệng liền cắn. Là bất diệt chi chủ ma niệm chính là đám kia bị tạo hóa pháp phương tiếng ca khắc chế ác quỷ đầu. Nhưng là, những thứ này ma niệm, cũng không phải là Tống Thư Hàng triệu hoán đi ra. Béo cầu hừ nhẹ một tiếng. Những cái kia há mồm muốn cắn nó bất diệt chi chủ ma niệm, còn không có cận thân, liền trực tiếp bị tầng một cửu u tà năng quấn lấy, kéo vào đến một cái to lớn tà năng vòng xoáy bên trong. Tựa như là thiêu thân lao đầu vào lửa. Không diệt ma chủ ma niệm thành tốp tuôn ra, nhào về phía béo cầu. Lại thành tốp bị cửu u tà năng hải quấn lấy, thôn vệ sạch sẽ. Ngủ say bất diệt chi chủ, thì ra là thế, đây chính là ngươi lần này dựa vào à. Béo cầu chậm rãi nói, hắn nhẹ nhàng vỗ tay phát ra tiếng. Sau lưng nó, cửu u tà năng ngưng tụ làm hai thanh cự kiếm, trực tiếp đâm vào đến bất diệt chi chủ ma niệm không gian thông đạo bên trong. Đi ngược dòng nước, trực tiếp chém về phía bất diệt chi chủ ngủ say nhục thân. Từ thái cổ thời kỳ liền tồn tại, một mực ngủ say không dậy nổi bất diệt chi chủ, thân thể của nó tựa như là một khỏa to lớn hành tinh. Hai thanh cửu u tà năng cự kiếm, cùng thân thể khổng lồ của nó so ra, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính.